sau khi hiểu rõ, Hàn Lập thu hai con phệ kim trùng lại, nhưng trong tay áo lại bay ra hai con linh trùng. Cũng nuốt cắn như thế, sau một chút thời gian, hai con phệ kim trùng cũng không thể chịu được thể trọng của chính mình mà rơi xuống đất, lại được Hàn Lập thu lại. Nhưng lần tiếp theo bay ra từ trong tay áo ngược lại đã là bốn đóa kim hoa. Hơn nửa ngày sau, sau khi hàng nghìn con phệ kim trùng được thả ra rồi thu vào, thạch đôn trước mặt đã bị phệ kim trùng nuốt đi mất khoảng một phần mười, nhưng cũng vì vậy thành công phân thành được ba khối lớn. Nhìn ba khối to nhỏ gần như nhau, Hàn Lập hài lòng gật gật đầu. Hai tay bắt quyết, trên người lại phóng ra kim quang, đồng thời sau lưng một vầng sáng kim sắc hiện lên, trước mắt lại biến thành một đạo hư ảnh kim sắc ba đầu sáu tay. Hàn Lập vừa cúi người, dưới sức lực của hai cánh tay, cuối cùng từ từ ôm nhấc được một trong ba khối đá lên. Tuy giống như bị một ngọn núi nhỏ đè lên người, nhưng với trọng lượng này đã có thể miễn cưỡng điều khiển độn quang để đi. Hàn Lập nhếch mép, đặt vật trên tay xuống, Cẩn thận xem xét lại những chỗ còn lại của động phủ một lần, xem xem còn có những thứ thú vị khác không. Kết quả ngoài một số vật liệu đặc biệt của biển và linh thạch ra thì không còn thứ khác đáng chú ý nữa. Hàn Lập cũng không thất vọng gì, sau khi lấy tất cả mọi thứ, lại quay trở về đại sảnh. Lần này, hắn đem hai trong ba khối của thạch đôn, lần lượt ôm đến một chỗ cực kỳ bí mật trong động phủ, sau đó bố trí một ảo trận để che giấu chúng. Tiếp đó, hắn liền ôm khối cuối cùng lên, bay ra khỏi cửa động phủ khi hàn lập xuất hiện một lần nữa trên mặt biển sau lưng linh quang phóng ra hư ảnh thanh điều thái phụng vừa chớp phong lôi xí hiển hiện ra hai cánh vừa đập hắn liền biến thành một đạo tinh tuyến phóng ra chớp mắt đã biến mất ở cuối chân trời vật ở trong tay quả thật nặng vô cùng cho dù là dùng đến cực tốc thần thông phong lôi xí nhưng cứ bay được mấy canh giờ hàn lập lại phải dừng lại để hồi phục thể lực sau đó mới có thể tiếp tục lên đường ba ngày sau hàn lập một lần nữa về tới động phủ hắc ẩn sơn mạch không nói lời nào đem khối đá đặt vào trong mật thất. Thời gian hai ngày còn lại, Hàn Lập cũng không vội rời khỏi động phủ, chỉ ở trong mật thất dùng những phương pháp khác kiểm tra khối đá vừa chiếm được. Kết quả vật liệu này ngoài cứng rắn vô cùng ra, bất luận tấn công bằng băng phong, sấm sét hay ma khí ăn mòn. Đều không làm nó có bất cứ tổn hại nào, còn đốt bằng các loại hỏa diễm, ngoài phệ linh thiên hỏa ra, các loại hỏa diễm khác bao gồm nguyên anh chi hỏa của hắn, đều giống nhau không thể làm nó bị tan chảy mảy may. Đương nhiên, Tác dụng của Phệ Linh Thiên Hỏa đối với khối đá cũng cực kỳ bé nhỏ. Đây chính là vật liệu tốt nhất để luyện chế bảo vật phòng ngự thượng đẳng, nhưng với trọng lượng của nó, nếu như đem luyện thành một bảo vật mang tính tấn công tương tự như Nguyên Tử Sơn, có lẽ uy lực cũng vô cùng kinh người. Sau khi kiểm tra xong, Hàn Lập lập tức có suy nghĩ như vậy. Về phần rốt cuộc sẽ xử lý như thế nào, đương nhiên còn cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng thêm. Nhưng Hàn Lập trong lòng bỗng giật mình, đột nhiên kiểm tra những con linh trùng đã nuốt thứ vật liệu này đang nằm trong linh thú hoàn. Hắn không khỏi giật mình, hàng nghìn con vệ kim trùng trưởng thành không biết từ lúc nào rơi vào trạng thái ngủ, bộ dạng giống như sắp tiến hóa một lần nữa. Kim trùng của hắn đã trưởng thành rồi, nếu như lại tiến hóa thêm nữa, có vẻ chỉ có thể là tình trạng phát sinh biến dị. Hàn lập đương nhiên mừng rỡ cực độ, nhưng như vậy, sử dụng thạch liệu đặc biệt này như thế nào, có vẻ càng khó quyết định hơn. Sau khi lưỡng lự nửa ngày, Cuối cùng Hàn Lập vẫn quyết định đợi xem những con vệ kim trùng này sau khi tiến hóa có biến đổi gì, sau đó mới suy nghĩ đến việc này. Thời gian hai ngày trước mắt trôi qua, ngày thứ ba cũng chính là thời hạn 7 ngày mà Hàn Lập đã hẹn với hai yêu thú đầu châu. Kết quả vừa sáng sớm, không những hai yêu quái này tới bên ngoài động phủ, mà cả Kim Mao Cử Viên và con giã trư khổng lồ cũng xuất hiện ở đó. Những con yêu quái này nhìn về phía Hà Quang màu xanh bên ngoài động phủ của Hàn Lập trong mắt mang vẻ sợ hãi. Tất cả đều im lặng chờ đợi, không dám có chút ồn ào. Mãi cho tới gần buổi trưa, thanh hà mới dần dần tan biến như bọt biển, để hiện ra một cánh cửa đá lớn cao hơn 20 trượng. Sau tiếng ầm ầm, thạch môn tự động mở, lộ ra một thông đạo phát ra ánh sáng trắng. "Vào đi." Một giọng nói lạnh lùng truyền ra từ trong thông đạo. Mấy tên yêu quái trong lòng giật mình, nhưng cũng không dám cãi lời lần lượt đi vào trong thông đạo. Dương Nhiên trừ thú đầu châu ra, những con yêu quái khác đều phải thu nhỏ hình dạng lại mấy lần mới có thể tiến vào trong thạch môn. Sau một lúc, trong một gian thạch thất trong động phủ, Hàn Lập ngồi trên một thạch đôn, từ trên cao nhìn xuống bốn con yêu quái trước mặt, ánh mắt dừng lại lâu hơn một chút trên người con kim mao cửa viên. Thịch một tiếng, Hàn Lập không đợi mấy con yêu quái mở miệng nói, vung tay áo lên một cái, một vật đột nhiên bay ra, rơi xuống mặt đất. Đó là một cái đầu dao long màu xanh rất lớn. Vừa trông thấy vật này, mấy con tiểu thú yêu tinh cả kinh. Đây chính là thủ cấp của Bảo Quang Tôn Giả nay tên này đã chết, giao dịch giữa các ngươi và hắn ban đầu đương như hủy bỏ. Các ngươi đã tới đây đúng hẹn, mấy ngày qua chắc cũng đã suy nghĩ xong rồi, đồ vật có mang đến hay không? Hàn lập hỏi với khẩu khí không cho phép cự tuyệt, nhìn chiếc đầu dao long xanh lẻ trước mắt, mấy con yêu quái lập tức nhìn ra khí thức của yêu thú cấp 8 còn sót lại. Tên nào cũng trột giả, vãn bối đâu còn sự lựa chọn nào khác, chúng vãn bối đích thực đã đem đến thứ mà tiền bối cần. Thú đầu trâu và ba con thú khác sau khi nhìn nhau, thì miễn cưỡng cười trả lời. Rất tốt, một linh hoa mà các người cần, ta cũng đã chuẩn bị rồi. Chỉ cần làm ta hài lòng, sẽ lập tức giao cho các ngươi. Hàn lập lạnh nhạt nói, sau đó ấn một tay vào chữ vật chạc. Sau khi một đám bạch quang lóe lên, một chiếc hộp ngọc lớn hình chữ nhật hiện ra trên tay. Vừa mở chiếc hộp, một làn hương hoa thơm ngào ngạt phả vào mặt. Trong hộp đầy những chiếc chuông vàng to bằng ngón cái, cái nào cũng sáng rực rỡ, ước chừng có khoảng trên trăm chiếc. Chương 1407, Kim Tùy luyện thể. Xem kỹ lại thì phát hiện những chiếc chuông phát ra mộc linh khí đậm đặc này lại là những bông kim hoa nhỏ màu vàng hình chuông. Trông rất sống động, chẳng khác gì những chiếc chuông đúc thật. Thật sự có nhiều hoa mộc linh như vậy, hơn nữa đều là loại từ 1000 năm trở lên vừa nhìn thấy những bông hoa này, cổ họng con vượn khổng lồ phát ra những tiếng gừ gừ, tràn dày vẻ kinh ngạc. Hoa mộc linh các ngươi đã thấy rồi, Kim Tùy tê ân trùng và kim mẫu san hô sa đâu? Hàn Lập hỏi chỉ có thứ này sợ rằng chưa đủ đây chẳng qua là một trăm đoá mà thôi theo ước định chỉ bất quá đổi lấy mười đôi linh trùng ánh mắt thú đầu châu ánh lên vẻ vui mừng nhưng vẫn rất bình tĩnh nói hàn lập cười mỉm ném cái hộp trong tay ra phía trước để trôi lơ lửng trong không trung tay kia xoay một cái lại hiện ra một chiếc hộp dài mở nắp ra bên trong cũng đầy áp hoa mộc linh lần này lập tức khiến cho mấy con yêu quái há hốc mồm kinh ngạc thế này đủ rồi chứ mang theo bao nhiêu tê âm trùng và san hô sa lôi ra hết đi hàn lập nhìn chăm chăm vào mấy con yêu quái trước mặt, từ tốn nói. Sau khi hết kinh ngạc, mấy con yêu thú thì thầm với nhau vài câu. Cuối cùng tiểu thú rút ra từ trên người một miếng khoáng vật như thủy tinh to bằng nắm tay, những yêu thú khác cũng đều lấy ra những chiếc hồ lô đen to bằng bàn tay. Chớp mắt trong đại sảnh đã xuất hiện 15 miếng tinh thể và và ba chiếc hồ lô đen. Hàn lập hai mắt sáng ngời, không nói lời nào hướng về mặt đất nắm tay một cái, lập tức một miếng tinh thể bật lên bị hút vào trong tay hắn cúi đầu bắt đầu tỉ mỉ kiểm tra chỉ thấy bên trong tinh thể trong suốt ngưng kết một đôi tiểu trùng màu trắng sữa dài khoảng hai tấc bất động như hóa đá thần niệm mạnh mẽ trước mắt hóa thành vô số chân tơ xuyên thấu tinh thể tác động lên một trong hai con tiểu trùng lập tức trên cơ thể tiểu trùng nổi lên một lớp quang mang màu trắng sữa vừa động đậy từ trong miệng nhả ra một dịch giọt màu vàng ngấm vào trong tinh thể cả tinh thể đột một biến sắc trở nên trói sáng rực rỡ hàn lập thấy vậy thần sắc nhất động năm ngón tay tóm lấy tinh thể lập tức một nguồn sức mạnh lớn tuôn ra trên linh thể nhưng tinh thể chỉ lóe sáng vài cái thì lại trở lại bình thường quả nhiên đúng là kim tủy tê âm trùng hàn lập lẩm bẩm vài tiếng tiền bối yên tâm lũ chúng tôi cho dù là ăn gan gấu cũng không dám lừa gạt tiền bối vậy sao hàn lập trả lời một câu đặt tinh thể xuống một cánh tay kia vừa động lại tóm lấy một chiếc hồ lô vừa dốc xuống một dòng cát tử kim sắc chảy xuống chớp mắt đã chất một đống cao hơn ba thước trên mặt đất. Thuận tay cản lại, Cát rơi một ít trên lòng bàn tay. Hàn lập nhìn chăm chú hồi lâu, sau đó lần lượt rốt cát trong hai hồ lô còn lại ra. Không tệ, kim mẫu san hô sa mày đích thực là cực phẩm. Luận trọng lượng cộng thêm 15 đôi tê âm trùng, tuy so với hai hộp hoa mộc linh thì vẫn kém một chút, nhưng thôi cũng tạm được, chúng ta hãy trao đổi đi Hàn lập quét mắt một lượt, hời hợt nói. Nghe Hàn lập nói vậy, bốn con yêu quái lộ ra vẻ mừng rỡ, lần lượt gật đầu đồng ý. Hàn lập ném hai chiếc hộp, tiểu thú và kim mau cử viên lần lượt bắt lấy, sau đó cẩn thận cất đi. Cùng lúc đó, Hàn lập phung tay áo khua trên mặt đất một cái, một đạo hà quang cuộn qua, tinh thạch và hồ lô toàn bộ đều biến mất dạng. Lần trao đổi này, ta rất hài lòng, sau này nếu còn có dư thừa tê âm trùng san hô sa hoặc những kỳ chân dị vật khác, có thể mang đến chỗ ta trao đổi những vật cần thiết. Trong tay hàn mỗ không chỉ có hoa mộc linh, sẽ không để các người phải chịu thiệt thòi đâu. Bây giờ các người có thể đi rồi Hàn Lập không mảy may muốn giữ mấy con yêu này lại, sau khi nói vài câu lạnh nhạt, liền hạ lệnh tiến khách. Dưới khí thế uy hiếp của Hàn Lập, thú đầu châu cùng mấy yêu vật khác không dám nói gì thêm, lần lượt cung kính lui ra khỏi động phủ của Hàn Lập, rồi điều khiển yêu phong rời đi. Mấy tên này sau khi bay ra xa khỏi ngàn dặm mới thở phào dừng lại, một lần nữa tụ tập cùng nhau trên không chung. Thật tốt quá, không ngờ lần này có thể được nhiều hoa mộc linh đến vậy, hơn nữa đều là từ ngàn năm trở lên nếu như nộp tất cả lên, có khi những cung phụng khác đều có thể được miễn. Người của thiên bằng tộc cũng sẽ không trừng phạt chúng ta tên dã chư khổng lồ hoan hỉ nói. Ừ, ta cũng không ngờ người này có thể lấy ra nhiều linh hoa như thế. Nếu như ta không nhớ nhầm, số lượng hoa mộc linh sinh trưởng trên ngọn cự sơn đó hình như không nhiều như thế này. Lẽ nào trước đây khi dò xét ngọn núi đó, đã bỏ sót chỗ bí mật nào đó? Theo như ý của hắn, có vẻ trong tay hắn còn không ít loại hoa này cử viên nhíu mày nói. Có lẽ vậy, hoặc là chính bản thân hắn đã có nhiều hoa mộc linh. Những người của thiên bằng tộc xem trọng loại hoa này như thế có thể thấy được sự quý hiếm của nó. Nhiều khả năng loại hoa này là đặc sản của Hắc Ẩn Sơn chúng ta tam thủ cự mãng đảo mắt nói. Được rồi, cho dù hoa mộc linh này quý hiếm bao nhiêu, cũng chẳng liên quan gì tới chúng ta. Chúng ta chỉ cần có thể vượt qua 100 năm này là có thể xóa đi nô ngân, sau đó cao chạy xa bay. Nhưng linh thạch thượng đẳng mà vị đại nhân đó yêu cầu, chúng ta nhất định phải tận sức cung ứng. Nếu như có sơ sót gì, thì sự chờ đợi bao năm coi như uổng phí thú đầu châu suy ngẫm hồi lâu, rồi nói ra mấy lời này. Có hoa mộc linh rồi, có thêm trăm năm tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Nhưng quan trọng nhất là, linh thạch trong tay chúng ta đích thực không còn bao nhiêu nữa. Linh thạch cấp thấp đến chúng ta còn chẳng dùng đến, còn linh thạch loại chung, đối với vị đại nhân đó đã không còn tác dụng gì nữa rồi. Nếu như là linh thạch cấp cao, quặng linh thạch sớm đã bị khai thác hết hơn nữa vị đại nhân còn nói muốn chúng ta cung cấp bốn viên linh thạch thượng đẳng thuộc bốn thuộc tính khác nhau loại linh thạch cực phẩm này đừng nói chưa từng xuất hiện ở hắc ẩn sơn chúng ta ngay cả những đồng đạo tu luyện khác ở bốn phía đảo tự nhiều nhất cũng chỉ có linh thạch thuộc tính thủy mà thôi cho dù là muốn đổi cũng không biết lấy đâu mà đổi kim mao cử viên ồm ồm nói nhưng theo như lời của vị đại nhân đó những linh thạch thượng đẳng này là vật cần thiết để phá chướng ngại nếu không thần thông rất khó đại thành giã chư khổng lồ cũng thì thảo nói Bốn con yêu tinh nhất thời yên lặng không nói được gì. Nếu như là trước đây thì khó nói, nhưng người vừa gặp thần thông quảng đại, lại là từ nơi khác đến đây. Không chừng có linh thạch thuộc những thuộc tính khác cử mãng ba đầu lúc lắc đầu, cái đầu ở giữa chậm rãi nói, "Điều này đương nhiên chúng tôi có nghĩ tới, nhưng với đạo hạnh của chúng ta làm sao có thể sử dụng linh thạch thượng đẳng được. Nếu như đổi lấy vật này, sợ rằng sẽ lập tức khiến đối phương nghi ngờ. Hãy cứ nghĩ cách khác trước." cuối cùng nếu như thật sự không còn cách nào khác mới đi trao đổi với người này thú đầu châu cẩn thận nói nói vậy cũng có lý cứ đợi sau khi chúng ta đối phó xong với sứ giả của thiên bằng tộc rồi thương lượng tiếp vượn khổng lồ kiến nghị mấy con thú kia cũng chẳng có cách nào hay hơn lần lượt gật đầu tán thành thế là bốn con yêu quái lại biến thành bốn đám yêu khí bay về bốn hướng khác nhau hàn lập lúc này đã ở trong mật thất một tay chơi nghịch khối thủy tinh chứa tê âm trùng ánh mắt chấp động như đang suy tính gì đó Kim Tủy Tê Ân Trùng tuy rất nổi tiếng, đã lưu truyền lâu trong hai tộc yêu nhân, nhưng số lượng có thể phát hiện và bắt sống thì lại cực kỳ nhỏ bé. Cho dù có ngẫu nhiên phát hiện ra, cũng chỉ có hai ba đôi mà thôi. Mà giá trị của một đôi đủ để khiến cho một tu sĩ cấp cao đại thương nguyên khí. Cho nên khi Hàn Lập nghe nói, mấy con yêu thú cấp 6 cấp 7 này có thể cung cấp loại tê ân trùng này, trong lòng vui sướng không sao tả xiết. Tác dụng của tê ân trùng có nhiều loại, không những có thể làm chủ dược của mấy loại đan dược làm tăng đạo hạch, hơn nữa càng có tác dụng rõ ràng trong việc luyện thể. Dùng kim tủy mà loại tê ân trùng này nhả ra xoa lên cơ thể, cộng thêm sau khi hấp thụ dịch kinh tẩy tủy có thể làm cho cơ thể của tu sĩ lập tức mạnh thêm một bậc. Nhưng với sức mạnh hiện giờ của Hàn Lập, phỏng trừng hiệu quả sẽ giảm đi rất nhiều. So sánh với với hai loại trên, Hàn Lập càng hy vọng dùng loại trùng này vào phương pháp thứ ba. Đó chính là dùng loại tê ân trùng này để luyện phạm thánh chân ma pháp tướng của mình, đem nó ngưng luyện ra thực thể thực sự, uy lực to lớn của loại thần thông này phối hợp phạm thánh chân ma công sẽ có được uy lực thôi sơn bình hải cũng có thể coi là loại pháp thuật hóa thân đặc biệt nhất. đương nhiên loại thần thông này tương tự như phật tông ngưng luyện kim cang pháp thân hoàn toàn không phải là bí thuật gì phức tạp người biết nó cũng không ít nhưng những linh vật bổ trợ cần thiết ngoài kim tùy tê âm trùng ra còn phải cần mấy loại linh dược khác độ quý hiếm của những linh dược này cũng không kém kim huy tê âm trùng nếu như muốn thu thập đủ thì cần phải dựa vào cơ duyên, tuyệt đối không thể mong đợi trong thời gian ngắn được. Hàn lập nhìn chằm chằm tinh thạch trong tay, yên lặng suy nghĩ hồi lâu. Đột nhiên cổ tay vung lên, trước mặt bỗng hiện ra bốn khối tinh thạch còn lại. Ngưng luyện phạm thánh chân ma pháp tướng, giữ lại 10 đôi tê ân trùng chắc là đủ. Năm đôi còn lại, hắn dùng để tăng cường sức mạnh thân thể, hơn nữa chuẩn bị dùng thứ này để xung kích một lần nữa chướng ngại hóa thần trung kỳ. Đoán chừng cho dù tất cả thuận lợi, quá trình này cũng phải mất 5-6 năm. Trong lòng nghĩ như vậy, Hàn Lập không chậm chế giây phút nào, lập tức cầm lấy một khối tinh thạch, trên tay hiện lên linh quang xanh thuần khiết, đồng thời nhắm hai mắt lại. Hai con tiểu trùng vốn bất động nằm trong tinh thạch, dưới sự kích thích của linh khí, đột nhiên đông thời lắc đầu vẫy đuôi, mở miệng mỗi con nhả ra một giọt kim dịch. Hai giọt chất lỏng trực tiếp chảy ra từ trong tinh thạch mà không gặp bất cứ trở ngại nào, rơi thẳng vào lòng bàn tay Hàn Lập, bị thanh sắc linh khí bao lại làm một. Tiếp sau đó, kim dịch trong thanh quang hình như gặp phải kích thích, liền phát ra kim quang sáng ngời. Tiếp đó ánh sáng này và thanh sắc linh khí hòa trộn với nhau, theo cổ tay chảy xuống, trong chớp mắt, cả cánh tay đã nằm trong kim quang. Khi tất cả kim quang tràn ra, toàn bộ da thịt trên cánh tay bị nhuộm thành màu vàng rực rỡ. Hàn lập một tay nâng cánh tay kim sắc, miệng nói lẩm bẩm. Cánh tay kim quang chợt lóe sáng lấp lánh, đồng thời một vầng sáng màu trắng nổi lên trên cánh tay và lưu chuyển không ngừng. Hàn lập ngược lại hơi thở ổn định, thân sắc bình tĩnh, Linh lực trong người nhập vào một vòng tuần hoàn lớn. Chương 1408, Thiên bằng nhân, thời gian 5 năm nói dài không dài nói ngắn không ngắn. Trong khoảng thời gian này, Hàn Lập không những lấy kim tủy mà năm đôi tê âm trùng nhả ra toàn bộ xoa lên cơ thể, còn lấy kim mẫu san hô sa kết hợp với những loại thuốc khác luyện thành nước, cũng gia nhập luyện hóa vào trong huyết nhục. Làm như vậy, đương nhiên năm đôi kim tủy tê âm trùng đều biến mất, kim mẫu san hô sa trong ba bình hồ lô cũng hết sạch. Một hôm Hàn Lập từ trong nhập định mở mắt ra, nâng đôi tay trông chẳng có vẻ gì khác thường lên, nhìn một hồi, trên mặt hiện ra vẻ kỳ quặc. Rõ ràng đã đem kim tủy cùng không ít kim mẫu san hô sa, toàn bộ đã luyện vào trong cơ thể, cơ thể cũng đã mạnh lên rất nhiều, nhưng chướng ngại trung kỳ này tại sao vẫn thiếu một chút, rốt cuộc vẫn không đột phá được. Lẽ nào thực sự là cơ duyên chưa tới? Hàn Lập thở dài một tiếng, có chút buồn bực lại nhắm mắt lại, đột nhiên vách tường mật thất lóe sáng xanh, Nguyên Anh thứ hai đã hóa thành một đám điều quang bay vụt vào kêu náo loạn. Hàn Lập đầu tiên ngẩn ra, sau nghe tiếng thì nở nụ cười. Suýt nữa thì quên, những người của thiên bằng tộc sắp tới đảo rồi. Vừa hay ta đi xem xét đám người dị tộc này một chút tự nói một câu, Hàn Lập đứng lên, đi ra khỏi cửa mật thất. Tuy mấy năm hắn không ra khỏi mật thất một bước, nhưng đã ra lệnh cho Nguyên Anh thứ hai sử dụng khôi lỗi thuật, luôn luôn giám sát hành động của bốn con yêu kia. Kết quả, từ trong một lần chúng nói chuyện riêng, đã nghe được tin sứ giả của thiên bằng tộc sắp đến đảo. Hiện tại dị tộc này cuối cùng đã đến, những tên yêu đó đã phái người đi ninh đón. Lại nói, tên bảo quang tôn giả mà hắn bắt được lần trước, nhất thời hứng khởi đã dùng phệ linh thiên hỏa diệt sát tinh hồn này, sau đó có chút hối hận quên mất không dùng thuật siêu hồn. Đây dù sao cũng là một yêu thú cấp 8, hẳn là hiểu rõ khu vực xung quanh. Tuy lúc trước đã sử dụng siêu hồn thuật với kim sắc ngư yêu, nhưng con ngư yêu này chưa từng rời khỏi hải vực lân cận quá xa, cho nên đối với tất cả cũng không hiểu được nhiều. Chỉ biết hải vực này được gọi là xích ma hải, còn hòn đảo mà Hàn Lập ở gọi là Hắc Minh Đảo, thực sự chỉ là một bán đảo mà thôi. Một phần nhỏ của đảo chính là Hắc Ẩn Sơn Mạch mà hắn đang ở, 89 phần của đảo đều bị sương mù đen bao phủ. Tuy nhiên may mà bán đảo lại nối liền với phong nguyên đại lục, hắn cũng không bị truyền tống đến hai đại lục xa lạ còn lại, điều này khiến Hàn Lập âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần vẫn ở trên phong nguyên đại lục, hắn sẽ có cách trở về nhân tộc. Hải vực cạnh bán đảo và khối đại lục núi liền bán đảo, hình như là khu vực thống trị của một dị tộc có cánh gọi là Phi Linh tộc. Thiên Bằng tộc chỉ là một chi của Phi Linh tộc mà thôi, còn là một tộc khá nhỏ trong số khoảng 10 chi tộc. Hải vực gần đó có không ít yêu thú bị Phi Linh tộc đuổi từ đại lục xuống biển, nếu không đến một chút tin tức này con ngư yêu này cũng không biết. Ngoài điều này ra, con ngư yêu chưa từng cung cấp thêm thông tin nào chính xác. Tuy nhiên trong ấn tượng mơ hồ của con ngư yêu Người của Thiên Bằng tộc ngoài trên lưng có một đôi cánh và có thể mượn thần thông khi chiến đấu để biến ra các loại cự bằng, thì tất cả những cái khác đều tương tự như nhân tộc. Như vậy, Hàn Lập đương nhiên rất có hứng thú đối với sứ giả đến thu cống vật của Thiên Bằng tộc, muốn tận mắt nhìn thấy một chút. Không lâu sau, Hàn Lập biến thành một đạo thanh hồng xuất hiện trên không trung bên ngoài trăm dặm, trên vai bò một con kim sắc sát trùng dài nửa xích. Hàn Lập mặc cho độn quang bay về phía trước, một tay vuốt ve con vệ kim trùng mới tỉnh dậy từ trong giấc ngủ cách đó không lâu. Con giáp trùng này nhìn từ bên ngoài hầu như không có gì thay đổi, nhưng mỗi một con đều trở nên nặng vô cùng, còn nặng hơn nhiều lần khi mới nuốt những thạch liệu cổ quái kia. May mà thông qua kiểm tra, những con vệ kim trùng biến dị này đã hồi phục sự linh hoạt ban đầu, hơn nữa con nào cũng trở nên khỏe mạnh vô song. Một con vệ kim trùng có thể nhẹ nhàng cắn lên một vật ngàn cân, điều này khiến cho Hàn Lập khi vừa kiểm tra xong, há mồm ngạc nhiên hồi lâu. Ngoài hai điểm trên, Hàn Lập không hề phát hiện ra hơn ngàn con vệ kim trùng sau khi tiến hóa, còn có điểm gì đặc biệt. Không biết là thực sự chỉ có những điểm biến hóa ấy, hay còn có những chỗ biến dị khác, chỉ là hắn vẫn chưa phát hiện ra. Hàn Lập hơi có chút thất vọng, lại vì cách sử dụng ba khối thạch liệu đặc biệt đó, có chút không biết làm sao. Một ngày sau, Đạo Thanh Hồng xuất hiện ở một đám núi thấp gần đó. Sau khi nhật quang lóe sáng, đột nhiên Đạo Thanh Hồng dần dần trở nên mờ nhạt, cuối cùng thì tan biến mất dạng. Hàn Lập thi triển thần thông, đem giấu cả độn quang lẫn bản thân mình lại, tốc độ cũng chậm đi mấy lần sau khi bay qua một cái hồ nhỏ phía trước xuất hiện một ngọn núi nhỏ xanh mướt mọc đầy thanh trúc cao mấy trượng còn dưới chân núi có hàng nghìn hàng vạn con thú đầu châu mình sư tử đang di chuyển hàn lập quan sát bầy thú một lát sau đó nhìn về phía sườn núi nơi đó có một mảng xương trắng tràn ngập không tản hai mắt lam quang lóe sáng thanh minh linh nhật lập tức xuyên qua sương núi nhìn thấy một phiến thạch môn màu xanh bên trong sương mù đây chính là động phủ của con thú đầu châu hàn lập mỉm cười thân người lập tức bay lên không trung, sau khi bay cao đến hơn nghìn trượng, mới dừng lại độn quang tiếp đó hai tay bắt quyết, mấy đạo ánh sáng khác nhau đồng loạt đánh ra. Hư không xung quanh hiện ra từng đám sương mù, lập tức hóa thành một đám mây đen trông có vẻ bình thường, hoàn toàn che đi hình dáng của hắn. Lúc này vai hàn lập mới rung lên, kim quang của con vệ kim trùng thu lại, lập tức thu nhỏ thành một con giáp trùng nhỏ bằng hạt đậu, hai cánh mở ra bay ra khỏi đám mây đen, bay hướng thẳng xuống ngọn núi phía dưới. Hàn lập chăm chú quan sát nó, đợi cho nó biến mất vào trong ngọn núi, mới lặng lẽ trôi nổi bất động trong mây mù. Kết quả một khắc sau, từ một hướng nào đó phía chân trời, linh quang chợt lóe, bay đến hai nhóm yêu phong và ba con chim to màu bạc. Hàn Lập nheo mắt lại, hai mắt nhìn chằm chằm vào ba con đại điểu thần quân dị thường. Chỉ thấy ba con đại điểu dài hơn ba trượng, hình dáng giống loài ưng khổng lồ, trên người ngân quang chói mắt, giống như mỗi một sợi lông đều được luyện thành từ bạc nguyên chất, đôi con người màu tím chớp động, sắc bén dị thường. Ba con đại điểu rõ ràng đã giảm tốc độ, nhưng sau khi từ xa nhìn thấy ngọn núi nhỏ, ba con đông thời gian cánh, lập tức trên người hiện lên bạch sắc lôi hồ, sau đó biến thành ba đạo điện quang phóng ra, những tiếng sấm sét trầm thấp liên tiếp truyền tới. Sau một khắc, ba con đại điểu bao bọc trong hồ quang xuất hiện trước đám xương trắng. Sau khi thu hai cánh lại, ba con đại điểu ngân quang phát sáng hóa thành hai nam một nữ, ba người dị tộc lưng có cánh màu bạc. Đây chính là thiên bằng nhân, Hàn Lập cẩn thận quan sát, trên mặt không khỏi hiện ra vẻ linh ngạc. Ba người dị tộc người nam tướng Mạo Anh Tuấn, người nữ thanh tú dị thường, trừ đôi cánh trên lưng ra, cơ hồ không có bất cứ điểm nào khác biệt so với thanh niên nam nữ trong nhân tộc. Nhưng từ khí thức của ba người này mà xét, họ ngược lại tương đương với tồn tại hóa thần kỳ. Trong đó, xem ra nam tử thiên bằng tộc nhìn khoảng hơn 30 tuổi, có lẽ có thực lực hóa thần trung kỳ. Đôi nam nữ trẻ hơn còn lại chỉ là hóa thần sơ kỳ. Ba người đều chỉ mặc áo dài màu trắng giản dị, hai người nam có thắt dây lưng màu bạc, người nữ thì tóc thả ngang vai. Sau khi cảm ứng được thực lực của ba người thiên bằng tộc, Hàn Lập có chút nhẹ lòng, sau khi đọc thầm mấy câu chú ngữ, thu tất cả khí tức lại, dần dần hạ xuống như một cơn gió nhẹ. Mấy người kia đương nhiên không hề phát hiện những thứ xảy ra trên đầu mình, chỉ trôi nổi ở phía trước ngọn núi, lặng lẽ chờ đợi. Kết quả một lúc sau, hai đám yêu phong mới bay đến đó. Yêu khí vừa thu lại liền hiện ra một con dã chư khổng lồ và tam thủ cự mãng. Ba vị tôn giả đại nhân xin mời vào, Thúy đạo hữu và Kim đạo hữu đang ở trong động phủ điểm cống phẩm cùng chuẩn bị tiệc rượu, ba vị đại nhân nhất định phải thưởng quang. Cự Mãng vừa hiện hình liền lập tức cười xin lỗi nói: "Không cần phiền phức như thế, chúng ta thu cống phẩm xong phải lập tức trở về người nam hơn 30 tuổi điềm đạm nói, hai người còn lại khuôn mặt cũng không lộ ra chút biểu cảm. Cũng khó trách họ có thái độ như vậy, với đạo hạnh của hai con yêu quái, làm sao có thể khiến ba người thiên bằng tộc này để tâm đến mảy may?" Nếu không phải cống phẩm mà mấy con yêu quái trên đảo cống tiến rất quan trọng, bọn họ đến mấy câu cũng không thèm mở miệng nói. Chính vào lúc này, sương mù trắng trước núi tản ra, cánh cửa màu lục bên trong cũng từ từ mở ra. Thú đầu châu và kim mau cử viên từ bên trong ra nghênh đón, vẻ mặt bồi tội 13 người thiên bằng tộc vào trong động phủ, những con yêu quái còn lại vội vàng theo sau. Không ai chú ý tới, chính vào trong nháy mắt động phủ sắp đóng lại, một cơn gió nhẹ cũng thổi qua cửa lớn mà vào bên trong. Bốn con yêu quái nhanh chóng đưa ba người thiên bằng tộc vào một gian đại sảnh thanh tịnh, bốn con yêu quái tuy vẫn chưa thành hình người nhưng cũng đặt bàn ghế ở đó. Ba người thiên bằng tộc cũng không khách khí, ngồi thẳng lên thượng tọa, bốn con yêu quái ngược lại cung kính đứng bên dưới. "Được rồi, không cần nói nhiều lời dư thừa, chỉ cần nói cho chúng ta biết, cống vật của lần này có chuẩn bị đủ hay không?" Người nam thiên bằng tộc khoảng hơn 20 tuổi vừa ngồi xuống liền hỏi ngay không khách khí. "Khởi bẩm ba vị đại nhân, quá nửa cống vật đã chuẩn bị đủ." nhưng trong đó có vài thứ, bổn đảo thực sự đã bị tuyệt diệt rồi, căn bản là không thể tìm ở đâu được thú đầu châu dùng mình vội trả lời. Không chuẩn bị đủ, hư, cống vật không đủ, các ngươi nên biết sẽ có hậu quả gì chứ hả? Không có công vật, các ngươi không còn giá trị gì tồn tại trên đảo này nữa người nam lớn tuổi hơn nghe thấy nói vật, sắc mặt sầm lại. Tôn giả đại nhân bất giận, tuy các công vật khác có chút thiếu sót, nhưng bọn tiểu nhân lần này có chuẩn bị thêm 50 bông hoa mộc linh, Mong các vị đại nhân khai ân cho một lần thú đầu châu trong lòng phát lạch, vội vàng nói ra mấy câu đã chuẩn bị sẵn. Cái gì? Hoa Mộc Linh chuẩn bị thêm 50 bong. Ba người Thiên Bằng tộc nhìn nhau, cùng lộ ra sắc mặt vui mừng. Các ngươi không phải vì muốn cho đủ số, mà lấy Hoa Mộc Linh chưa đủ 5 tháng để đối phó với bọn ta đấy chứ, người nam Thiên Bằng tộc hơn 30 tuổi ngược lại đảo mắt nhớ ra điều gì, bỗng nhiên lớn tiếng quát hỏi. Chương 1409, xích Dung tộc, bọn tiểu nhân sao dám làm như thế? Ba vị đại nhân có thể đích thân kiểm tra tuổi thọ của linh hoa thú đầu châu giật mình, vội vàng trả lời. Cùng lúc này kim mau cử viên cũng lật bàn tay, trước mặt bạch quang lóe sáng, hai hộp đựng đầy hoa mộc linh hiện ra trước mắt, sau đó hai tay dâng lên. Người nam trẻ tuổi thiên bằng tộc nửa tin nửa ngờ đón lấy hai chiếc hộp và mở chúng ra xem. Lập tức trước mắt ánh vàng chói lòa, đồng thời một mùi thơm ngào ngạt phả vào mũi. Ba người thiên bằng tộc đầu tiên ngẩn ra, sau đó lập tức tỏ ra mừng rỡ đích thực là hoa mộc linh từ ngàn năm trở lên, phẩm chất cũng là nhất đẳng cô gái trẻ thiên bằng tộc lấy ra một bông hoa mộc linh, sau khi cẩn thận kiểm tra một hồi, hứng khởi nói. Tốt lắm, hiếm khi các người có thể giao nộp linh hoa có phẩm chất cao như lần này, những cống phẩm khác thiếu những thứ gì, nói ta nghe xem người thiên bằng tộc hơn 30 tuổi thu lại sắc mặt vui mừng, thần sắc đại độ hỏi. Bốn con yêu quái thở phào nhẹ nhõm, biết rằng lần này đa phần có thể vượt qua cửa ải. Tiếp đó chúng lần lượt lấy ra từ trên người các cống vật, để ba người thiên bằng tộc kiểm tra cẩn thận. Ừm, kim tùy tê ân trùng và kim mẫu san hô xa thiếu một chút, số lưu âm thanh quang mộc chỉ có một nửa. Người thanh niên thiên bằng tộc điểm lên rõ ràng số cống phẩm bị thiếu. Còn được, số bị thiếu không nhiều lắm, số hoa mộc linh bổ sung thêm miễn cưỡng có thể bù vào chỗ còn thiếu. Lần này coi như các ngươi đã giao đủ cống phẩm, đây là tiên đan thưởng cho các ngươi để áp chế nô ngân. Lần sau khi chúng ta đến, Số lượng hoa mộc linh càng nhiều càng tốt người nam hơn 30 tuổi gật đầu, đồng thời tay áo vung lên, bốn chiếc bình ngọc xanh bay ra, rơi vào tay bốn tên yêu quái. Bọn chúng lần lượt đón lấy bình, miệng rối thiết tạ ơn. Ba người thiên bằng tộc thu cống phẩm lại, không lưu lại thêm giây phút nào, lập tức đứng lên rời đi, bốn con yêu cung kính tiến họ ra ngoài đại môn, sau khi chính mắt nhìn thấy ba người hóa thành ba con đại điều bay đi, trong lòng mới thực sự nhẹ nhõm quay vào trong động phủ, tiếp tục thương lượng đại sự của bọn chúng đám yêu vật đương nhiên không chú ý tới ở một góc trong đại sảnh không biết từ lúc nào có một con kim sắc tiểu trùng đang nằm không nhúc nhích trông như vật đã chết cùng thời gian đó hàn lập ngược lại ẩn thân đi theo sau ba con đại điểu ánh mắt chấp động không thôi vừa rồi ở trong động phủ của tiểu thú hắn đã nhìn thấy hết cảnh dâng nhận cống vật đoán chừng bọn họ nhất định đang trở về nơi tụ họp của thiên bằng tộc việc hắn cần làm bây giờ là theo sát ba người thiên bằng tộc để tìm ra con đường bình an trở về thiên nguyên đại lục dù sao hải vực này rộng lớn như vậy, ai có thể biết được chỗ nào ẩn chứa nguy hiểm không ngờ tới. Hàn Lập cũng không muốn bản thân bị rơi vào lãnh địa của tồn tại hùng mạnh nào đó mà mình không biết. Hơn nữa những người thiên bằng tộc này giống nhân tộc như vậy, tìm thấy nơi tụ tập của thiên bằng tộc, với thần thông của hắn lẩn vào bên trong, thu thập một chút tình báo và một số linh dược cần thiết, cũng không phải là chuyện gì quá khó. Nói không chừng những dị tộc này còn có không ít những kỳ chân dị bảo giống như kim tùy tê ân trùng. Nói cho cùng phi linh tộc và nhân tộc không giống nhau, cùng một vật, đối với nhân tộc mà nói có thể giá trị liên thành, nhưng đối với dị phi linh tộc mà nói ngược lại có khi chỉ là vật bình thường. Trong lòng suy nghĩ như thế, Hàn Lập có chút nóng lòng càng thận trọng theo sát ba người kia hơn. Với thần thông của Hàn Lập chỉ cần ba người kia không vượt xa ngoài phạm vi bao phủ của thần niệm trăm dặm thì đương nhiên không thể nào dễ dàng bị mất dấu. Thế là ba người thiên bằng tộc bay nhanh dọc theo quái vực gần bán đảo, bay hơn hai tháng, Hàn Lập cuối cũng mới nhìn thấy một đạo hắc tuyến xa xa ở chân trời. Cuối cùng hắn cũng đã tới bờ biển của Thiên Nguyên Đại Lục. Lúc này ba người Thiên Bằng tộc phía trước đã sớm bay lên lục địa. Nối liền bờ biển là một mảng địa hình phức tạp đồi núi lớn nhỏ nối tiếp nhau. Hàn Lập không dám chậm trễ, vội vàng tăng tốc lên mấy phần, kéo khoảng cách gần lại một nửa. Nhưng chính vào lúc này, phía trước đột nhiên xảy ra dị biến phía trước của ba người thiên bằng tộc đột nhiên xuất hiện một con chim lớn hai đầu và bảy tám người dị tộc khác cũng có hai cánh trên lưng. Bọn họ vừa hiện thân, lập tức bao vây lấy ba người thiên bằng tộc, bộ dạng không có ý tốt gì. Hàn lập trong lòng thoáng ngạc nhiên, nhưng người vẫn không dừng lại, sau giây lát đã bay đến một chỗ cách nơi xảy ra chuyện không quá hai trăm trượng, nhẹ nhàng dừng độn quang lại. Chỉ thấy con chim hai đầu hung dữ vô cùng, thân dài mười trượng, một đầu giống như đầu hổ, một đầu lại là đầu dao long, toàn thân lông vũ năm màu rực rỡ, có vẻ tươi đẹp dị thường. Còn bảy tám người có cánh kia, dung mạo ai nấy đều dữ tợn, đôi cánh sau lưng không những lớn hơn một bậc so với ba người kia, mà còn cháy đỏ rực như cánh lửa. Ba người thiên bằng tộc nháy mắt biến lại thành hình người, sắc mặt nghiêm trọng đứng cạnh nhau. Thiên minh, đây là có ý gì? Nơi đây là nơi quản hạt của thiên bằng tộc chúng ta, xích dung tộc các ngươi tại sao lại xuất hiện ở đây, còn chắn đường của bọn ta? Lẽ nào không sợ sự trừng phạt của thập giới sao? Người nam thiên bằng tộc hơn 30 tuổi, hướng vào một gã trong số những người đang vây quanh, quát lớn nói. Gã này mặc hồng bào, thân hình cao lớn, trên đầu không có một sợi tóc. Ha ha, chúng ta đã xuất hiện ở đây, đương nhiên không sợ thập giới gì đó. Ngoan ngoãn giao ra những thứ trên người, sau đó quy thuận xích dung tộc chúng ta, nói không chừng có thể tha cho các ngươi một lần gã to lớn đó cười lớn. Cái gì, phong khiếu mặt biến sắc, nhưng lập tức thần sắc lại hồi phục lại như thường phong khiếu huynh không cần phải che giấu đương nhiên là hoa mộc linh kia rồi gã đầu chọc nham hiểm nói vật quý hiếm như hoa mộc linh sao lại có trên người ba chúng ta thiên minh đầu óc ngươi không còn tỉnh táo sao người thiên bằng tộc phủ nhận nói không thừa nhận cũng không sao lát nữa bổn đại nhân sẽ đích thân lục soát người các ngươi đúng rồi quên không nói cho các ngươi biết thánh chủ cuối cùng có côn bằng chân huyết của thiên bằng tộc các ngươi bốn tháng trước bị ba lê thú chạy ra từ địa uyên tấn công đã chết rồi Thiên bằng tộc bị gạch tên khỏi Phi Linh tộc đã là chuyện sớm muộn tên Cao Lớn cười lớn nói. Nghe thấy lời này ba người Thiên bằng tộc thất kinh, nói bậy, côn bằng thánh chủ thần thông thế nào chứ, cho dù không địch lại, nhưng nếu như muốn rời khỏi, có thể nào bị ba con lê thú ngăn cản được chứ, nam thanh niên Thiên bằng tộc bộ dạng hoàn toàn không tin. Ha ha, nếu như chỉ là lê thú đích thực không thể ngăn cản được côn bằng thánh chủ, nhưng nếu như trước đó hắn đã bị trọng thương, hai cánh bị tổn thương nặng, căn bản không thể biến thân để bay thì sao? gã cao to giang đôi cánh sau lưng, không có hảo ý nói. Ngươi cho rằng nói như vậy, bọn ta sẽ tin sao? Bớt xà môn đi, cho dù nói thế nào, cũng đừng hòng ba chúng ta giao vật cho các ngươi người thiên bằng tộc hơn 30 tuổi ngược lại chấn tĩnh trở lại, lạnh lùng trả lời. Đôi nam nữ còn lại, trên người cũng chấp động lôi quang, bộ dạng sẽ không thỏa hiệp. Gã đầu chọc thấy vậy, hừ lên một tiếng, hung quang cũng bắt đầu chấp động không ngừng. Hắn cũng là một tồn tại hóa thần trung kỳ, những người còn lại cũng đều có thực lực hóa thần sơ kỳ, cộng thêm con chim khổng lồ hai đầu, nhìn thế nào sức mạnh cũng lớn hơn ba người thiên bằng tộc mấy lần. Tuy nhiên nếu như người thiên bằng tộc nhất tâm chạy trốn, mấy tên bọn chúng ngược lại không nắm chắc được sẽ bắt được đối phương. Dù sao tốc độ cũng không phải sở trường của xích dung tộc. Cùng một cấp độ nếu rượt đuổi, đa phần sẽ bị đối phương chạy thoát. Tuy nhiên gã cao to đã đem người mai phục ở đây, đương nhiên đã sớm nghĩ đến điểm này. Nét mặt hung dữ chợt lóe, gã cao to vung tay một cái. Những người xích dung tộc khác một tay xoay lật, lập tức trên tay xuất hiện một ống ngắn màu lam, nhắm ngay phía sau đồng loạt hành động. Phốc phốc sau vài tiếng xé gió, từng đám quang cầu màu lam bắn nhanh ra. Không hay rồi, là khốn ma võng. Chạy nhanh, người thiên bằng tộc lớn tuổi nhìn thấy màn này liền thất thanh, lập tức vung cánh, cả người lập tức biến thành một đạo hồ quang bắn nhanh đi. Hai người còn lại nghe vậy mặt biến sắc, cũng lập tức bay theo. Nhưng đã muộn mất rồi vô số quang cầu màu lam ở bốn phía chợt vỡ ra, hóa thành một chiếc lưới lớn lam sắc, không ngừng lớn thêm. Trong nháy mắt tất cả tơ lưới hợp lại với nhau, không gian mấy trăm chữ ngung quanh đều bị phong bế, hình thành một cái lồng cực lớn. Khi cái lồng đã thành hình, ba đạo điện quang một bước cũng thể độn ra ngoài lưới. Điện quang vừa thu lại, ba người thiên bằng tộc hiện hình ra, sắc mặt người nào người nấy đều tái nhợt. Tuy đấy chỉ là khôn ma võng cấp thấp, nhưng nhốt các ngươi lại một lúc thì vẫn có thể làm được. Phong khiếu, dưới sự tấn công của bọn ta, người có còn thời gian để xé rách khôn ma võng sao? Hay là ngoan ngoan đầu hàng có phải tốt không? Ta nói lần cuối cùng, nếu như ngoi không đồng ý, thì đừng trách ta không nể tình trước đây gã đầu chọc thấy khốn ma võng không ngờ thật có thể nhốt ba người tiên bằng tộc, lập tức mừng rỡ nói. Chúng ta hợp lực, nhanh chóng phá vỡ khốn ma võng. Phong khiếu căn bản không thèm để ý đến gã kia, ngược lại bình tĩnh quay ra dặn dò hai đồng đạo, tiếp đó hai tay sát vào nhau, sau đó giơ lên, hai đạo hồ quang lớn phóng ra bắn thẳng vào chiếc lưới lớn màu lam còn đôi nam nữ thiên bằng tộc cũng không nói tiếng nào mỗi người mở miệng phun ra một đạo hồ quang lớn gia nhập vào đòn tấn công lập tức ầm ầm nổ vài tiếng chỗ kết nối ngân quang trên tơ lưới lóe sáng cả khốn ma võng rung lên gã đầu chọc thiên minh thấy thế đột nhiên giận dữ trong miệng lập tức gầm lên ra mấy tiếng động thủ không để lại tên nào hết lập tức hắn cuộn người trên không trung biến thành một con đại điểu màu đỏ dài mấy trượng hai cánh vừa đập liền lập tức phóng ra hỏa diễm, bắn thẳng về phía ba người thiên bằng tộc. Những tên xích dung tộc còn lại, cũng làm phép biến hình, biến thành những con hỏa điều tấn công tới. Như thế, ba người thiên bằng tộc nhất thời không thể lo tới việc tấn công khốn ma võng, chỉ có thể cùng biến thành đại điều ngân sắc, miệng phun lôi điện nghinh địch. Một thời gian, không trung hỏa diễm quay cuồng, chấp giật dữ dội, không trung chẳng mấy chốc trở nên cực nóng không thể chịu nổi. Chỉ có con chim lớn hai đầu, ngược lại kiên định đứng yên tại chỗ không động đậy. Hàn lập nhẹ thở dài một tiếng, có chút khó xử dở khóc dở cười. Lúc này hắn đương nhiên cũng bị khốn ma võng nhốt ở bên trong. chương 1410, lộ diện, Hàn lập trong lòng hiển nhiên là rất buồn bực, trong tình huống bình thường với thần thông của hắn vốn có thể nháy mắt hình thành bên trong khốn ma võng, độn quang ra khỏi cấm chế. Nhưng hắn lại đang ẩn thân, nếu như vội vàng dùng đến thần thông phát quang thì lập tức tin tức sẽ bị tiết lộ ra ngoài. Thế là chỉ sau một chút do dự, hắn đã ở bên trong cấm chế. Khóe mắt Hàn Lập hơi động, chỉ có thể tạm thời đứng bất động ở chỗ cũ, nhưng trong đầu lại cứ nghĩ đi nghĩ lại tất cả những tin tức vừa chớp qua. Hiển nhiên những người của Sích Dung tộc này là một trong bảy hai chi của Phi Linh tộc, không biết từ chỗ nào mà biết được ba người của Thiên Bằng tộc lúc này sẽ mang Hoa Mộc Linh trở về, cho nên mai phục trên con đường mà họ nhất định phải đi qua. Còn những người của Sích Dung tộc dám làm như vậy có lẽ chính là vì một nhân vật rất lớn của Thiên Bằng tộc đã chết, cả Thiên Bằng tộc cũng khó tự bảo vệ được bản thân mình. Nhưng nếu cứ như vậy, nhưng ý định ban đầu của hắn há chẳng phải là hỏng hết rồi sao? Lẽ nào phải vứt bỏ thiên bằng tộc, đi trà trộn vào nơi tập trung của đám phi linh tộc khác ư? Điều này có vẻ không ổn, dù sao nhìn từ ngoại hình, người thiên bằng tộc và người của nhân tộc cũng không có gì khác biệt. Còn phi linh tộc, những chi khác thì không biết, nhưng nhìn dáng vẻ người xích dung tộc e rằng tìm một chi dễ trà trộn vào giống như thiên bằng tộc không phải là dễ. Ý nghĩ của Hàn Lập lướt qua nhanh như chớp đồng thời chú ý nhìn về phía đại chiến của người thiên bằng tộc và người xích xung tộc sau khi biến ảo ở phía không xa. Ở đó, những âm thanh ầm ầm in tai nhức óc vang lên, vô số những hồ quang điện lớn như con ngân mãng quay cuồng gào rít. Ba con ngân điểu dường như hóa thân thành lôi điện, miệng vuốt cùng phối hợp, anh dũng khác thường. Nhưng dưới sự bao vây của nhiều con hỏa điểu như vậy, chúng đã trở nên yếu thế. Những con hỏa điểu này không những thần thông hỏa diệm cuồn cuộn, cho dù ngẫu nhiên bị ngân điểu tấn công vào người, chỉ cần hỏa diệm sáng lên, những vết thương sẽ lập tức hồi phục như thường, giống như cơ thể bất diệt vậy, mà hơn nữa con ngân điều này sẽ bị ngọn lửa kia quấn quanh người, toàn thân lôi quang phát sáng, cho dù có bình yêu vô sự thì ngân quang phát ra trên người nó cũng nhất định sẽ bị mờ nhạt đi. Trong lúc chúng đang tranh đấu trên không, không biết là từ lúc nào đã nổi lên một viên châu màu đỏ đậm, phát ra ánh sáng màu lửa nhạt, bao phủ toàn bộ mọi vật phía dưới nội trong mười mấy trượng. Phong khiếu, người và ta đồng cấp, nhưng ta có hỏa long châu trợ giúp, xem ngươi làm sao thành đối thủ của ta trong khi tranh đấu một con hỏa điều cực lớn cơ thể rõ ràng là lớn hơn rất nhiều so với những con đồng loại phát ra những tiếng cười cổ quái một tiếng gừ lạnh lùng vang lên một con ngân điều đột nhiên dơ vuốt lên lập tức năm luồng ánh sáng trắng mở lóe lên rồi vụt tắt bắn vào không trung một khắc sau chém thẳng vào viên châu ầm ầm mấy tiếng trên bề mặt hỏa long châu chợt hiện lên một lớp ánh sáng màu đỏ dễ dàng ngăn lại năm vuốt đó ha ha phong khiếu huynh Người đừng có nghĩ mình gặp may như vậy viên hỏa long châu này ta sớm đã mời một vị trưởng lão trong tộc bảy bố cấm chế rồi chỉ dựa vào một tên phi linh cấp cao như ngươi thì hoàn toàn không có cách nào làm tổn hại được nó con hỏa điều ha hả mấy tiếng hai cánh vô mạnh lên lập tức ngọn lửa cuốn tất cả đi ở phía dưới mặc cho ba con ngân điều không chế lôi quang muốn tháo chạy khỏi phạm vi bao phủ của hỏa long châu thì viên châu lại đuổi sát không tha hoàn toàn không có cách nào vứt bỏ được hơn nữa còn vì phân tâm nên ba con ngân điều liên tiếp bị thương hồ quang lấp lánh bên ngoài cũng dần dần mờ nhạt đi. Nhìn thấy cảnh tượng này, con hỏa điều càng điên cuồng công kích không ngừng. Ba con ngân điều chỉ có thể chống đỡ khổ cực trong biển lửa. Đại hán chọc đầu biến thành con hỏa điều nhìn thấy vậy, liền cười một tiếng lạnh lùng, từ mồm lại phát ra những tiếng kêu rõ ràng chói tai. Con cự cầm hai đầu đó cuối cùng cũng đã hành động. Chỉ nhìn thấy hai cánh của chúng giang ra, hai cái đầu đồng thời phát ra những tiếng kêu u ám, thân hình khổng lồ thoáng rung động, rồi lại biến thành một màn dáng màu ngũ sắc, bắn thẳng vào ba con ngân điểu, cuốn chúng bay đi. Ba con ngân điểu nhìn thấy cảnh này vô cùng hoảng hốt, một con trong đó đột nhiên hét to. Mau thi triển lôi độn thuật trốn đi nhanh, không thể chính diện ngăn cản con hỏa điểu này. Lời này vừa phát ra khỏi miệng thì ba con ngân điểu thoát cái đã biến thành ba đường ngân hồ bắn nhanh ra khỏi biển lửa, trên đường đi, cơ thể đột nhiên bị chúng mấy đòn tấn công nghiêm trọng. Nhưng chúng vừa thoát ra khỏi biển thì đã biến mất không thấy tung tích giá ngũ sắc quay một vòng trên không trung, lập tức ánh sáng mở lóe lên, lại một lần nữa xuất hiện con cự cầm hai đầu. Hai cái đầu của nó không ngừng nhìn sang hai bên, viên hỏa long châu trên không trung cũng quay tròn không ngừng tại chỗ cũ, hình như đã mất đi tung tích của ba con ngân điểu. Mấy con hỏa điểu nhìn thấy đều ngẩn người ra, còn có đôi cánh lớn nhất trong đấy thu cánh lại, rồi một lần nữa lại hóa thành hình người trong ngọn lửa hừng hực. Đó chính là vị đại hán chọc đầu tên thiên minh, hắn nhìn hướng về phía ba đường ngân hồ đã biến mất, rồi cất lên một tiếng cười lạnh đừng tưởng rằng mượn lôi lực để ẩn thân thì ta sẽ không có cách nào tìm ra các ngươi lần này ngoài việc mượn uy lực của hỏa long châu ra ta còn mang theo cả thông linh chi phong ta đã đem tinh hạch của thiên bằng tộc các ngươi cho nó phân biệt rồi cho dù các người có tu luyện thuật lôi độn đến cực trí thì cũng không có cách nào trốn được sự tìm kiếm của nó đâu lời nói vừa buông xuống thì đại hán chọc đầu đột nhiên há to mồm một bình hồ lô màu đỏ bắn ra vật này quay vòng vòng chuyển dần xuống miệng hồ lô hướng xuống dưới đột nhiên mấy con ong độc màu vàng kêu những tiếng ù ù bay ra một một con đều lớn vài tấc trên người phát ra một thứ ánh sáng linh quang nhàn nhạt, nhạt đại hán kêu lên mấy tiếng cổ quái ngón tay chỉ về hướng mấy con ngân điểu biến mất lập tức mấy con linh phong kêu lên một tiếng rồi bay đi đại hán cười một cách độc ác rồi giơ tay ra một chiêu ở phía sau lập tức tất cả những con hỏa điểu do xích dung tộc hóa thành đều giang hai đôi cánh lên đuổi theo sau những con linh phong con cửa cầm hai đầu cũng tiến sát theo một khắc sau điệu cười hiểm ác trên mặt đại hán chọc đầu ngưng lại sau khi mấy con linh phong bay quay tròn bốn phía lại tụ về một nơi tất cả hướng về một chỗ trên dưới quay tròn không ngừng tại sao lại chỉ tìm thấy một tên thiên bằng tộc tất cả những người của xích sung tộc đều có chút mơ hồ không hiểu nhưng đại hán chọc đầu lại quyết đoán dị thường lập tức phản ứng lại bỗng nhiên há mồm phun ra hai chữ động thủ nhưng chưa đợi mấy con hỏa điều bay tới thì ở nơi mà những con linh phong bao vây lại hiện ra một nam tử, trên không trung bỗng phát ra những quang hà màu xám, linh quang lướt qua trong hư không, những thứ bị linh quang quét vào trong thì lập tức biến mất hình mất dạng. Mấy con hỏa điểu vô cùng kinh ngạc, không nghĩ ngợi gì mà há to mồm ra, lập tức những tiếng gào thét không ngừng vang lên. Một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ nhìn thấy phía dưới ánh sáng xám đó là những cây cột lửa đang làm tan chảy mọi thứ bên trong quang hà, thoát cái tất cả đã hóa thành hư không. Lần này, những con hỏa điểu đều bị dọa một trận thân hình vốn khí thế hừng hực đang xông lên lập tức dừng lại đều nhìn chằm chằm kinh ngạc vào bóng một nam tử lạ mặt đang dần dần xuất hiện từ trong ánh sáng xám ra người này toàn thân mặc thanh bào dùng nhàn bình thường đằng sau lưng có mang một đôi cánh màu trắng đó cũng là người của phi linh tộc nhưng hoàn toàn không phải là một trong ba người của thiên bằng tộc các hạ là ai đại hán chọc đầu ngạc nhiên lập tức quát lớn lên trên người bỗng phát ra một khí thế cực kỳ đáng sợ là ai chẳng nhẽ ngươi không nhận ra người mặc thanh bào mỉm cười trả lời đó chính là hàn lập người bị lộ thân phận ngoài ý muốn vẻ mặt hắn trông rất ung dung nhưng trong lòng thì thầm oán trách đang là cuộc tranh đấu của người dị tộc tại sao đột nhiên lại lôi hắn vào hắn không phải là người của thiên bằng tộc những con linh phong đấy tại sao lại tìm thấy hắn hàn lập thầm nghĩ có lẽ việc này có liên quan đến mình luyện hóa xương cánh của lôi bằng vào phong lôi xí cũng may lúc hắn hiện hình thì không những cánh phong lôi đã biến đổi màu sắc, mà còn hóa thành đôi cánh có kích cỡ và hình dáng giống với người của thiên bằng tộc, như vậy cũng không sợ ai nhận ra sơ hở gì. Thiên bằng nhân, ánh mắt đại hắn chọc đầu lướt nhìn quan khuôn mặt và đằng sau hàn lập, sát khí lập tức hiện lên. Hàn lập mỉm cười không nói, bất kể tại sao ngươi xuất hiện tại nơi này, nhưng nếu đã bị ta bắt gặp, thì chỉ có con đường chết thôi. Giết hắn đại hắn chọc đầu ra lệnh lạnh lùng khác thường lập tức những con hỏa điểu ở bốn hướng sông tới hai cánh mà móng rung lên mười mấy vuốt lửa đan chéo vào nhau trong ngọn lửa cuồn cuộn lăn thẳng vào hàn lập chính vào lúc này viên hỏa long châu sáng lên không biết tại sao thoát một cái mà từ một nơi xa đến vài chục trượng đã xuất hiện trên đỉnh đầu hàn lập một màn ánh sáng đỏ đồng thời phát ra hàn lập hơi nhăn mày cũng không nhìn vào những cử động khác mà chỉ vung bàn tay đen lên những luồng ánh sáng màu xám phía trước người cũng dâng cao lên bội phần những móng vuốt và ngọn lửa lập tức bị dừng lại ở trong đó, tiếp theo đó phía dưới luồng ánh sáng đang chấp động bị xé nhỏ ra thành bột vụn và biến mất. Đồng thời, hai đôi cánh phía sau lưng hàn lập cũng phát ra tiếng kêu, thân hình mờ nhạt đi, rồi biến mất trong ánh lôi quang ngân sắc. Và một khắc sau, hắn đã xuất hiện ở bên trên viên hỏa long châu, một cánh tay hắn lướt qua đã nắm lấy được viên châu trong tay. Viện hỏa long châu kêu ảnh một tiếng, không những phát ra màu lửa đỏ bao phủ, mà còn hóa hình trên không biến thành một con cự mãng màu đỏ đậm dài vài trượng, há mồm ra cắn mạnh vào tay Hàn Lập. Phanh một tiếng, kim quang trên cánh tay phát ra, hiện lên một tầng kim lân, trên chỗ mà con hỏa mãng cắn vào lại hoàn toàn không có thương tích gì, cứng như thép đã được tinh chế. Rồi năm đầu ngón tay của hắn đột nhiên dùng một lực rất mạnh nắm chặt vào viên châu, ánh sáng nhạt nhạt đằng sau lưng bỗng lóe lên, truyền ra một tiếng giòn vang, không những mặt ngoài của viên hỏa long châu bị xiết cho vỡ ra, mà ngay cả phần thân bên trong cũng bị sức mạnh cực lớn trên người Hàn Lập làm cho nứt vụn ra. Hai cánh tay hắn lại trà sát vào nhau, mười đầu ngón tay giơ lên, một đống bụi màu đỏ bay là tả ra. Từ khi Hàn Lập hóa giải đòn tấn công của bọn chúng đến lúc biến vào không trung rồi dùng một tay xiết nát viên hỏa long châu, tất cả chỉ diễn ra trong thời gian phút chốc. Đám người xích dung tộc phía dưới nhìn thấy đều trợn mắt há mồm. Người đã hủy đi bảo vật của xích dung tộc ta đại hán chọc đầu tuy cũng hoảng sợ, nhưng lập tức nghĩ đến hậu quả sau khi viên hỏa long châu bị hủy, không khỏi phẫn nộ sen lẫn kinh sợ. Những tiếng the thé phát ra từ mồm hắn, thân hình chợt động đậy, một lần nữa hóa thành con hỏa điều cực đại bay vụt lên, và con cự cầm hai đầu cũng hóa thành một luồng quang hà cuồn cuộn ảo tới. Chương 1411, đẩy lùi xích dung. Hàn Lập vừa thấy một màn này liền lập tức mở miệng ngâm lên, cũng không thấy hắn dùng bất kỳ bảo vật gì, chẳng qua là hai cánh phía sau rung lên, tựa như hóa thành một đạo gió lốc tuôn ra, nhưng trên đường nó lại lóe lên rồi quỷ dị biến mất. Đại hán biến thành hỏa điều trong lòng quá sợ hãi, không kịp kêu lên, chỉ đang há miệng phun ra một mảnh hỏa diễm màu tím trải rộng hơn 10 trượng tre ở trước người. Nếu như hàn lập lẻn vào vùng phụ cận mà nói, vừa vặn sẽ bị mảnh hỏa diễm này cuốn vào. Thế nhưng ngoài dữ liệu của đại hán đầu chọc, Hàn Lập ngay từ đầu đã không đem mục tiêu đặt trên người hắn, mà sau khi bạch quang lóe lên, song thủ như thiểm điện hiện ra rồi đặt trên đỉnh đầu cự cầm. Đừng xem hình thể cự cầm khổng lồ như vậy, thế nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Trong sát na lúc Hàn Lập xuất hiện, cự cầm đang giao thủ đột nhiên nhổ là một đạo cột sáng lam sắc. Cột sáng này chưa tới gần thân, thế nhưng không khí tại vùng phụ cận lại vang lên một loạt thanh âm dẹt dẹt, từng mảnh hàn băng có độ dày không đồng nhất làn tràn mà ra. Đạo cột sáng này không ngờ lại vô cùng hàn lãnh, hoàn toàn không thua gì kiền lam băng diễm của Hàn Lập, phảng phất như không khí bị đông lại, rồi ngăn ở trước mặt Hàn Lập. Trong mắt Hàn Lập lóe lên quang mang kinh ngạc, nhưng mà đối mặt với cột sáng này hắn cũng không có tránh né, tay áo vung lên, từng mảnh bụi xuất hiện trước người. Cột sáng lam sắc tiến vào trong phạm vi của nó, phảng phất tựa như tiến vào trong nước, bị đông cứng lại. Khí thế của cột sáng lập tức bị trì hoãn, trong tay áo Hàn Lập lóe lên ngũ sắc quang hà, hắn rỗi bàn tay trắng nõn như ngọc ra. Năm ngón tay từ trên ngực trượt xuống, năm khỏa quỷ đầu giữ tợn như thiểm điện lập tức biến mất không thấy. Tiếp đó từ trong lòng bàn tay tuôn ra một mảnh ngũ sắc quang diễm, quang mang chấp động, ngưng trọng dị thường. Trải qua nhiều năm tu luyện như thế, hai bàn tay Hàn Lập rốt cục cũng đã luyện thành Bách mạch luyện bảo quyết, tùy tiện có thể thi triển ra, thế nhưng có thể đem toàn bộ uy năng của Nguyên Tử Thần Sơn cùng ngũ tử đồng tâm ma hoàn toàn phát huy, thậm chí sau khi kết hợp với lực thân thể, lực lượng còn tăng lên gấp bội. Uy năng này còn có thể tăng trưởng theo tu vi cảnh giới sau này. Một tiếng động thật nhỏ vang lên, cột sáng lam sắc suốt cục đã đột phá sự ngăn cản của nguyên từ thần quang đánh lên trên bàn tay bạch ngọc thế nhưng ngũ sắc quang diếm ở ngoài bàn tay lại xoay tròn cột sáng lạnh vô cùng này lập tức lóe lên rồi chui vào tay hắn bàn tay lại không bị thương mảy may cự cầm thấy vậy một cái đầu hổ khác cũng không chút do dự dựng lên một cỗ âm ba trong suốt không tiếng động được phun ra đón đầu chùm tơi hàn lập hừ hàn lập hừ lạnh một tiếng kim quang trên người đại phóng tiếp đó nhoáng một cái linh quang bích lục bao lấy cả người thoáng cái sông vào màn âm ba này, ầm ầm một tràng âm thanh muộn hưởng vang lên, âm ba cùng kim quang đụng vào nhau, tạo ra tiếng bạo liệt liên miên không dứt. Thế nhưng Hàn Lập đối với vụ bạo liệt này không để vào mắt, chỉ sau vài cái chớp động, thân thể đã phá tan màn âm ba bao quanh người, cánh tay khẽ động, hai nắm tay đập xuống. Cự cầm cũng được coi như là loại dị thường hung mãnh, thân hình chỉ đảo sang bên cạnh, cự chảo chớp động lóe lên hàn mang, chộp ngược lên không trung. Tiếng xé gió vang kên, cả người Hàn Lập đều bị một chảo này bao trùm sắc mặt hàn lập trầm xuống, hai cái nắm tay, một cái được quầng trăng mở bao quanh chấp động không thôi, một cái lại được ngũ sắc quang diễm bao quanh lưu chuyển bất định, không chút do dự đáng lên cự trảo. Oanh oanh hai tiếng nổ mạnh, cự cầm bỗng nhiên phát ra tiếng kêu thảm thiết chói tai, chỉ thấy cự trảo bị đánh gập lại, móng nhọn chớp động từng khúc từng khúc vỡ vụn ra, lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ. Tiếp đó bóng người lóe lên, sắc mặt hàn lập không chút biểu tình, thoát khỏi màn huyết vụ. Song đầu cự cầm trong mắt bắn ra quang mang ngoan độc, cũng không để ý tới một chảo đã bị hủy hai cái đầu đột nhiên ngỏng lên hai cái miệng như bồn máu hung hăng táp tới hàn lập một cỗ gió thanh đập vào mặt mà đến đầu chọc đại hán bên kia cùng đám người xích xung tộc nhân cũng đã có phản ứng lập tức kinh sợ cũng công tới một cỗ tử diếm cùng vô số hỏa cầu chẳng chịt dày đặc kích xạ ra nhưng trên đường bay tới lại dung hợp làm một thể biến thành xích hồng hỏa hải rộng trăm trượng những hỏa điều kia thân hình khẽ động đều chui vào trong ngọn lửa không còn thấy bóng hỏa cương một hồi quay cuồng, thoáng cái sóng lửa cự đại xoáy lên cao tới vài chục trượng, thẳng đến Hàn Lập bên này. thế nhưng Hàn Lập lúc này sao lại để cho bọn chúng có cơ hội giáp công? hai tay đã sớm bấm niệm pháp quyết, sau lưng hiện ra kim quang sắc pháp tướng ba đầu sáu tay, trong đó hai cái cánh tay đột nhiên trở nên mơ hồ, không ngờ lại biến thành hư ảo. cơ hồ cùng lúc đó, phía trên đầu cửa cầm đột nhiên lóe lên kim quang, thoáng cái từ trong hư không dần hiện ra một cánh tay thật lớn, bàn tay lớn gần một trượng, phát ra kim quang chói mắt đột nhiên nắm tay đập xuống. Bang bang hai tiếng nổ vang lên, sau đó cự đại kim quang quyền bất ngờ đan vào nhau nện lên người cự cầm, thoáng cái đập cho yêu vật này loạn choạng, không cách nào ổn định lại thân thể. Tiếp đó Hàn Lập hướng tới biển lửa, một tay xoắn tới nhanh chóng nhấn một cái. Một tòa cự sơn màu đen bỗng nhiên hiển hiện ở trước người, quay tít một vòng sau đó liền biến thành một tầng màn sáng cao lớn, vòng lại nghênh tiếp sóng lửa trước mặt. Tiếng oanh minh nổ ra, hỏa diễm vòi lửa đan vào nhau quay cuồng bất định, Nhất thời rằng co không rõ. Nguyên tử thần quang mặc dù có thể hóa thành ngũ hành chi lực cùng biến thành vô hình, thế nhưng tự nhiên cũng có mức cực hạn, nhiều xích dung tộc nhân như vậy thôi phát ra hỏa diễm chi lực đánh úp lại, mình cũng chỉ đành khó khăn chống đỡ mà thôi. Nhưng mà mục tiêu nguyên bản của Hàn Lập vẫn không thay đổi. Hắn thừa dịp có cơ hội tốt này, đầu vai hơi chút run lên, bốn cánh tay ở sau lưng còn lại đều lóe lên biến mất. Cùng thời gian này, bốn phía trong hư không quanh thân cự cầm lóe lên bốn kim quang sắc cánh tay lớn. Đám kim quang cánh tay này vạch phá hư không quỷ dị tung ra một chảo, bàn tay giống như hình với bóng, uốn éo ở đầu, cổ cự cầm. Mà đầu cự cầm này vừa rồi mới chịu một kích, lúc này mới tỉnh lại, bắt gặp tình cảnh này, tự nhiên rất kinh hãi, thân hình khổng lồ liều mạng vặn vẹo, thế nhưng hai cánh của nó bỗng nhiên trầm xuống, giống như một tòa núi lớn đè lên khiến thân thể không cách nào nhúc nhích. Mặt khác hai cái đại thủ kim quang sắc chẳng biết lúc nào kéo lấy một cái cánh, khiến nó không cách nào di chuyển. Cự Cầm sợ hãi hồn phi phách tán, chưa kịp thi triển thần thông thoát thân, cái cổ của nó đã bị kim quang đại thủ đồng thời phát lực xoắn một cái, bốn cỗ lực lượng đồng thời phát động. Cự Cầm cũng coi như là tương đối mạnh, nhưng với lần đọ sức này, cái cổ lại vang lên hai tiếng răng rắc sau đó đã bị bẻ thành hai đoạn. Hai tay Hàn Lập lúc này mới buông lỏng pháp quyết, kim sắc pháp tướng sau lưng bỗng nhiên biến mất, mà sáu kim quang sắc thủ cánh tay cũng biến mất không thấy. Hai cái đầu cùng thân thể cự cầm từ trên không trung rơi xuống khóe mắt hàn lập giật giật, tay áo run lên, ba đoàn ngân sắc hỏa cầu lập tức bắn ra, lóe sáng đánh lên đầu cùng thân thể cự cầm. Xì vài tiếng, sau đó ngân diễm nở rộng, trong nháy mắt lập tức đem cái xác này biến thành cho, sau đó tụ lại ở giữa, biến thành một đoàn ngân sắc hỏa điều bay vụt về. Chạy, thấy hàn lập khẽ nhấc tay đã có thể diệt sát cự cầm có thực lực cơ hồ tương đương với chính mình. Đại hán đầu chọc kích động quay cuồng lẫn trong biển lửa truyền ra thanh âm hoảng sợ. Tiếp đó truyền ra tiếng xé gió, chỉ thấy hỏa điều từ trong ngọn lửa lóe lên rồi bắn ra, tất cả đều hướng tới không trung mà bay. Xem ra đại hán xích dung tộc rốt cục đã minh bạch chính mình căn bản không phải là đối thủ của Hàn Lập, hơn nữa còn có đám người thiên bằng nhân đứng một bên chăm chú nhìn, lúc này quyết đoán chuẩn bị bỏ chạy. Thiên minh, đi thôi, chỗ này không còn kiếm ăn được nữa đâu. Trên bầu trời đột nhiên truyền tới thanh âm của một vị nam tử hơn 30 tuổi thiên bằng tộc, tiếp đó ngân hồ ở trên không trung lóe lên, ba cái ngân sắc đại điều bỗng nhiên hiện thân, người của thiên bằng không ngờ tới lại tìm được đại viện binh, một ngược ẩn nấp một bên không ra rốt cuộc cũng nhịn không được xuất thủ. Vô số đạo ngân hồ như đàn vịt mò cá bổ ra, trong nháy mắt hóa thành cự đại điện võng đón đầu chụp xuống. Đại hán đầu chọc biến thành hỏa điểu, trong miệng phát ra một tiếng hét dài, lập tức lấy hắn làm trung tâm, những hỏa điểu khác đồng thời tụ lại, dung hợp bên cạnh hắn tạo thành một siêu đại hỏa điểu thân dài 10 trường. Hỏa điểu này toàn thân toát ra hỏa diễm màu tím, hai cánh mở ra, sau đó thoáng cái phá tan lưới điện, ba cái ngân sắc đại điều cả kinh, không dám đón đỡ, đều tự động nhường lối. Hỏa điều màu tím phóng đại ra, chẳng qua là chỉ vài cái chấp động, thoáng cái chui ra khỏi vòng vây, xuất hiện ở một nơi cách đó hơn 10 trường. Tốc độ bỏ chạy cực nhanh, có thể khiến người ta giận người. Hàn lập mắt thấy cảnh này, tinh quang lóe lên, lặng lặng trôi nổi tại chỗ, không có ý định đuổi theo. Hai ba tên ngân điều trần chờ một lát, sau đó cũng đều không dám đuổi theo. Ngược lại ngân hồ bên ngoài thân thể chúng nó lóe lên, sau một hồi sấm rền vang, một lần nữa lại biến thành hình người. Cảm ơn các hạ đã xuất thủ tương trợ, nếu không mấy người bọn ta thật sự không tránh khỏi kiếp nạn này. Thế nhưng gương mặt huynh đài có phần lạ lẫm, có phải là tộc nhân một mực ẩn tu ở hải ngoại? Nam tử cầm đầu thiên bằng tộc đối mặt với lực lượng một người có thể áp bức một đám xích dung tộc nhân là Hàn Lập, không chút nào dám chậm trễ, từ rất xa đã ôm quyền hỏi thăm. Có phải là người thiên bằng hay không? Hàn mỗ tự mình cũng không rõ lắm, xuất thân của ta có điểm đặc biệt, Lẻ loi một mình tại hải ngoại tu luyện đến nay, lần này là lần đầu tiên phản hồi Phong Nguyên đại lục. Nhưng mà từ bên ngoài nhìn vào, thật sự ta cùng các ngươi rất giống nhau, nếu không cũng không có xuất thủ, đuổi xích dung nhân kia đi. Tâm niệm của Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, thế nhưng trong miệng vẫn bình tĩnh nói: "Ha ha, các hạ không cần phải nghi ngờ, ngươi nhất định là tộc nhân hậu đại mà Thiên Bằng tộc chúng ta còn sót lại." Không chỉ nói là bề ngoài, chỉ bằng vào thân thể phát ra Thiên Bằng khí tức, đã tuyệt đối không giả rồi hơn nữa khí thức nồng như thế huynh đài hẳn là đích hệ tộc nhân nếu không chút linh phong trên trời cũng sẽ không nhanh như vậy tìm được các hạ người tên là phong khiếu của thiên bằng cười lớn nói huynh đài ở hải ngoại tu luyện thần thông cho nên mới không giống với bọn ta nữ tử dung mạo xinh đẹp thiên bằng tộc kia cũng giật mình quả thực những thứ khác có thể giả bộ thế nhưng thiên bằng khí thức tuyệt sẽ không sai nếu không mấy chi trong ngũ quang tộc ngoại hình cũng giống chúng ta chẳng phải là không cách nào phân biệt sao Nam tử trẻ tuổi của thiên bằng tộc mỉm cười nói. Hàn lập nghe hết những lời này, trong lòng cũng hơi buông lỏng. Xem ra luyện hóa cánh côn bằng quả thực có thể giúp mình che giấu thân phận. Lúc này đây ngược lại là không có xuất thủ nữa, lúc này hắn thản nhiên nói. Mấy vị khẳng định như vậy, xem ra ta là người của thiên bằng hẳn là không phải giả. Thế nhưng vừa rồi ta nghe thấy mấy người xích sung tộc kia nói chuyện, tựa hồ tình hình của thiên bằng tộc ngày nay không quá tốt thì phải. Điều này khó mà nói được. Có thể là thằng Nhãi Thiên Minh này chẳng qua là nói chuyện giật gân thôi, cũng có thể là trong tộc thật sự xảy ra đại sự gì đó. Nếu không, chúng ta mặc dù là Phi Linh thất thập nhị chi trong Thiên Bằng tộc, mặc dù tương đối nhỏ yếu, thế nhưng bọn họ cũng không dám hiển nhiên lẻn vào đây như vậy, lại còn dám cướp tiến tới đoạt đồ. Vừa nghe Hàn Lập nói những lời này, thần sắc của Phong Khiếu trở nên âm trầm. Chương 1412, Thiên Bằng Thánh Địa. Không quản là thật hay giả, chúng ta tốt nhất mau chóng trở lại tộc thôi đám xích dung tộc kia có thể chặn đường giết chúng ta một lần trên đường đi rất có khả năng sẽ đánh giết lần thứ hai các hạ thần công quảng đại con đường phía trước ba người chúng ta chỉ sợ còn nhờ huynh đài chiếu cố rồi một khi khẳng định hàn lập là người của thiên bằng phong khiếu cũng không có giấu diếm ý định của mình hướng tới hàn lập thản nhiên thỉnh cầu hai người còn lại cũng hướng ánh mắt trông mong nhìn về phía hàn lập vừa rồi hàn lập biểu hiện ra thực lực kinh người nếu như có một vị đại thần thông đồng tộc đi theo vậy con đường còn lại cũng không còn lo lắng gì nữa. Được rồi, nếu chắc chắc mười phần ta là người thiên bằng, vậy cũng nên vì cội nguồn mà tận lực, đó cũng là việc nên làm. Hàn lập thoáng trầm ngâm một chút, sau đó đáp ứng. Đây chính là cơ hội tốt để hắn trà trộn vào trong tộc thiên bằng, sao có thể cự tuyệt đây? Làm phiền Hàn huynh rồi. Sau khi trở về, phòng mẫu nhất định sẽ hướng tới vài vị trưởng lão báo lên đại công của huynh đài. Sau khi nghe lời đáp ứng, phong khiếu mừng rỡ liên thanh cảm ơn mặt khác hai người kia tự nhiên trên mặt cũng lộ vẻ tươi cười. nghe được lời thỉnh công này, hắn làm ra bộ dạng cũng không muốn nói lời từ chối, thế nhưng ánh mắt lại quét qua, đánh giá bốn phía quanh lam sắc ti võng, rồi cười nói, nơi đây không nên ở lâu, chúng ta hay là lên đường thôi. ta sẽ phá vỡ ma võng bao quanh đại lao này. Hàn lập dùng một ngón tay hướng tới ti võng xa xa, ngân sắc hỏa điểu xoay quanh phụ cận thân thể lập tức phát ra một tiếng thanh dễ nghe, tiếp đó hóa thành một đoàn ngân diễm đánh xuống. phốc một tiếng ngân diễm tiếp xúc với lam sắc ti võng lập tức xuyên thủng tạo thành một lỗ hồng cực lớn tiếp đó ngân diễm dọc theo ti võng nhanh chóng lan ra lam sắc ti võng cực đại trong khoảng thời gian mấy hơi thở dưới khí thế cuồn cuộn của ngân diễm nháy mắt ma võng đã biến thành cho bụi vệ linh thiên hỏa trước mặt lại giống như tờ giấy không chịu nổi một kích ánh mắt của ba người thiên bằng đăm đăm mà nhìn bọn họ phát giác chính mình tựa hồ vẫn còn đánh giá thấp thần thông của vị đồng tộc này tốt lắm đi thôi hàn lập nói xong hai tay bấm niệm pháp quyết Ngân Diễm ở phía xa một lần nữa ngưng tụ thành đoàn, rồi biến thành hỏa điều phi trở lại chui vào trong thân thể hắn, biến mất không còn thấy bóng. Lúc này bốn người mới cùng nhau hướng tới nơi chân trời xa mà bay đi. Không biết có phải bởi vì Hàn Lập bảo trì hình người hay không, mà ba người thiên bằng cũng không hóa thành hình thái đại điều, chỉ dùng ngân quang bao quanh thân thể, phi độn mà đi. Hàn Lập đối với thần thông biến thân linh hoạt của tộc nhân cảm thấy rất hứng thú, thế nhưng tùy thời không tiện hỏi việc này chẳng qua là lấy cớ bản thân từ nhỏ tu luyện tại hải ngoại, nói bóng nói gió là rất có hứng thú đối với thần thông của phi linh tộc cùng thiên bằng tộc. Những chuyện này đều không phải là chuyện bí mật gì gì đó, phong khiếu ba người tự nhiên trả lời hết. Kể từ đó Hàn Lập chẳng những minh bạch hơn rất nhiều đối với phi linh tộc cùng thiên hạt tộc, cũng thuận tiện biết được một đôi nam nữ trẻ tuổi man tộc này chính là một đôi huynh muội. Huynh trưởng gọi là Bạch Lôi, nữ gọi là Bạch Ngưng. Ba người thiên bằng tộc nhân cũng hữu ý hoặc vô ý hỏi thăm Hàn Lập một vài vấn đề, thế nhưng đều bị Hàn Lập lấy lý do một mực khổ tu, rất ít khi cùng người khác tiếp xúc để từ chối. Thấy Hàn Lập lộ vẻ không muốn tiết lộ tin tức của bản thân, phong khiếu bọn người cũng thức thời không có hỏi nữa. Đối với bọn họ mà nói, chỉ cần đối phương đích thật là tộc nhân thiên bằng, như vậy là đủ rồi. Tiếp theo, phong khiếu mang theo Hàn Lập đi ngang qua một khu đồi núi, lại bay qua một mảnh thảo nguyên qua một cánh rừng rậm, rốt cuộc tới một dạng núi mênh mông bát ngát. Mà lúc này đã là chuyện một tháng sau. Trên suốt đường đi bọn họ cũng không có thấy xích dung tộc nhân tới chặn đánh nữa, ngược lại gặp không ít tộc nhân tầng lớp thấp của thiên bằng tộc. Thế nhưng đáng tiếc chính là, đám tộc nhân này đối với chuyện trong tộc tựa hồ như không biết gì, điều này càng khiến phong khiếu ba người lo lắng, mà đồng thời lại âm thầm yên tâm hơn một chút. Xem ra người của xích dung tộc đã nói dối, hoặc là đám người cao tầng của thiên bằng tộc đã đem tin tức này phong tỏa, điều này mới tránh cho thiên bằng tộc lâm vào đại loạn, vẫn bảo trì tình trạng bình thường như lúc trước. Sau khi tiến vào dãy núi, trên đường đi càng lúc càng gặp nhiều yêu bằng nhân hơn. Trong đó có cả hóa thân thành đại điểu phi hành, cũng có cả hình người không chút hoang mang đi đầy đường. Hàn Lập chú ý, liền phát hiện đám người thiên bằng tộc trên đường tuy có đủ các loại cánh lớn nhỏ độc nhất vô nhị, thế nhưng màu sắc trên đó lại có điểm bất đồng. Trong đó phổ biến nhất là cánh màu xanh cùng màu trắng, tiếp theo đều giống như phong khiếu ba người, lông cánh đều là ngân sắc. Mặt khác còn có hai màu kim quang sắc cùng màu đen. Thế nhưng số lượng yêu bằng nhân này lại rất thưa thớt. Hàn lập một đường bước đi, cũng không thấy qua vài người trên cánh có hai loại màu này. Lúc trước gặp đám thiên man nhân cánh là ba loại màu, vẫn không có cái gì đặc biệt, thế nhưng sau đó gặp đám người cánh thuộc hai loại màu kia, biểu hiện của Phong Khiếu ba người lại hoàn toàn bất đồng. Khi gặp được một tên thiên bằng nhân cánh kim quang sắc, cho dù tu vi thua xa ba người, thế nhưng Phong Khiếu ba người lại có vẻ cung kính dị thường, chủ động tiến lên chào. Thế nhưng khi gặp hai gã hắc sĩ thiên bằng Phong khiếu ba người lại nghiêm sắc mặt, cũng không tiến lên, cũng không chào hỏi, lại làm như không thấy trực tiếp đi qua bên người hai tên này. Mà tu vi của hai gã hắc sĩ thiên bằng nhân cũng không hề kém phong khiếu đoàn người. Hàn lập thấy một màn như vậy, cũng cảm thấy rất kỳ quái. Thế nhưng biết rõ việc này khẳng định liên quan đến chuyện kiêng kỵ gì đó của thiên bằng tộc. Cho nên mặt ngoài vẫn tỏ ra bình tĩnh, làm ra vẻ không hề để ý hỏi thăm tới việc này vậy. Kết quả sau khi tiến vào dãy núi rồi liên tiếp phi hành ba ngày ba đêm, Bọn họ rốt cuộc cũng chạm mặt với đội ngũ tuần tra của thiên bằng nhân. Một chi người này bay tới trước mặt mọi người, ước chừng có hơn 30 tên. Mỗi một tên đều mặc bạch sắc cốt giáp, một tay nắm lấy trường mâu sáng chói từ khí thức từ thân thể phát ra, hiển nhiên tu vi đám người này đều là trúc cơ hoặc là kết đan. Thế nhưng từ nhiệm vụ của đội tuần tra mà nói, ngược lại đám này đã được coi như là một chi đội ngũ cực kỳ tinh nhuệ rồi. Trung niên bằng nhân vừa thấy phong khiếu bọn người, lập tức mừng rỡ, vội vã tiến về phía trước chào mấy người. Mời vào, Phong Linh cùng Bạch Linh, Bạch Lôi đại nhân. Mấy vị trưởng lão có lệnh, ba vị đại nhân sau khi về lập tức tới Vạn Bằng Các. A, à, vị đại nhân này là tên Thiên Bằng nhân đội trưởng này vừa dứt lời, sau đó ánh mắt rơi trên người Hàn Lập, không khỏi có chút kỳ quái hỏi. Đây là Hàn huynh, vẫn luôn tu luyện ở hải ngoại, lần này cũng theo về. Hàn huynh xấu hổ quá, xem ra ba người bọn ta phải đi gặp trưởng lão rồi trước trước hết người hãy tới Thánh Sơn làm khách quý, nghỉ ngơi cho thoải mái trước đi nhé. Với thần thông của Hàn Huynh, mấy vị trưởng lão nhất định sẽ triệu kiến thôi. Phong khiếu nghe tin thiên bằng tộc trưởng lão muốn triệu kiến bọn họ, sắc mặt khẽ biến, sau đó quay lại nói với Hàn Lập. Không sao, tại hạ lần đầu tiên trở về bản tộc, nguyên bản có ý định trước tiên một mình đi tham quan đã. Phong huynh các ngươi nếu vội cứ đi trước đi, Hàn Lập cũng không hề để ý, nói, thánh địa của bản tộc lớn vô cùng, chỉ sợ Hàn Huynh thật muốn tham quan cũng mất không ít thời gian đâu. Đây là lệnh bài của ta, ngoại trừ một số chỗ cấm địa không được phép tiến vào. Các địa phương còn lại, Hàn Huynh đều có thể dùng lệnh bài này để tới tham quan, sẽ không có người ngăn cản đâu. Các người phái đi một người, đích thân hộ tống Hàn Huynh đều quý quán đi. Phong khiếu tư lượng một hồi, sau đó lấy trên người xuống một khối một bài ném cho Hàn Lập, sau liền quay người lại, sắc mặt trầm xuống phân phó thêm trung niên thiên man nhân kia. Tuân mệnh, Địa vị của phong khiếu tại thiên bằng hiển nhiên là không thấp, tên đội trưởng tuần tra kết đan cấp kia dị thường cung kính trả lời. Phong huynh, thật có lòng, hàn lập cười nói, đâu có, thật ra tại hạ đây đã là chậm trễ chiêu đãi rồi. Sau khi xong việc, ta sẽ đích thân dẫn hàn huynh tới thánh thành. Phong khiếu mang vẻ ái náy nói, tiếp đó hắn cùng bạch thị huynh muội hai người khẽ nâng quyền chào hàn lập, rồi vội vàng hóa thân thành ba đạo ngân sắc đại điểu, hướng phía trước bắn đi. Hóa vũ, người mang đại nhân đi tân quán, nhất định phải hảo hảo chiêu đãi ngài, không được chậm trễ. Sau khi thấy phong khiếu đã đi xa, tên trung niên thiên bằng nhân kia trầm giọng phân phó một tên thủ hạ ở phía sau, tên nam tử thiên bằng này tầm 18 tuổi. Tên này tướng mạo nho nhã, lập tức khom người đáp ứng nói. Sau đó người trung niên kia dặn dò thêm vài câu rồi thi lễ với Hàn Lập, cuối cùng tiếp tục dẫn đội tiếp tục đi tuần. Mà Hàn Lập đi theo tên nam tử gọi hóa vũ này, tiếp tục tiến sâu vào sân mạch. Người thiên bằng nhân trẻ tuổi này thập phần kính cẩn với Hàn Lập, trừ phi Hàn Lập mở miệng hỏi thăm, hắn tuyệt không dám chủ động nói chuyện phiếm. Vốn dĩ hắn chính là một tên trúc cơ cấp, cũng vô pháp biết được bao nhiêu chuyện trọng yếu. Cho nên Hàn Lập cũng chỉ hỏi vài câu, rồi lười không muốn mở miệng nữa. Đi theo người này được một canh giờ, phía trước đột nhiên xuất hiện vài chục tòa giống như ngọn núi nhỏ, đặt song song chặn trước mặt con đường, tại đây chỉ có một con đường nhỏ để lên núi, mây đen dày đặc, lôi quang chấp động, tiếng oanh minh liên miên không dứt, căn bản không cách nào đơn giản xuyên qua. Nhìn thấy cảnh này, Hàn Lập lập tức híp mắt lại. Với học nghệ cấm chế bất phàm của hắn, tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra vô luận là bất kỳ đám mây đen nào xung quanh mấy ngọn núi nhỏ kia rõ ràng đều là ảo giác, bị người thi triển một loại cấm chế cực kỳ lợi hại. Quả nhiên, tên dẫn đường hóa vũ mang theo Hàn Lập phi hành đến một tòa núi nhỏ trong đó, sau khi khẽ vỗ hai cánh, trên người lập tức bay ra một cây linh vũ trắng sữa, lóe lên rồi lập tức chui vào khoảng không trong ngọn núi nhỏ. Phanh một tiếng muộn hưởng vang lên, toàn núi nhỏ trước mặt Hàn Lập thoáng cái phẳng phất giống như ảo ảnh trong nước, mơ hồ vặn vẹo, sau một hồi kịch liệt lắc lư, bỗng nhiên ngọn núi nhỏ giống như bọt nước tán loạn rồi biến mất, phía trước thoáng cái hiện ra một thông đạo lớn mênh mông trắng xóa. Thanh niên kia không do dự bước vào trong đó, chân mày Hàn Lập nhíu lại, cũng hóa thành một đạo thanh sắc cầu vồng theo sát phía sau. Thông đạo dài đủ trăm trượng, sau khi thanh sắc cầu vồng bắn vào trong, Hàn Lập chỉ cảm thấy trước mắt sáng bừng lên. Trước mắt thình lình xuất hiện một tòa thành trì cự đại liếc mắt nhìn không cách nào nhìn tới đầu cuối. Thành trì này dựa vào núi, bốn phía cũng đều cự sơn xanh ngắt cao chừng vạn trượt, mà tường thành lại dùng một loại gạch trắng noãn xây lên, cũng không quá cao, trông chỉ cao tầm hơn 20 trượt là cùng. Mà tòa thành này lại không có cánh cổng, xung quanh tòa thành bị một màn sáng mênh mông dày đặc bao phủ, chẳng qua là mấy chỗ trên tường thành có đặt hơn hơn 10 cây cột cự đại thẳng tắp, đủ mọi màu sắc, tản ra hào quang nhàn nhạt, nhạt. Chính giữa mấy cây cột này có rất nhiều thiên bằng nhân vô cánh, từ trong mà bay qua, ra vào trong thành. chương 1413, Phong Linh Tháp, Đại Nhân, mời theo ta. Thanh niên thiên bằng tộc thấy Hàn Lập nhìn về phía tòa thành xa xa giò xét, hắn kính cẩn nói. Hàn Lập gật gật đầu, hai cánh sau lưng khẽ vỗ, bay theo thanh niên tiến tới gần cự trụ. Trên đường, thanh niên tự động mở miệng giản thích. Đại nhân đừng lo, không phải bay quá xa khai thiên trụ chỉ cách cây cột tầm 450 trượng, sẽ không chịu ảnh hưởng của cấm chế nữa, có thể ra vào thánh thành. Vốn tòa thành này là cấm địa của thiên bằng, là tòa thành rất nổi tiếng trong 72 chi đô. Chỉ cần có cấm chế này, có thể đủ ngăn cản địch nhân bên ngoài. Từ thời kỳ thượng cổ, bản tộc đã nhiều lần dựa vào tòa thành này mà tránh được nguy cơ diệt tộc đó. Trong lời nói của thanh niên này tràn đầy ý tứ tự hào. Hàn Lập vi còn chưa xem xét qua cấm chế của tòa thành này, thế nhưng chỉ dựa vào linh áp đáng sợ phát ra từ màn sáng, tự nhiên biết thanh niên này không phải nói chơi, ánh mắt hắn không khỏi nhìn thêm vài lượt. Kết quả lam mang trong đồng tử chớp động vài cái, trong ánh mắt sáng rực của hắn cũng nhìn ra được một chút không tầm thường. Hào quang minh mông ở chỗ sâu trên bầu trời, không ngờ ẩn ẩn từng sợi thanh ngân lượng sắc quang ti, khắp nơi phiêu động. Chúng nhìn như rất nhỏ bé, thế nhưng trên không trung lại truyền ra linh lực đáng sợ, hơn phần nửa đều từ trong quang ti chẳng chịt dày đặc phát ra hàn lập nhìn thật sâu vài lần sau đó cùng với thanh niên kia phi qua một căn cột trụ bên cạnh một lát sau hai người đã xuất hiện ở trong thành liếc mắt nhìn nhìn lại đa phần kiến trúc trong thành so với thành trì nhân tộc có sự khác nhau rất lớn đa số phòng ốc đều hình trụ trên mái là hình nón chiều cao của mỗi căn nhà không đồng nhất có cái cao thì hơn trăm trượng cái thấp chỉ có hơn mấy trượng mà thôi thế nhưng cánh cửa của mỗi một căn nhà đều là nửa vòng tròn ghép lại càng làm cho hàn lập kinh ngạc chính là hơn nửa căn nhà lại ăn sâu vào trong vách núi, xa xa trông lại trên vách núi giống như là tổ ong vậy. Đại nhân, quý tân quán phân bố ở khắp nơi trong thành, đại nhân muốn ở gần đây hay là như thế nào? Thanh niên cung kính xin chỉ thị, thế nào cũng được, cứ theo như ý người đi, hàn lập làm ra bộ dạng sao cũng được. Thanh niên dạ một tiếng, liền mang theo hàn lập phi hành là là phía dưới, tuy thấp thế nhưng cũng không ít phong cảnh rơi vào trong mắt hàn lập, cũng ở dưới tầng thấp này có vô số nam nữ có cánh bay tới bay lui. Sau hơn phân nửa canh giờ, bọn họ tới một mảnh kiến trúc nhìn như không nhỏ, hai người hạ xuống trên một cái bình đài. Điểm cuối cùng của bình đài là một tòa nhà ba tầng hình tròn. Hai người vừa mới rơi xuống, trong phòng lập tức đi ra một thiếu nữ sau lưng có một đôi cái canh trắng muốt, từ rất xa đã chạy tới thi lễ với hai người. Thì ra là hóa vũ đại ca, vị đại nhân này muốn ngụ lại quý tân quán sao. Bạch Thúy, đây là Hàn Đại Nhân, là khách quý của phong khiếu linh tướng đại nhân. Người phải hảo hảo chiêu đãi ngài đó. Hóa vũ dường như quen biết vị thiếu nữ nhìn như thị nữ này, hắn nghiêm nghị nói. Khách nhân của phong khiếu linh tướng, tiểu tì nhất định sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt. Vừa nghe tên của phong khiếu, vị thiếu nữ dung mạo xinh đẹp này cả kinh, lập tức cung kính trả lời. Hàn lập đánh giá qua vài lần vị thiếu nữ này, thấy khí thức của nàng cực yếu, chẳng qua là tương đương với luyện khí kỳ mà thôi, rất tự nhiên đi vào trong phòng. Thiếu nữ cúi đầu theo sát phía sau hắn, hóa vũ cũng không dám tiến vào trong phòng, chỉ đành chờ ở bên ngoài. Một lát sau, từ trong phòng truyền ra thanh âm đạm đạm của Hàn Lập. Không sai, ở đây rất tốt. Ở đây đi, người có thể rời đi được rồi. Trong lòng vị thanh niên kia cuối cùng cũng được buông lỏng, lúc này nói lời cáo lui, sau đó mới mở hai cánh rồi bay đi. Mà trong phòng lầu ba, Hàn Lập chính là đang đứng trước cánh cửa sổ tròn, hai mắt cụp xuống nhìn thanh niên kia dần dần khuất bóng. Thiếu nữ Bạch Thúy khoanh tay mà đứng phía sau cách hắn mấy trượng. Thánh thành có chừng bao nhiêu tộc nhân? Hàn Lập đột nhiên hỏi, cũng không có quay đầu lại. Thiếu nữ ngẩn ngơ, thế nhưng lại bất giác trả lời. Thánh thành rất lớn, mặc dù chưa có công tác thống kê chi tiết, thế nhưng ước chừng cũng có tối thiểu 3-400 ngàn người. 3-400 ngàn, dân cư lại ít như vậy sao? Hàn lập tự nói một câu, tựa hồ có phần không tin lắm. Đại nhân hiểu lầm rồi, có thể đi vào thánh thành mọi người đều phải có thần thông biến hình, có thể biến ảo linh thân thành người. Tu vi thấp hoặc không cách nào biến thân sẽ không có tư cánh tiến vào thánh thành. Bản tộc mặc dù là một chi nhược tiểu trong phi linh tộc, thế nhưng tính ra cũng có hơn 10 ước tộc nhân. Thiếu nữ vội vàng giải thích nói, thì ra là thế, Hàn Lập có chút giật mình, đại nhân, ngài là lần đầu tiên tới thánh thành sao. Thiếu nữ nhìn trộm Hàn Lập, do dự thoáng cái, sau đó nhịn không được hỏi một câu. Thế nào, khách quý như ta lần đầu tới thánh thành có rất nhiều sao? Hàn Lập lại tựa hồ nghe ra điều gì đó, nhàn nhạt hỏi một câu. Đại nhân nói đùa a à? quý tân quán nguyên bản có rất ít người vào ở, nhưng mà người vào ở, người tới ở lần đầu đều là người ngoại tộc, hoặc là tộc nhân khác tạm thời đến Thánh Thành làm việc mà thôi. Thiếu nữ cẩn thận giải thích nói, không có gì kỳ quái cả, ta là lần đầu tiên phản hồi bản tộc, trước kia vẫn luôn ở hải ngoại tu luyện. Hàn lập bất động thanh sắc nói, thế nhưng lập tức lại hỏi một câu. Phụ cận có bán bản đồ của Thánh Thành không, nếu có người nói cho ta chỗ mua, ta muốn mua một bản. Đại nhân không cần đi ra bên ngoài mua bản đồ làm gì. Quý Tân Quán đã chuẩn bị chuyên cung ứng bản đồ đặc chế cho chư vị khách quý như đại nhân rồi, còn chi tiết hơn nhiều so với bên ngoài sản xuất. Ta đây sẽ mang tới một bản cho ngài. Thiếu nữ kính thần nói. A, à, có chuyện tốt như vậy sao? Lấy cho ta một bản đi. Hàn lập có điểm bất ngờ, sau đó không lưỡng lự phân phó nói. Vâng, đại nhân. Thiếu nữ lên tiếng, sau đó lùi lại hai bước, nhẹ nhàng tựa như chim yến đi xuống lầu hàn lập đứng nguyên tại chỗ tiếp tục nhìn ra cửa sổ bắt đầu tự tính toán kế hoạch của mình hắn trà trộn vào trong tộc thiên bằng nguyên vốn là muốn tìm các loại tài liệu chân quý của phi linh tộc về phần đồ vật hoặc pháp bảo gì đó hàn lập căn bản không cần thiết lắm mặc dù hắn chỉ nhìn phi linh tộc tranh đấu một hồi tựa hồ loại dị tộc này cũng không ưa dùng các loại pháp bảo khi đánh nhau không biết là do không am hiểu luyện khí hay đám cao dai của phi linh tộc căn bản không cần vũ khí tương trợ hai thần vật dị bảo vừa xuất hiện là khốn ma võng cùng hỏa long châu cũng đã mang tính chất phụ trợ rồi. Nhưng mà, những thứ này cũng không có bao nhiêu quan hệ đối với hắn, hắn chỉ hy vọng trong tộc thiên bằng có thể tìm được tài liệu có chỗ hữu dụng, cũng không uổng công hắn hao tổn tâm trí trà trộn vào chỗ này. Về phần chuyện thị phi giữa thiên bằng cùng những tộc khác của phi linh tộc, hắn tự nhiên sẽ mặc kệ coi như không thấy. Hàn lập chính là đang âm thầm suy nghĩ, liền thấy thiếu nữ kia lại đi tới, hai tay bưng lấy một ống trúc màu xanh biếc to bằng ngón tay, chỉ dài một tấc, bên ngoài phát ra ánh sáng trơn bóng lưu chuyển bất định. Trong lòng có chút kinh ngạc, thế nhưng trên mặt hắn vẫn tỏ vẻ như không, đưa tay tung ra một chảo. Vèo một tiếng, một đạo lục mang bắn tới, rồi bị hắn chộp được. Sau đó hắn phất phất tay, ý bảo nàng này trước tiên hãy lui xuống. Bạch Thúy nhu thuận thi lễ, sau đó nghe lời đi xuống lầu. Mà Hàn Lập vuốt vuốt ống trúc trong tay, trong lòng lại nổi lên hứng thú khi hắn đem thần niệm rót vào trong đó trên ống trúc hiện lên một bộ cự đại địa đồ rất rõ ràng loại vật này quả nhiên là tồn tại giống như ngọc giản thế nhưng hình dáng của nó đúng thật là kỳ lạ trải qua một phen luyện chế có thể tạo được hiệu quả giống như ngọc giản xem ra phi linh tộc cũng không phải quá kém về vấn đề luyện khí cũng có chỗ độc đáo riêng của nó nhưng tâm thần hàn lập rất nhanh liền rời khỏi ống trúc chuyên tâm phóng trên tấm địa đồ qua thời gian một bữa cơm hắn thở dài ra một hơi đem thần niệm từ trong ống trúc thu lại khuôn mặt lộ vẻ do dự thánh thành này so với hắn đoán lúc trước còn nhỏ hơn một chút đương nhiên loại thành này nếu so với một thành thị người ức của nhân tộc cũng đã rất lớn rồi trên thực tế diện tích của tòa thành này lớn tới mức kinh người muốn từ một mặt của thành thị phi hành tới mặt khác cũng phải mất hơn nửa ngày trời hàn lập đối với những tòa kiến trúc khác phần lớn là không có hứng thú nhưng đối với một tòa đại điện được thiết lập trong thành để giao dịch lại khiến hắn đặc biệt chú ý đại điện này theo như trên bản đồ đánh dấu, hẳn là được tu kiến biên giới của tòa thành, trong một toàn cự sơn nào đó, cả lòng núi đều dùng để cho đám người tới trao đổi mua bán hàng hóa, phương thức không có gì khác so với loài người. Ngoại trừ tòa kiến trúc này ra, Hàn Lập duy nhất hơi có chút tò mò chính là một nơi gọi là truyền linh điện. Chỗ này là nơi thiên bằng tộc chuyên môn cung cấp một chút công pháp tu luyện cho lớp tộc nhân cao tầng. Đương nhiên trên địa đồ còn đánh dấu mấy chỗ cấm khu đáng chú ý, Hàn Lập chỉ nhìn vài lượt, cũng không hứng thú đi dò xét mấy thứ này nhắm hai mắt lại, hắn đem chọn những vị trí trọng yếu trong địa đồ nhớ kỹ. Sau lưng Hàn Lập bỗng lóe lên hai cánh được một đoàn thanh quang bao vây lấy, thân thể tựa như không phát ra một tiếng động bay ra khỏi cửa sổ, thẳng tới chỗ đại điện giao dịch. Dường như thiên bằng tộc lúc này không được bình yên, hắn không có ý định rề ra dạ ở đây nghỉ ngơi 10 ngày nửa tháng, tốt nhất là mau chóng thu thập tài liệu, sau đó vỗ mông bỏ đi cho sớm. Đỡ phải bị cuốn vào đại phiền toái của đám dị tộc này. Hàn Lập không muốn bị người khác chú ý, cho nên hắn cũng không dám độn quá nhanh, chỉ nên tốc độ bay chỉ tương đương với đám thiên bằng nhân mà thôi. Mà đại điện giao dịch bởi vì thiết lập ở chỗ biên giới, cho nên hàn lập phi hành được một phút đồng hồ mới tới được non nửa lộ trình. Mà lúc này, ở phía trước cách hắn không xa, xuất hiện một tòa kiến trúc cự tháp kỳ quái. Kiến trúc này cao chừng 6-700 trượng, mặt ngoài không phải là hình trụ như bình thường, mà là hình bát lăng. Mỗi một mặt của lăng trụ đều trơn bóng dị thường, hơn nữa lại có ẩn ẩn một chút hoa văn ký hiệu đặc thù, những ký hiệu này tản ra hắc khí nhàn nhạt, nhạt, khiến Hàn Lập có một loại cảm giác quen thuộc. Mà đỉnh tháp còn có khả một khối tinh thể đại trượng cổ quái, tản mát ra hào quang bảy màu, đem tòa tháp này bao phủ trong đó. Đám hắc khí kia tất cả đều bị hào quang bảy màu vây ở bên trong, không cách nào bay ra dù chỉ một chút. Hàn Lập thoáng kinh ngạc vân vê cầm, hắn không có nhớ lầm thì, nơi đây đúng là cấm địa mà trong bản đồ có đánh dấu, trên mặt còn có viết mấy chữ phong linh tháp, cũng không biết là giải thích mấy chữ này như thế nào nữa thế nhưng tuyệt đối không phải nơi đất lành gì. Tại phụ cận màn sáng, trong phạm vi hơn trăm trượng, không có một bóng người, không có bất kỳ một tên thiên bằng nhân nào dám phi hành qua vùng phụ cận này. Chương 1414, Thiên bằng thánh tử cùng côn bằng chân huyết. Hắc Minh Vụ, linh quang trong đầu Hàn Lập lóe lên, rốt cục phát giác ra vì sao mình cảm thấy quen thuộc. Từ đám hắc vụ chảy ra bên ngoài thạch tháp, rõ ràng khi hắn ở trên bán đảo Vụ Hải đã từng ngửi thấy mùi nấm mốc quỷ dị này chỉ có điều hắc vụ ở nơi này phát ra cực kỳ mỏng manh, tựa hồ bị vật gì đó nghiêm mật trói buộc. Trong lòng Hàn Lập có chút kinh ngạc, thế nhưng nếu như nơi đây được đám thiên bằng nhân coi là cấm địa, vậy hắn tự nhiên sẽ không cố ý khơi chuyện làm gì. Lúc này bắt trước những người khác, độn quang lướt qua, muốn vòng qua đường phụ cận mà bay. Thế nhưng khi Hàn Lập nghiêng người bay đi cách cự tháp trăm trưởng, đột nhiên một cỗ khí thức làm cho toàn thân người ta run rẩy từ trong cự tháp bộc phát lên ngút trời. Hàn khí sau lưng bốc lên, hắn giật mình một cái, thân hình lại hơi khựng lại. Đây là, Hàn Lập ngừng độn quang, quay đầu lại, hai mắt thoáng cái gắt gao nhìn thẳng về phía cự tháp. Chỉ thấy cự tháp ở phía xa tản mát ra hắc minh vụ, chẳng biết lúc nào thoáng cái biến thành nước sơn nồng đặc đen như mực. Ký hiệu bên ngoài của tòa tháp không ngừng chấp động lên lên đủ các loại ánh sáng, thế nhưng vô pháp ngăn được hắc khí đang trào ra bên ngoài. Thế nhưng cũng may thất sắc quang mạc ở trên đỉnh tháp không ngừng phát sáng, tất cả đám hắc khí này đều bị cấm chế của thạch tháp vây trong một phạm vi nhất định. Thế nhưng chỉ một lát sau, hắc vụ tràn đầy bên trong quang mạc, khiến thất sắc quang mạc lắc lư dữ dội, giống như tùy thời đều có thể nứt vỡ ra vậy. Đám thiên bằng nhân đang phi hành ở gần đấy mỗi người đều trợn mắt há hốc mồm, tất cả đều ngừng lại, lăng không nhìn dị biến phát sinh trên phong linh tháp. Hàn lập cảm giác đôi cánh của mình đột nhiên run lên rồi trở nên nóng rực, trên lưng hắn chuyển đến cảm giác đau đớn cùng bỏng rát. Sắc mặt hắn thoáng cái biến đổi. Đúng lúc này, trong tháp phát ra một tiếng trường minh dị thường ngân cao, hàng trăm thiên bằng nhân ở gần vừa nghe tiếng thét này, không ngờ hai mắt khép lại, thân thể từ trên không trung rơi xuống. Hàn Lập mặc dù vẫn chịu được, thế nhưng khi nghe thanh âm này cũng cảm thấy thần niệm có chút mơ hồ, đồng thời sau lưng lại càng nóng, đôi cánh trong nháy mắt mất đi công hiệu, thân hình thoáng cái lắc lư muốn rơi xuống. Thế nhưng cũng may là hắn phi hành không dựa cả vào phong lôi xí. Lúc này thanh quang trên người lóe lên, thân thể ổn định lại thế nhưng khi ánh mắt nhìn về phía cự tháp, lại tràn đầy vẻ hoảng sợ. Oanh một tiếng động lớn vang lên, tinh thạch trên đỉnh tháp đại phóng ra hào quang, thất sắc quang mà thoáng cái cũng đại phóng, đồng thời từng đợt chú ngữ tối nghĩa từ trong cự tháp truyền ra, phảng phất như có hơn 100 người đồng thời niệm pháp quyết vậy. Lập tức đám thiên bằng nhân đang rơi xuống kia, trên người lóe lên linh quang, quanh người cả đám đều xuất hiện một tầng thất sắc quang cháo, thân hình một lần nữa trôi nổi trên không trung. Thế nhưng trong tháp lại đột nhiên phát ra tiếng thét thê lương, hắc khí bên trong quay cuồng một hồi, sau đó một cự đại điều ảnh lớn tới vài trăm trượng hiện ra trên không trung. Hư ảnh này toàn thân màu đen nhạt, hai cánh vỗ động, bao phủ toàn bộ thạch tháp, tiếp sau đó vang lên một tiếng trường minh, tất cả hắc vụ tăng lên gấp bội, thất sắc quang mạc ở bốn phía lập tức kịch liệt vặn vẹo, khí thế thật là dị thường kinh người. Lúc này đây, đám thiên bằng nhân kia được thất sắc quang mạc bảo vệ, chẳng qua là thân hình nhoáng lung lay một cái, sau đó liền bình yên vô sự. Thế nhưng thân thể lại nơm nớp run run, chớp mắt liền phân tán tới các hướng mà chạy. Hàn lập nguyên vốn muốn cùng đám thiên bằng nhân chạy đi, lập tức bay ra khỏi vùng phụ cận thạch tháp. Thế nhưng trong nháy mắt cửa ảnh đại điểu hiện thân, hai cánh ở sau lưng Hàn lập cũng run lên. Không ngờ trong nháy mắt lại hiển hiện ra màu xanh giống như thân ảnh đại điểu, cũng đồng dạng dương ra, lại phảng phất như cùng tương hỗ với hắc sắc đại điểu. Cùng lúc đó, không khí ở vùng phụ cận bị nén chặt, hắn chỉ cảm thấy thân thể trầm xuống, thân hình cũng vô pháp nhúc nhích mảy may. Hàn lập kinh hãi kim quang đại phóng ra bên ngoài, một cỗ sức mạnh từ tứ chi tuôn ra, muốn thoát khỏi cảnh này. Thế nhưng trong lòng hắn lập tức trầm xuống, bởi vì mặc cho hắn điên cuồng thúc đẩy lực lượng cơ thể cỡ nào, không khí bốn phía phảng phất như tinh cương đúc thành, ngay cả một ngón tay cũng không nhúc nhích được. Tâm niệm Hàn Lập nhanh chóng xoay chuyển, tự nghĩ lại xem có nên gọi ra chân ma pháp tướng toàn lực triệt hạ tình cảnh bị trói buộc này hay không. Thế nhưng lúc này, tiếng chú ngữ trong thạch tháp bỗng nhiên biến đổi, thoáng cái tăng tốc độ lên gấp đôi, trong thanh âm niệm chú ngữ lại có ẩn ẩn tiếng sấm nổ mạnh. Theo nguyên một đám ký hiệu cổ quái ở gần cự tháp phiêu đáng nổi lên trong hư không, tất cả đều hướng tới hắc sắc điều ảnh mà bay đi. Đồng thời, viên thủy tinh cự đại trên đỉnh tháp cũng phát ra một tiếng hoàng long, tự động bạo liệt ra. Một vòng thất sắc ánh sáng mặt trời từ từ bay lên, bỗng nhiên thả ra vạn đạo quang mang, đem tất cả đều điều ảnh hút vào đó. Hư ảnh cự điều tại ký hiệu cùng thất sắc thải quang tạo thành hai tầng cấm chế, rốt cục vì một tiếng kêu quái lạ mà tán loạn. Bên kia, hư ảnh đại điểu màu xanh sau lưng Hàn Lập cũng lóe lên rồi biến mất. Thân thể hắn được buông lỏng, khôi phục lại tự do. Nhưng trong lòng vẫn còn cảm thấy ngạc nhiên cùng nghi ngờ. Vừa rồi trên thạch tháp hiển hiện ra hư ảnh cùng với điểu ảnh màu xanh độc nhất vô nhị sau lưng của hắn. Hai loại đều là bộ dáng côn bằng trong truyền thuyết, trong tháp này chẳng lẽ phong ấn một tên côn bằng sao? Thế nhưng điều này sao có thể chứ? Hàn Lập hoảng sợ suy ngẫm, trong lòng xuất hiện 120 suy đoán chạy loạn thế nhưng ánh mắt vẫn quét về phía trước, sau đó cười khổ một tiếng, cuối cùng thân hình dừng nguyên tại chỗ không động. Bởi vì từ trong cửa tháp bay ra hơn 10 đoàn linh quang, chớp động vài cái, sau đó chỉ còn cách hắn vài chục trường. Với khoảng cách như vậy cũng đủ để đám thiên bằng nhân nhạy cảm nhìn rõ. Hiện tại nếu tiếp tục độn, có thể chứng tỏ cho mọi người thấy mình có tật giật mình. Hàn lập tự suy xét, cũng chỉ có thể lưu lại xem đối phương có ý đồ gì rồi sẽ tính tiếp. Hắn nhìn linh quang nhanh chóng quét tới, bên trong thình lình xuất hiện hai gã hóa thần hậu kỳ, còn lại đều là hóa thần sơ trung kỳ. Hàn lập sợ hãi nhìn qua, cũng không dám tùy tiện làm ra động tác gì để tránh đối phương hiểu lầm. Hắn lẳng lặng bất động trôi nổi trên không trung, veo veo vài tiếng tiếng xé gió chuyển tới, lúc này hơn 10 người vỗ cánh nháy mắt tới trước mặt Hàn lập, bao vây lấy hắn. Hơn 10 đạo ánh mắt thoáng cái rời lên trên người hắn. Hai lão giả cầm đầu bộ dáng lại yêu bằng nhân, một tên sau lưng xuất hiện đôi cánh trắng, một tên khác lại có đôi cánh màu vàng nhạt. Trong hai người, một người vẻ mặt hiền lành hòa ái, một người tướng mạo ngay ngắn uy nghiêm, thế nhưng cũng đều giống như người khác, vừa tới đã nhìn chằm chằm lên người Hàn Lập, kỳ quang trong mắt chấp động. Hàn Lập tuy không phải thật sự e ngại đám thiên bằng nhân này, thế nhưng bộ dáng của đối phương như vậy, lại còn xì sầm nói thầm, lúc này hắn miễn cưỡng cười hỏi. Chư vị vây quanh tại hạ là có chuyện gì vậy? Tên họ, đại danh, gương mặt rất lạ, là tộc nhân gần đây tiến vào thánh thành sao? đúng như hàn lập đoán trước tên lão giả cánh trắng kia mở miệng giọng nói rất khách khí tại hạ Hà họ hàn một mực tại hải ngoại tu luyện hôm nay mới là lần đầu vào trong thành tâm niệm của hàn lập nhanh chóng xoay chuyển lên tiếng nói khi đối phương chưa lộ ra ác ý hắn cũng không tất yếu phải dùng bạo lực giải quyết hải ngoại hôm nay mới vào thành câu trả lời của hàn lập khiến hai lão giả ngẩn ra thế nhưng sau khi liếc mắt nhìn nhau trong mắt lại hiện ra vẻ mừng rỡ tốt rất tốt không quản hàn huynh xuất thân chỗ nào, thế nhưng có thể dẫn động chi linh của côn bằng trong tháp, đã nói lên trên người ngươi tràn đầy thiên bằng khí thức, có đủ điều kiện để tiếp nhận, kế thừa côn bằng chân huyết của bản tộc thánh thủ. Một lão giả khác nghiêm nghị nói, côn bằng chân huyết, hàn lập thật sự ngây người, nếu như nói trước kia, hắn đối với những vật này còn không hiểu lắm, thế nhưng hiện tại trong tay còn lưu giữ chân huyết của chân long thiên phượng, đối với vậy quý hiếm bựu này đương nhiên là hắn minh bạch. Hiện tại lại có chuyện tốt này chủ động tìm tới cửa, Hàn Lập tự nhiên có phần sợ run. Nhưng mà nghĩ lại, Hàn Lập lại trột dạ, hắn không phải chân chính là thiên bằng nhân, sao có thể làm vị thánh tử của thiên bằng tộc này. Mà nếu thực sự tra ra, chỉ sợ sẽ lập tức lộ tẩy. Đến lúc đó không chỉ nói kế thừa cái gì chân huyết, trước tiên cũng bị vô số đám tộc nhân thiên bằng nổi giận xuất thủ diệt sát. Hai vị hiểu lầm rồi, tại hạ xuất thân rất bình thường, sao có tư cách kế thừa chân huyết. Dị động ở trong tháp này cũng không phải do tại hạ dẫn động. Hàn Lập gượng cười vài tiếng, liên tục lắc đầu phủ nhận. Hàn Huynh sao phải đùn đẩy làm gì, trên người của ngươi vừa rồi tản mát ra chân linh chi tương, chúng ta ở trong tháp đều đã nhìn rõ, tuyệt đối sẽ không nhìn lầm. Hàn Huynh tốt hơn theo là theo chúng ta đi gặp chư vị trưởng lão thôi. Nếu có thể trở thành thánh tử của tộc, đó là đại sự trong tộc đó. Tên lông cánh kim sắc phố xí kia căn bản không nghe lời Hàn Lập giải thích, cười hì hì nói. Hàn Lập âm thầm kêu khổ, ánh mắt xoay chuyển, thấy sắc mặt đám thiên bằng nhân khác đều lộ vẻ hưng phấn, hiển nhiên đều xác nhận là hắn. Tại hạ quả thực không phải là thánh tử gì cả, mấy vị không tin cũng được. Thế nhưng Hàn Mỗ còn có chuyện quan trọng trên người, trước hết xin cáo từ trước. Hàn lập trong lòng quyết định, trong miệng nhanh chóng giải thích hai câu, thân hình giống như hồ đúc, liền biến thành một đoàn hư ảnh nhàn nhạt, nhạt lóe lên chui qua chính giữa hai lão giả. Hai cánh sau lưng hắn khẽ động, muốn thi triển thần thông bỏ chạy. Nhưng vào lúc này đột nhiên một thanh âm nhàn nhạt truyền đến tai. Chậm đã, dị tộc nhân, ngươi thật sự cứ như vậy rời đi sao? Nếu muốn đi, cũng phải để đôi cánh ở lại thiên bằng tộc chúng ta. Thanh âm không lớn, hơn nữa lại ôn hòa dễ nghe, thế nhưng khi Hàn Lập nghe được, lại giống như tiếng sấm khiến thần niệm hắn chấn động, sắc mặt thoáng cái trở nên rất khó coi. Đồng thời khi thanh âm này truyền tới, không gian phụ cận bỗng nhiên ba động, cách đỉnh đầu Hàn Lập mấy trượng, một đạo thân ảnh thon thả từ hư không, không tiếng động nào như thiểm điện hiện ra, là một áo bảo trắng thiếu nữ sau lưng mọc lên kim sắc vũ xí. Hàn lập ngưng thần nhìn tới, lập tức hít vào một hơi lương khí. Người này dung nhan thoạt nhìn bình thường, trên mặt có một tầng oánh quang lưu chuyển bất định, khí tức trên người áp xúc không lộ, hàn lập không ngờ lại không cách nào nhìn ra tu vi sâu cạn của đối phương, là một vị lánh ngoại cao nhân sao, lại còn có loại nữ tử tu vi ngoài hợp thể trung kỳ tồn tại A. À. Khóe mắt hàn lập bỗng nhiên nháy mạnh vài cái, tham kiến đại trưởng lão, đám thiên bằng nhân hóa thần cấp vừa thấy thiếu nữ, mỗi người đều cung kính dị thường, đều dùng đại lễ để thăm hỏi. Nàng này không ngờ lại là đại trưởng lão của thiên bằng tộc. Hàn Lập chỉ cảm thấy trong miệng khô khốc, người này giao cho ta xử lý đi, các người trở lại trong tháp gia cố phong ấn, đem côn bằng thánh linh một lần nữa chân áp lại đi. Thiếu nữ thong dong phân phó nói, tuân mệnh, hiển nhiên thiếu nữ này ở trong lòng của đám tộc nhân thiên bằng rất uy nghiêm, bọn họ không hề trần chờ, đều mở đôi cánh bay trở lại tháp mà ánh mắt thiếu nữ chợt xoay chuyển, rốt cục đã tiến lại gần chỗ Hàn Lập. Chương 1415, đại trưởng lão. Nơi này không phải chỗ nói chuyện, đi theo ta. Đôi mắt sáng của thiếu nữ chợt lóe, nhưng lại nói rất hờ hững, ngay sau đó quay người lại, bay về hướng khác. Hàn Lập sắc mặt âm tình bất định một chút, nhưng vẫn thành thật mà đi theo. Đối mặt với một tồn tại đáng sợ đã trên hợp thể trung kỳ, thân lại ở trong thành dị tộc thánh, hắn căn bản không có cơ hội chạy trốn. Mà nhìn bộ dạng của đối phương cũng không giống là sẽ lập tức trở mặt động thủ, cứ nghe theo lời đối phương trước vậy. Thân hình thiếu nữ nhìn rất chậm rãi thong dong, giống như gió nhẹ, như nước chảy không mang theo chút tức giận nào, nhưng tốc độ độn quang lại nhanh kinh người. Hàn lập vận dụng chừng 7-8 phần linh lực mới miễn cưỡng đuổi theo được, trong lòng không khỏi thầm hoảng sợ, cuối cùng cũng cưỡng chế mấy phần ý nghĩ khác luôn quanh quẩn trong đầu xuống. Sau khi phi hành khoảng một bữa cơm, thiếu nữ dẫn Hàn lập hạ xuống trước một gian phòng hình trụ cao 10 trượng nằm trơ trọi tham kiến đại trưởng lão ở lối vào có hai thiếu nữ tộc thiên bằng tướng mạo thanh tú ra đón đầy vẻ kính cẩn thiếu nữ kim xí chỉ gật đầu liền đi vào tùy ý hàn lập theo sát phía sau sau khi vào phòng phát hiện chỗ này còn đơn giản hơn so với dự đoán trong phòng ngoại trừ mấy cái ghế đá và bàn đá chung quanh chẳng còn thứ gì cả thiếu nữ khoát khoát tay ý bảo hai thị nữ lui xuống sau đó xoay người lại ngồi ngay ngắn trên một ghế đá miệng hương khẽ nhếch nói ngồi xuống đi ta có một số chuyện muốn hỏi ngươi một chút ở trước mặt tiền bối sao có chỗ tại hạ ngồi hàn mỗ xin rửa tai lắng nghe hàn lập sắc mặt bình tĩnh nói tùy ngươi thiếu nữ cũng chẳng thèm để ý hàn lập quả nhiên đứng thẳng tại chỗ ngươi là tu sĩ nhân tộc sao thiếu nữ sau khi suy nghĩ một lát vừa mở miệng nói đã khiến hàn lập cả kinh tiền bối từng đi qua chỗ nhân tộc chúng tôi sao hàn lập cẩn thận nói đương nhiên đã từng đi qua ta thậm chí còn từng bái phỏng quý tộc linh hoàng một thế hệ trong tam hoàng nữa, ta với bí thuật khôi lỗi xuất thần nhập hóa của hắn bội phục vô cùng. Thật ra không chỉ ta, trong tộc phi linh của chúng ta còn mấy tên tồn tại cường đại khác, đều đã từng đi qua nhân tộc các người. Xét phần tình cảm này, người có nghi vấn gì chi bằng cứ mở miệng hỏi, ta biết gì sẽ trả lời nấy. Nhưng có qua có lại, chờ tới vấn đề của ta, hy vọng ngươi cũng không để ta phải thất vọng. Nếu không thì, mấy câu đó thiếu nữ dùng ngôn ngữ nhân tộc nhấn mạnh rất rành rọt. Hàn Lập sau khi nghe dọ y uy hiếp trong câu sau cùng, sắc mặt không khỏi hơi đổi. Nhưng lập tức trở lại như thường, tiền bối làm sao mà đoán được thân phận của vãn bối. Điều khác không nói, vãn bối tự phụ phong lôi xí đã luyện hóa hoàn toàn, hơn nữa còn dùng bí thuật thay đổi khí tức bắt trước người quý tộc, cũng không phát hiện có gì bất ổn. Nếu không vãn bối sao dám lớn mật mà tiến vào quý tộc như thế chứ? Hàn Lập nhìn chằm chằm thiếu nữ, trầm giọng nói, vấn đề này vẫn khiến hắn rất hoang mang phép biến ảo của ngươi đúng là hết sức thành công, thậm chí ngay cả đại trận bảo vệ thành thánh cũng bị khí thức côn bằng trên người ngươi lừa. Nếu gặp phải trưởng lão còn lại trong tộc, chỉ cần không phải là cố ý xem xét, 89 phần 10 cũng không cách nào nhìn ra điều gì. Nhưng ta lại khác, ta thân là đại trưởng lão, chuyên môn phụ trách nắm giữ thánh khí trong tộc. Mà thánh khí tộc thiên bằng chúng ta, có thể nhìn thấu hết thảy biến ảo, trực tiếp nhìn xuyên thần thông chân nguyên trong cơ thể mục tiêu. Các hạ mặc dù bí thuật biến ảo lợi hại, nhưng đối với ta mà nói lại không có chút hữu dụng nào. Thiếu nữ cười nhạt một tiếng, giải thích rất chi tiết. Hàn Lập đã hơi hiểu ra, nhưng ngay sau đó tất nhiên là cực kỳ buồn bực. Nói như vậy, nếu tôi đi tới chi nhánh khác của quý tộc, ngược lại sẽ không dễ bị người ta phát hiện. Hắn cười khổ nói, trong thánh khí của 72 bổn tộc, thánh khí của tộc đảng thủy cũng có loại thần thông giống như vậy. Thiếu nữ không trực tiếp trả lời, ngược lại khóe miệng vỉnh lên. Hàn Lập nghe vậy, nhất thời im lặng sau một lúc im lặng mới hỏi tiếp một câu vật bị phong ấn trong tháp phong linh là vật gì thế cái gọi là thánh tử và côn bằng thực chất là cái gì phong ấn trong tháp phong linh chính là nửa thánh hồn của một con côn bằng chân thánh do bổn tộc năm đó cường thịt mất lực chín châu hai hổ mới thu thập được chính nhờ lực thánh hồn tộc thiên bằng của chúng ta mới có thể tồn tại đến hôm nay về nguyên do cụ thể ngươi không cần phải biết về phần thánh tử thì đơn giản đó là tên gọi chung của tộc nhân của tộc phi linh chúng ta và các tộc có hy vọng kế thừa máu chân thánh. Nếu là thánh tử thì có thể kế thừa máu chân thánh của các tộc, rồi thông qua khảo nghiệm để có thể trở thành thánh chủ một tộc. Thiếu nữ giải thích cặn kẽ, lần này, Hàn Lập chẳng lộ ra vẻ ngoài ý muốn gì cả. Những thứ này đều chẳng khác với phỏng đoán ban đầu của hắn mấy, thậm chí cả cái thánh chủ kia cũng lười hỏi, chỉ thở dài một hơi. Xem ra người cũng không còn vấn đề gì khác, vậy tiếp sau là vấn đề của ta bảo vật vũ xí sau lưng ngươi, luyện hóa bằng thứ gì của côn bằng mà lại có thể khiến thánh linh bị phong ấn trong tháp phong linh thoát ra được thế. Chuyện này từ khi tháp kiến thành tới nay rất ít khi xảy ra. Ánh mắt thiếu nữ chợt lóe, hỏi thẳng, không có gì, chỉ là một cọng lông chim của côn bằng luyện hóa hỏng thôi. Hàn lập nhướng mày, thành thật trả lời, lông chim của côn bằng, điều này thật khó có khả năng, chỉ là một cọng linh vũ hỏng của côn bằng, cũng không thể khiến thánh linh sao động như vậy được sao, Thiếu nữ có chút không tin nổi. Tôi cũng không biết, Hàn Lập lắc đầu, hắn đúng là cũng chẳng hiểu chuyện này ra sao. Lấy bảo vật vũ sĩ của ngươi ra cho ta xem thử. Thiếu nữ trầm ngâm một lát, đột nhiên hời hợt mà nói như vậy. Trong lòng Hàn Lập trầm xuống, nhưng sau khi thấy đôi mắt sáng long lanh giống như thủy tinh của thiếu nữ, chỉ lưỡng lự một chút rồi đầu vai run lên, quang mang vũ sĩ màu trắng sau lưng liền chợt lóe, thoáng cái đã biến mất vô ảnh vô tung. Mà cùng lúc đó, trong tay Hàn Lập lại có thêm một cọng lông ống ánh dài vài tắc. Tay nhấc một cái, không ngờ lại đưa tới thật. Hàn Lập dứt khoát như thế, hiển nhiên là khiến vị đại trưởng lão tộc thiên bằng này cũng có chút ngẩn ra. Con mắt của nàng nhìn khuôn mặt bình tĩnh của Hàn Lập hồi lâu, cuối cùng đôi mắt lộ nét cười nhận lấy. Nét mặt Hàn Lập không thấy chút khác thường nào, nhưng trong lòng lại cười khổ không thôi. Nếu không phải trước mặt là một tồn tại đã trên hợp thể trung kỳ, phong lôi xí lại sớm được luyện hóa đến độ tùy tâm, dù đối phương cưỡng chế giữ tạm, hắn cũng có 6-7 phần nắm chắc có thể kích phát thần thông không gian của bảo vật, nháy mắt gọi về thì hắn quyết sẽ không giao trọng bảo này cho đối phương. Thiếu nữ một tay cầm phong lôi xí, cẩn thận xem kỹ, một lát sau, trên mặt liền hiện ra biểu tình cực kỳ cổ quái. Tay nàng chỉ một cái, vũ xí trong tay đã bay ra ngoài. Lúc này trả phong lôi xí lại cho Hàn Lập, trong lòng Hàn Lập thả lỏng, hai tay không hề động, nhưng bạch quang phong lôi xí chợt lóe rồi biến mất giữa hư không. Sau đó một khắc, chúng lại không chút tiếng động mà hiện ra sau lưng hàn lập lần nữa. Thấy một màn như vậy, thiếu nữ vẫn im lặng, chỉ hoãn một chút rồi nói, thật không ngờ, bảo vật linh vũ này của ngươi chẳng những có chân thánh côn bằng, lại còn dung nhập vào một cọng phượng yêu. Ta đại khái đã hiểu được là chuyện gì xảy ra, có điều vẫn muốn nghe một chút, cọng lông của côn bằng này ngươi làm sao lấy được. Hàn lập nghe vậy có chút bất ngờ, nhưng chuyện này ngược lại cũng chẳng có gì để giấu giếm, lúc này kể sơ qua về chuyện ở nhân giới thấy đại chiến cách giới giữa côn bằng và la côn thiếu nữ sau khi nghe xong lại trầm ngâm một lúc lâu sau mới dùng ánh mắt đánh giá hàn lập một lần nữa đột nhiên mở miệng nói một câu khiến hắn hoàn toàn ngây người hàn huynh có hứng thú gia nhập yêu man tộc chúng ta làm thánh tử bổn tộc không hàn lập ngẩn ngơ tại hạ không nghe lầm chứ tiền bối muốn tại hạ gia nhập quý tộc ư hàn lập mở chừng hai mắt cảm thấy có thể là mình đã nghe lầm gì đó không sai đúng là ta có ý này nhưng chuyện này trọng đại chi tiết cụ thể còn cần thương lượng lại với mấy vị trưởng lão khác thiếu nữ bất động thanh sắc nói tại hạ là nhân tộc cũng không phải là người thiên bằng chân chính hàn lập im lặng một hồi lâu rồi mới nói một câu như vậy các hạ còn không biết sao theo lẽ thường mà nói cọng vũ côn bằng và những thứ khác của côn bằng đều là vật truyền lại khi côn bằng mất mà cọng vũ côn bằng mà hàn đạo hữu luyện hóa lại là vật rơi ra từ trên thân của chân thánh côn bằng trong linh vũ này bao gồm khí tức côn bằng gấp mấy lần bình thường. Hơn nữa hơn phân nửa trong linh vũ, còn ngầm chứa một ít máu huyết mà bản thân ngươi chưa phát hiện. Mà nhất tộc Thiên Bằng chúng ta vốn chính là hậu nhân của chân thánh côn bằng năm đó, đạo hữu nếu bản thân đã luyện hóa vật của côn bằng, lại có khả năng đã chứa máu côn bằng từ lâu, nói là người của Thiên Bằng tộc chúng ta cũng không sai. Lời này thiếu nữ thản nhiên nói ra khiến Hàn Lập trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau, Hàn Lập mới từ trong giật mình khôi phục lại hai mắt nheo lại nhìn thiếu nữ một lúc lâu, đột nhiên mở miệng, nghe nói thánh chủ đương nhiệm của tộc thiên bằng đã ngã xuống mà chết, còn tộc nhân hiện có trong quý tộc hình như cũng không có người kế thừa chân huyết của côn bằng. Cả tộc thiên bằng đều có khả năng bị hàng ngũ 72 chi nhánh tộc phi linh thủ tiêu. Tại hạ không nói sai chứ, sao ngươi biết việc này, thiếu nữ rốt cuộc sắc mặt thay đổi, sau lưng bỗng hiện ra hư ảnh một con đại bàng màu vàng. Hư ảnh này chính là một phiến lưỡng xí, Hàn Lập lập tức cảm thấy một cỗ lực bàng bạc bà thoáng cái đè lên vai, toàn bộ thân hình đều nháy mắt phát ra tiếng xương nứt rắc rắc. Phốc suy một tiếng, hai chân Hàn Lập đã lún hơn phân nửa xuống sàn nhà lát đá xanh. Sắc mặt Hàn Lập thoáng cái trở nên tái nhợt, nhưng ngay lúc này, thiếu nữ nhướng mày, hư ảnh đại bàng lóe lên rồi biến mất không thấy gì nữa. Ta không biết các hạ biết tin này từ chỗ nào, nhưng hy vọng đạo hiếu tạm thời giữ bí mật chuyện này. Tại hạ vẫn chưa muốn thấy cảnh thành thánh một trận đại loạn ngoài ra có một điểm các hạ nói sai rồi thánh tử có thể kế thừa máu chân thánh cả thiên bằng tộc của chúng ta vẫn còn có hai người chỉ là hai người này tu vi quá thấp cho dù thành công tỷ lệ thông qua khảo nghiệm của các tộc cũng không cao lắm cho nên ta mới muốn mời hàn đạo hữu gia nhập bổn tộc chỉ trong nháy mắt thân sắc của thiếu nữ đã khôi phục lại như thường ý tứ của đại trưởng lão là muốn ta gia nhập hỗ trợ hai vị thánh tử này hàn lập là người thông minh bực nào con mắt đảo tròn Lập tức nắm rõ dụng ý của đối phương, thần sắc vừa động liền nở nụ cười. Chương 1416, đại diện giao dịch. Không sai, ta đúng là có ý này, các hạ mặc dù có tư cách gia nhập tộc Thiên Bằng của chúng ta nhưng dù sao cũng xuất thân từ nhân tộc, cho dù có thể thông qua thí luyện cùng khảo nghiệm, cũng không thể đảm nhiệm chức thánh chủ của bổn tộc. Nhưng Hàn đạo hữu lại có thể dùng thân phận thánh tử trợ giúp hai vị thánh tử một tay, giúp bọn họ thông qua thí luyện. Đương nhiên nếu làm như thế, ta cũng sẽ không bạc đãi ngươi chẳng những có thể cho ngươi dung nhập một ít chân huyết của côn bằng, mà còn có hậu tạ khác. Thiếu nữ không phủ nhận, không chút hoang mang nói. Chuyện tốt cỡ này tìm tới cửa, nếu là người bình thường sẽ hoan hỉ vô cùng, sợ rằng lập tức đáp ứng ngay. Nhưng Hàn lập lại ánh mắt chấp động, không lập tức đáp lời. Thiếu nữ cũng không có ý thúc giục, chỉ yên lặng ngồi trên ghế thản nhiên mà nhìn Hàn lập. Sau thời gian một chén trà, Hàn lập lại mở miệng nói tiền bối vì chuyện thánh tử, thậm chí không tiếc để một ngoại nhân như ta gia nhập quý tộc, vậy khảo nghiệm này nguy hiểm thật không nhỏ nha. Có thể nói cho tại hạ biết trước một chút rồi hàn mỗ lại quyết định cũng không muộn. Thí luyện đúng là phi thường nguy hiểm, nói đại khái, thánh tử các tộc tham gia, tỷ lệ đại khái khoảng 6-7 thành. Mà tu vi thánh tử giống nhau đều là phi linh tương, tương đương với hóa thần quý tộc. Lúc này, bởi vì thánh chủ bồn tộc ngã xuống ngoài ý muốn. Hai gã thánh tử chỉ có thực lực sơ cấp phi linh tương, chưa chuẩn bị đầy đủ. Nếu tham gia thú luyện, 10 phần là không thể thông qua. Đạo hữu thần thông tại hạ mặc dù không nắm rõ, nhưng có thể từ nhân tộc một mình xuyên qua hơn phân nửa đại lục phong nguyên mà tới, thực lực tuyệt đối không phải tầm thường. Mặc dù nội dung thí luyện này nguy hiểm, nhưng đối với đạo hữu hẳn là không thành vấn đề. Thiếu nữ mặc dù trước đó đoán có sai một chút nhưng phán đoán cuối cùng lại không sai. Chỉ là cấp phi linh tương ư, khóe mắt Hàn Lập giật một cái, thận trọng hỏi: "Các hạ yên tâm, bổn trưởng lão sẽ không nói dối gạt người." Thiếu nữ khẽ mỉm cười, tôi cần suy nghĩ một thời gian hàn lập lại hẹn thời gian sự tình trọng đại muốn cân nhắc cũng đúng như vậy đi ta cho ngươi thời gian ba ngày ba ngày sau ta vẫn ở đây chờ ngươi quay lại ở trong thời gian này đạo hiếu có thể tự do hành động trong thành sẽ không có người làm phiền ngươi mặt khác ta tên là kim duyệt ngươi hãy nhớ kỹ tên này thiếu nữ nói không chút tức giận tựa hồ câu trả lời của hàn lập đã sớm nằm trong dự đoán của nàng hàn lập tất nhiên trong miệng nói cảm ơn sau đó không chút trần chờ mà cáo từ. Mắt thấy Hàn Lập ra cửa, thân hình thoáng một cái đã không còn thấy bóng dáng, Kim Duyệt khẽ mỉm cười, đưa tay nâng chén linh trà, nhấp nhẹ một ngụm. Đại trưởng lão, thật cứ như vậy mà thả hắn đi sao? Trong gian phòng đá hôi quang chợt lóe, đột nhiên từ bên trong xuất hiện một cao một lùn, người đến là hai tộc nhân thiên bằng. Sao, người nghĩ ta nên đối đãi với người này thế nào? Kim Duyệt liếc nhìn hồng tu lão giả đang nói chuyện, hỏi thẳng cứ lấy vũ xí đã dùng nhập cổng vũ của côn bằng đi chúng ta cần gì phải để người dị tộc giả mạo thánh tử chỉ bằng cướp vũ xí bổn tộc chọn một người khác kế thừa chân huyết chẳng phải tốt hơn sao lão giả dâu đỏ thân hình cao lớn hai tay xoa nhẹ nói nếu thật dễ dàng như thế thì ta còn phải nói nhiều với một gã dị tộc như thế sao lúc ấy cứ giết chết hắn đoạt vũ xí là xong rồi khóe miệng thiếu nữ nở nụ cười lạnh trả lời không chút khách khí vậy ý của đại trưởng lão là một mỹ phụ vóc người nhỏ nhắn thấy lão già dâu đỏ còn định nói gì vội kéo nhẹ vạt áo lão thanh âm cung kính mở lời trước bàn về sự hiểu biết đối với nhân tộc ta nghĩ đến hôm nay thiên bằng tộc không có người thứ hai có thể so được với ta nhân tộc khác với tộc phi linh chúng ta bản thân bọn họ thực lực bình thường hơn phân nửa thần thông đều đặt lên việc tu luyện bảo vật cho nên có thể tế luyện một số bảo vật qua nhiều năm luyện hóa đến mức tùy tâm hoàn toàn loại bảo vật này cũng không phải là không thể cưỡng đoạt nhưng sau khi cướp vào tay, vết tích của chủ cũ trong bảo vật rất khó xóa hết trong một thời gian ngắn. Hơn nữa uy lực của bảo vật cũng sẽ vì đổi chủ mà đại giảm. Bảo vật phố xí của người này ta đã kiểm tra kỹ, đúng là dạng pháp bảo này. Mà ta đã nhận được tin, chỗ thí luyện thánh tử đã được chọn ra, chúng ta căn bản không có thời gian đoạt bảo vật, rồi giao cho tộc nhân khác tế luyện lại lần nữa. Kim Duyệt trầm ngâm một chút, nhưng vẫn giải thích mấy câu. Thì ra là vậy, nhưng nếu như thế, máu chân thánh của bồn tộc chẳng phải sẽ lưu lạc ở ngoại tộc sao. Đây cũng không phải là chuyện nhỏ, lão già dâu đỏ vẫn cuống quyết lắc đầu, tư trưởng lão chẳng lẽ đã hồ đồ. Lần này bồn tộc nếu không có thánh tử nào thông qua thí luyện thì cả tộc sẽ bị những chi nhánh khác thâu tóm, nếu so sánh thì chuyện chân huyết nói lúc đầu chỉ là chuyện nhỏ. Hơn nữa muốn phòng ngừa chuyện này xảy ra, cũng không phải là không có thủ đoạn bổ cứu khác. Đôi mắt sáng của thiếu nữ tinh quang chợt lóe nói, ha ha, lời của đại trưởng lão thật có lý. Chờ gã dị tộc nhân này giúp chúng ta vượt qua kiếp nạn rồi, mòn mọn chỉ là một tồn tại cấp phi linh tương, đến lúc đó muốn giết hoặc giữ lại, còn không phải là do chúng ta quyết định sao. Mỹ phụ trung niên sau khi ngẩn ra, ngay sau đó mặt liền nở nụ cười nói. Giết thì không thể, cho dù là dị tộc nhân, một khi dung nhập chân huyết của côn bằng thì cũng xem như là một nửa tộc nhân. Chúng ta đều sẽ chịu hạn chế của lời thề thiên bằng. Huống hồ nếu hắn giúp tộc vượt qua lần đại kiếp nạn này thì hắn cũng coi như là ân nhân của bổn tộc nếu không cần thiết không nên đả thương hắn mà có thể giam lỏng sau này không để hắn rời khỏi đó là được rồi kim duyệt lạnh lùng mà nhìn mỹ phụ một cái nói không chút cảm tình làm như vậy cũng được có phải nên thông báo cho những tên gác cửa và phái người âm thầm đi theo tên dị tộc nhân này không để tránh hắn trong mấy ngày này đột nhiên chạy mất lão già dâu đỏ đột nhiên nói như thế tư trưởng lão không cần phải lo lắng ta vừa rồi đã động tay động chân một chút trên vũ xí của hắn rồi nếu hắn ra khỏi bổn thành ta sẽ biết ngay lập tức. Kim Duyệt lại chẳng thèm để ý chút nào tới việc này. Xem ra hai người chúng tôi đã quá lo lắng, đại trưởng lão suy nghĩ hết sức chu toàn. Một tia sáng kỳ dị chấp động trong mắt Mỹ Phụ, mỉm cười nói. Lo xa cũng không xấu, trong ngũ đại trưởng lão của bổn tộc, chỉ có ba người chúng ta là ở trong tộc. Mà chuyện này lại liên quan đến sự tồn vong của bổn tộc, ba người chúng ta phải thống nhất với nhau được mới có thể hành động. Nếu không ta cũng sẽ không truyền âm ở trên đường, gọi hai vị đến chỗ này tư trưởng lão các người còn có ý kiến gì khác không thiếu nữ nhìn hai người chậm rãi nói không có cách làm của đại trưởng lão đã hết sức ổn thỏa rồi lần này mỹ phụ và lão già đều đồng thanh nói thiếu nữ nghe vậy thì gật đầu từ đầu đến cuối ba trưởng lão tộc thiên bằng này không hề đề cập tới việc hàn lập sẽ cự tuyệt chuyện này cũng khó trách bởi vì hắn ở trong mắt đại trưởng lão tộc thiên bằng hay là trong mắt lão già và mỹ phụ chỉ là một gã dị tộc cấp hóa thần nào có khả năng từ chối yêu cầu của bọn họ, mà giờ khắc này ở chỗ cách bọn thiếu nữ ngoài chăm dặm Hàn Lập đang vỗ hai cánh phi hành ở tầng trời thấp. Từ biểu hiện mà xem thì thấy thần sắc hắn vẫn như thường, nhìn các loại kiến trúc phía dưới một cách hứng thú, nhưng trong lòng lại băn khoăn không ngừng, âm thầm cân nhắc khốn cục của bản thân mình. Lần này bại lộ thân phận một cách hồ đồ, tình cảnh này thật không hay. Với kinh nghiệm nhiều năm của hắn, làm sao mà không biết yêu cầu thiếu nữ cho dù có hoàn thành hay không? kết quả của hắn đều sẽ không tốt. Còn chuyện cự tuyệt thì chắc chắn không thể nào. Về phần ý niệm chạy trốn thì vào lúc rời khỏi chỗ của thiếu nữ, đã sớm xoay chuyển ở trong đầu hắn mấy lần rồi. Nhưng sau khi thần niệm theo bản năng quét qua phong lôi xí sau lưng đành chỉ có thể cười khổ không thôi. Vị đại trưởng lão tộc thiên bằng kia, át đã gieo một dấu hiệu trong vũ xí, ở trong khu vực nhất định, tất cả hành tung của hắn đều rơi vào trong lòng bàn tay của đối phương. Với tu vi hiện tại của hắn, cũng không phải là không thể cưỡng chế xóa đi dấu vết này, nhưng ít nhất phải mất mấy ngày mới có thể làm được. Mà thời gian lâu như thế, đã có thể khiến vị đại trưởng lão kia tìm tới vô số lần rồi. Xem ra biện pháp duy nhất chỉ có việc đầu tiên là đưa ra một ít điều kiện có thể khiến đối phương sợ ném chuột vỡ bình mới được. Nếu không thì hắn tình nguyện nghĩ cách nguy hiểm là bỏ chạy, cũng tuyệt không làm thánh tử dị tộc gì gì đó. Về phần nói điều kiện gì, chuyện này phải đợi sau khi hắn hiểu rõ tình huống đại khái trong tộc Thiên Bằng mới có thể cân nhắc tốt được. Cũng may hắn tu luyện đến nay, trải qua nguy hiểm vô số. Trước mắt tuy thân lâm vào tình thế tiến thoái lưỡng nan nhưng cũng không quá kinh hoàng. Hàn lập vừa phi hành chậm chậm, trong đầu vừa chuyển động như điện đủ các loại ý niệm. Cho nên thời gian kế tiếp, Hàn lập đi vào trong một gian nhà đó cao lớn gần giống nhà sách trong thành thánh. Hắn ở đó đọc qua gần nửa lượng sách, sau một ngày một đêm mới mang theo vẻ mặt mỏi mệt mà rời khỏi đó. Trở về chỗ ở, hàn lập ở tại quán quý tân đóng chặt cửa không ra mãi đến sáng ngày thứ ba hắn mới lại rời đi mục tiêu lần này là đi đại điện giao dịch thời khai thủy trên đường đi cũng không gặp trở ngại gì hàn lập sau khi phi hành một thời gian ngắn rốt cuộc cũng đã tới biên giới thành thánh đứng trước một kiến trúc kiến tạo kỳ quái kiến trúc này xây tường sát một ngọn dốc đứng cao khoảng ngàn trượng cũng từ trong vách núi trực tiếp lộ ra một quảng trường khổng lồ hình chữ nhật mà ở một mặt của quảng trường Đột nhiên mở ra một cửa đá hình vòng cao khoảng trăm trượng ở trên vách núi đá. Ở hai bên cửa, rõ ràng có hơn 10 vệ sĩ toàn thân võ trang phân nhau mà đứng, ở giữa có rất nhiều người thiên bằng ra ra vào vào, trông phi thường náo nhiệt. Hàn Lập ở nơi xa chỉ híp hai mắt lại mà quan sát một lát, sau đó hai cánh lại động, người được bọc một luồng ánh sáng xanh bay về phía trước. Ánh mắt một gã thủ vệ trước cửa quét qua người Hàn Lập, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, vội cung kính thi lễ với Hàn Lập. Hàn Lập nhẹ gật đầu với gã. Rồi thân hình chợt lóe, nghênh ngang bay vào trong cánh cửa. Trước mắt sáng ngời, một khoảng không gian rộng lớn vô cùng. Sau cánh cửa cực lớn phảng phất xuất hiện một thế giới khác mà liếc mắt một cái không thể nào nhìn thấu đích cuối của lối đi sâu hun hút. Hai bên tất cả đều là từng tầng kiến trúc cao lớn giống cung điện. Nhìn kỹ hơn, những kiến trúc này phân hơn 10 tầng, mỗi tầng đều cao 30 trượng, mà cách mỗi tầng hơn trăm trượng, đều xuất hiện một cửa điện cao hơn 10 trượng khác. Vô số người thiên bằng bay ra bay vào bay lên bay xuống giữa những kiến trúc này, xem ra trong cửa điện chính là nơi giao dịch của người thiên bằng. chương 1417, Thanh La Quả, Hàn Lập cũng không khách khí, lúc này theo ba gã thiên bằng nhân thẳng đến điếm môn. Cánh vừa thu lại, thân hình liền nhoáng lên, hắn thực sự đã tiến nhập vào cửa sau thiên bằng nhân. Trong tai truyền đến tiếng động, ánh mắt Hàn Lập đảo qua, chớp lên vài cái. Nơi đây là một quảng trường loại nhỏ diện tích cũng mấy trăm trượng, xung quanh có một loạt các cửa tiệm lớn nhỏ, có mấy trăm gã thiên bằng nhân ra vào bên trong cửa hàng. Ở chính giữa quảng trường, có một cái cột đá cao hơn 10 trượng, mặt trên có hào quang chấp động dường như bên trong mơ hồ ẩn chứa điều kỳ lạ. Ở dưới cột đá, có mười mấy người giơ tay chỉ trên cột đá, bọn họ đang khe khẽ bàn luận về các vật phẩm, Hàn Lập nhìn cột đá, tò mò không thôi. Chỉ thấy mặt ngoài cột đá thành hai loại văn tự trải rộng rậm rạp, một nửa chấp động màu đỏ, một nửa nổi lên màu xanh biếc. Hàn Lập ngưng thần nhìn kỹ loại văn tự, mới phát hiện văn tự này đều ghi tên các loại vật phẩm quen thuộc cũng có cả những loại xa lạ loại văn tự này lúc thì hiện lên lúc lại biến mất giống như thay nhau chuyển động ở bên ngoài cột đá ở chân đế cột đá có một gã thủ vệ trung niên hai mắt của hắn nửa khép nửa mở không ngừng canh giữ nơi này đây là hàn lập nhìn quét tên thủ vệ cùng với hai loại văn tự trên cột đá trong lòng có chút kinh nghi nổi lên đúng lúc này bỗng nhiên trong đám người phía dưới có một nam tử mặc áo bào cầm trên tay mấy khối linh thạch giao cho tên thủ vệ Tên thủ vệ trợn tròn hai mắt, gật gật đầu, sau đó lấy ra từ trong tay áo một chiếc đoàn bổng màu đỏ giao cho người này. Người này trên tay cầm chiếc đoàn bổng lớn đang đứng đối diện cột đá liền bay nhanh đến một chỗ trống làm một vài động tác. Tuy rằng động tác người này rất nhanh, nhưng không thể qua được mắt hàn lập, làm mang lóe lên, thấy rõ rành mạch. Đoàn bổng rung rung tại chỗ, trên cột đá xuất hiện văn tự màu đỏ, lóe lên rồi lại nhập trở lại cột đá biến mất không thấy. Một lát sau, mấy văn tự màu đỏ lại hiện ra tại chỗ cũ. Hàn Lập trên mặt hiện ra một tia ngạc nhiên, lát sau, kết quả là có một người đi ra. Bất quá người này vẫn chưa để ý tới tên thủ vệ, mà mở ra hai cánh bay vút lên không trung vài trượng, vươn một ngón tay điểm ở tại mấy dòng văn tự xanh biếc trên cột đá. Nhất thời văn tự phát ra một ánh sáng xanh biếc nhanh chóng nhập vào ngón tay người này, làm cho cả thân thể người này toát ra ánh hào quang. Người này chỉ vào văn tự này, hai mắt híp lại tựa hồ nhận tin tức gì, một lúc sau, hắn thu tay lại, xoay người bay thẳng đến cửa đại điện giao dịch. Mấy người phía dưới cũng làm y như hai người lúc trước, chỉ để xem trên ở cột đá viết cái gì, bọn họ trực tiếp bay đến cột đá, lấy tay chạm đến hai loại văn tự xanh đỏ. Nhìn đến nơi này, Hàn Lập sờ sờ cầm, trong lòng có vài phần giật mình. Để thỏa mãn sự tò mò trong lòng, hắn không khách khí tiến lên trước vài bước, đồng thời vươn ra một cây ngón tay, ở dưới chân đế cột đá hiện lên một loạt những dòng văn tự xanh biếc. Những dòng văn tự này phát ra tia sáng màu xanh, cảm giác có một luông khí hướng thẳng vào đầu, trong đầu Hàn Lập hiện ra một hàng thông tin. Bán ra loại lưu quang mộc số lượng vô hạn, mỗi nơi 3 vạn linh thạch giá cả là 4 tầng 5 điện 31 hào. Hàn Lập khóe miệng khẽ động, thân hình hạ xuống, người lại chuyển động sang bên khác của cột đá, ngón tay lại chỉ vào, một loạt văn tự màu đỏ hiện lên. Kết quả là cũng có một loạt thông tin xuất hiện trong đầu. Thu mua đầy đủ một khối hài cốt phượng vĩ cầm, giả cả thương thảo là 9 tầng 2 điện 10 hào. Hàn lập sắc mặt có chút quái dị không nghĩ tới mấy người thiên bằng tộc lại dùng phương pháp này để bán ra hoặc thu mua vật phẩm. Hiển nhiên cột đá có một năng lực thông báo điều gì đó, đều là nhu cầu cấp bách hoặc là vật đặc biệt quý hiếm, có thể xem như đó một loại suy nghĩ độc đáo. Kể từ đó, nếu bất kỳ ai cần mua bán vật phẩm thì nhìn tin tức trên cột đá là có thể trực tiếp qua cửa hàng để giao dịch. Thực sự là tiện lợi rất nhiều. Phương pháp này thoạt nhìn cũng không quá khó, ở nhân tộc trong các phường thì cũng có thể cân nhắc mà sử dụng phương pháp này. Hàn Lập lui ra phía sau vài bước, bắt đầu đánh giá cẩn thận dòng văn tự màu xanh biết ghi rõ việc bán ra vật phẩm. Hắn suy nghĩ, trước tiên đảo qua thông tin một lần, nhìn xem có vật phẩm nào hứng thú hay không. Mặc dù có không ít tên các loại vật phẩm, chủng loại khác nhau, với lại ở hai tộc khác nhau thì cách gọi cũng khác nhau. Nhưng không biết vì nguyên nhân gì mà phần lớn tên của các vật phẩm quý hiếm lại không có nhiều. Đặc biệt tài liệu vật phẩm trong hai gia tộc đều giá trị không nhỏ, xưng hô lại hoàn toàn giống nhau chuyện này đã từng làm cho hàn lập kinh ngạc khi tiếp xúc với loại văn tự của phi linh tộc bất quá việc này có chút kỳ quái hắn cũng sẽ không tìm hiểu nguyên nhân vì sao hiện giờ hắn chỉ yên lặng chăm chú đọc và nhớ kỹ những thông tin trên cột đá ánh mắt ngưng lại hàn lập đột nhiên nhìn thẳng vào một dòng văn tự xanh biếc trên cột trong lòng như phát hiện ra điều gì thanh la quả nơi này cũng bán ra loại vật phẩm này sao hàn lập sắc mặt trở nên hồng hào nghe đồn quả này là một loại thuốc tiên thiên la đan đối với hàn lập mà nói hắn cũng biết được vài loại linh quả trong đó có thanh la quả loại linh đan này tuy rằng hiệu quả không giống hắc viêm đan ngược lại tu sĩ luyện hư hậu kỳ có thể gia tăng tam khỏa đột phá nhưng đại bộ phận cao giai tu sĩ thậm chí trong mắt lão quái vật đã ngoài hợp thể vẫn coi hắc viêm đan là loại đan được có giá trị tuyệt đối siêu cường thiên la đan nếu sử dụng một mình sẽ trợ giúp luyện hư tu sĩ dễ dàng đột phá nhưng trên thực tế linh đan này sẽ không dùng một mình mà phần lớn được phối hợp sử dụng cùng các linh dược khác bởi vì dược tính của thiên la phi thường kỳ lạ, nó có thể cùng hầu hết các linh dược khác dung hợp mà không hề xung đột. Điều không thể tưởng tượng chính là cùng linh dược khác, nhất định gia tăng ba linh đan thành đến gần nửa dược tính có công hiệu phòng ngự. Nói đúng ra nếu hàn lập ăn thiên la đan có thể tăng thêm 10 năm pháp lực, nhưng nếu ăn thiên la đan với các linh dược khác lẫn lộn, thì tu vi nhất định tăng được 12 năm đến 15 trong năm. Hơn nữa, loại đan dược này hiệu quả đến nỗi nó có thể dung hợp bất cứ loại đan dược nào đều có công dụng hữu hiệu. Kể từ đó, đan dược trong tay tu sĩ nhân tộc càng có giá trị lớn hơn và càng ngày càng khan hiếm hơn, chỉ mong được dung hợp với một viên Thiên La đan. Vạn nhất nếu không có vận may được dung hợp thì làm cho đan dược không còn hiệu quả, như vậy chuyện được dung hợp chỉ như một giấc mộng. Về phần hiệu quả của Thiên La đan thực sự là việc rất khó nói. Từng có người ăn liên tiếp 3-4 viên linh đan này, kết quả mỗi một viên linh đan đều cùng có tác dụng khiến năng lực tăng lên rất nhiều. Cũng có người táng ra bại sản mua một lúc 7-8 viên Thiên La đan coi đây là canh bạc được ăn cả ngã về không kết quả lại làm cho người này hộp máu mà chết bảy tám viên linh đan cũng chẳng có nổi tác dụng gì lại còn gây ra cái chết đáng tiếc việc thiên la đan trợ giúp để tăng năng lực trên thực tế loại linh đan này đã làm cho không ít tu sĩ lâm vào điên cuồng thanh la quả thất truyền ở nhân tộc gần ngàn năm toàn bộ quang cảnh nơi đây liền bị các đại phái cùng các thế lực tới đào móc tìm kiếm điều làm cho người ta buồn bực chính là thời gian thanh la quả thành thục phải tới năm sáu ngàn năm mà mỗi một cây chu linh chỉ có thể kết xuất được một quả. Sau khi ngắt quả, cây chu linh sẽ mất hoàn toàn linh khí trở thành một cây bình thường. Cho nên cho dù có hàng loạt đại phái cùng thế lực lớn nghĩ muốn hao tổn tâm huyết để cố sức tìm kiếm Thanh La quả, chỉ là việc mất nhiều hơn được. Cho nên từ đó về sau, người ta chỉ có thể ngẫu nhiên tìm thấy quả này trong hoang dã, mỗi một quả Thiên La đan xuất hiện đều làm cho các tu sĩ đều lâm vào tranh đấu đoạt lợi. Phần lớn rơi vào tay lão quái vật hàn lập ở thiên uyên thành nghe nói tới loại linh quả này cảm thấy rất hứng thú nằm mơ cũng muốn dùng lục dịch bồi dưỡng loại linh quả này nhưng đáng tiếc cũng chính thanh la quả là mầm móng tai họa là một loại linh dược hiếm thấy hơn nữa không thể bảo tồn được lâu cho nên cho dù thiên uyên thành cơ hồ tập trung tất cả linh hoa linh quả cũng không thể tìm thấy một viên linh quả như thế cho nên hàn lập chỉ có thể kìm nén sự buồn bực ở trong lòng mà vẫn không biết làm gì hiện tại ở cột đá nhìn thấy dòng văn tự viết tên linh dược thanh la quả này khiến cho hắn trong lòng kinh hoàng dường như khó có thể kiềm chế trong lúc nhất thời hàn lập lại không nhìn kỹ những vật phẩm khác lúc này sau lưng mở ra hai cánh lập tức hướng về đại điện giao dịch biên bay đi từ chỗ cột đá ngón tay chỉ đánh dấu dòng văn tự ghi thanh la quả lóe lên tia sáng màu xanh nháy mắt một loạt tin tức ánh truyền vào trong đầu sau khi thấy rõ nội dung thông tin đôi lông mày của hắn nhíu lại thế nhưng chỉ sợ có điểm phiền toái hàn lập thì thào một câu trên mặt vẻ hưng phấn lập tức biến mất hơn phân nửa nhưng dù sao cũng có hy vọng có được thanh la quả, cho dù là việc khó đó có khó khăn đến thế nào, hắn cũng tuyệt đối không thể bỏ cuộc. Hàn Lập ở trên không trung cân nhắc một chút, hắn liền hóa thành một đoàn thanh quang bay đi. Vừa bay đến cửa điện, trực tiếp hướng chỗ cao bay đến, một hơi đã bay tới tầng thứ 9, hắn liền dọc theo thông đạo đi về phía trước. Không lâu sau sau, Hàn Lập nhìn tới phía trên cửa điện, không chút do so dự bay vào bên trong đại điện, đại điện được bài trí đều cùng một khuôn mẫu dập khuôn. Nơi đây người thiên bằng nhân cũng khá ít ỏi so với mấy tầng phía dưới, chỉ có khoảng hai ba mươi người. Hàn lập hai mắt híp lại, liếc nhìn mặt trước cửa hàng, tinh quang trong mắt chợt lóe, liền tiến đến một tiệm hàng cỡ chung tại một góc đại điện. Nơi đây, tiệm hàng chia làm hai tầng, bên trong cánh cửa bị một quầng sáng màu xanh minh mông che phủ, trên cửa lộ ra một cái biển màu đỏ nhạt, mặt trên chấp động viết vạn lôi phường. Hàn lập nhìn tấm biển, một tia kinh ngạc hiện lên, rồi lập tức bình tĩnh lại ngay. Thân hình chợt lóe, liền không chút do dự tiến vào bên trong quầng sáng sau cánh cửa. Một gian phòng trống rỗng rộng khoảng 3-40 trượng xuất hiện ở trước mặt. Hé ra một chiếc bàn gỗ đen thùi tỏa sáng, vài chiếc ghế màu vàng, cùng bảy tám giá gỗ đã có chút mục nát, mặt trên giá gỗ bảy biện 7 tám loại hàng hóa. Ở trong phòng ngoại trừ một gã đứng sau bàn gỗ, nhìn như chủ tiệm, đó là một nam tử có dáng người khô gầy, bên cạnh còn có hai gã thiên bằng nhân khác. Hàn lập thả ra thần niệm lặng lẽ đảo qua ba người, khuôn mặt không khỏi biến sắc chương 1418, ba lựa chọn. Bộ dạng đôi nam nữ trung niên kia là một đôi phu phụ, bọn họ cùng chủ tiệm nói xong cái gì. Một trong hai người bọn họ một gã là luyện hư sơ kỳ, người còn lại là luyện hư trung kỳ. Về phần tên trưởng quầy, hắn đúng là một gã luyện hư hậu kỳ đáng sợ. Người có bậc tu vi này, sao lại mở cửa tiệm? Hàn lập trong lòng hơi hoảng sợ. Khi đó, đôi nam nữ vừa thấy có người tiến vào, lập tức đảo mắt nhìn qua bọn họ nhìn ra hàn lập là hóa thần trung kỳ lại cảm thấy gương mặt xa lạ dị thường trong lòng tràn ngập ngoài ý muốn nhưng thật ra tên trưởng quầy kia chỉ là thoáng nhìn không để ý tới hàn lập tiếp tục cùng hai người nói chuyện với nhau không tìm được hấp linh thạch thì quý phu phụ đừng vọng tưởng tới tiên tử mộc chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta thiếu mấy thứ cao giai linh thạch này sao trường quầy khẩu khí rất lớn ngư huynh dùng hấp linh thạch đổi lấy từ tiên mộc điều kiện cũng quá hà khắc rồi vật ấy chỉ có thể tồn tại ở nguyên thâm đừng nói phu phụ ta chỉ là luyện hư tu sĩ mà ngay cả các vị trưởng lão trong tộc cũng không dám tiến sâu vẻ mặt nữ tử không cam lòng nói lão phu không quan tâm không có hấp linh thạch việc này khỏi bàn thêm trưởng quầy hai mắt khẽ chấp không chút khách khí nói đôi phu phụ nghe được trưởng quầy nói như thế sắc mặt thay đổi rất khó coi nhưng bất luận hai người có khẩn cầu như thế nào lão ta vẫn lạnh như băng không hề đem ra cuối cùng đôi phu phụ này chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi bọn họ từ đầu đến cuối cũng không nói với Hàn Lập một câu. Tiểu tử, người tìm đến lão phu có chuyện gì? Điếm chủ chờ kia đôi phu phụ đi ra cửa, liền hướng đến chiếc ghế, ngồi xuống, bộ dạng có vẻ bực mình nói. Có phải tiền bối có thanh la quả muốn bán? Hàn Lập bình tĩnh hỏi lại, thanh la quả, đó là một trong những vật chân quý của bổn điếm, chỉ sợ ngươi không đổi nổi, ta không lãng phí thời gian, ngươi hãy mau đi đi. Trường quầy nghe Hàn Lập hỏi, liền ngẩn người ra, hắn cẩn thận đánh giá Hàn Lập, tỏ vẻ không thể giao dịch cùng Hàn Lập Tiền Bối không nói điều kiện làm sao biết Vãn Bối không thể đáp ứng Hàn Lập ảm đạm cười hai chân không hề có ý muốn rời đi hư rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt Trường Quầy giận dữ một đôi cánh màu bạc phòng thủ hiện lên ở phía sau từ trên không đột nhiên hướng thẳng Hàn Lập thanh âm kéo dài một cỗ cự lực vô hình hướng Hàn Lập đè xuống không khí xung quanh ù ù lên thành tiếng Hàn Lập khóe mắt dựng lên vẫn chưa có ý né tránh mà khoát tay chỉ nhẹ nhàng khua kiếm một đạo kim mang chợt lóe làm cho có cự lực vô hình kia dễ dàng bị phân đôi sát theo hai bên hàn lập tiếng nổ ầm vang phát ra a à. trách không được có chút lo lắng xem ra ngươi thực sự có vài phần bản lĩnh điếm chủ thốt lên một tiếng khe khẽ trong mắt chợt lóe lên tia sáng cảm thấy có chút ngoài ý muốn phải chăng vãn bối không có tư cách giao dịch cùng tiền bối thân sắc hàn lập lại bình tĩnh như thường hỏi tiếp cứ coi như ngươi đủ tư cách đi Chẳng qua cố ý muốn đánh vì thanh la quả là linh giữa quý hiếm cần xem ngươi thế nào, vậy mà ngươi vẫn không biết trời cao đất rộng, vẫn muốn đổi chác, điếm chủ thản nhiên trả lời. Ngay cả đổi chác như thế nào cũng không nói cho vãn bối biết, làm sao vãn bối có thể hiểu được tiền bối muốn điều gì. Hàn lập miệng cười nhếch lên trả lời, ngươi đã như vậy tự tin, lão phu cũng không nhiều lời. Thanh la quả là vật quý hiếm muốn đổi lấy vật ấy, ta cho ngươi ba loại lựa chọn. Chỉ cần ngươi có thể đáp ứng được một trong ba điều kiện thì ta sẽ lấy Thanh La quả cho ngươi." Điếm chủ thoáng trầm ngâm, thần sắc lại trầm chậm nói. "Ba lựa chọn, xem ra Thanh La quả thật không dễ lấy, nếu không vị tiền bối này cần gì phải đưa ra nhiều lựa chọn." Nghe đối phương nói như vậy, Hàn Lập nở nụ cười khổ. "Thứ nhất, nếu ngươi là có thể xuất ra U Minh Liên hoặc Hắc Ám huyết tinh. Điều này ta không nói hai lời, nếu lấy được ta sẽ đem Thanh La quả đưa cho ngươi." Điếm chủ cười lạnh, trầm chậm nói hai loại linh vật này căn bản chỉ là tin đồn nhảm không biết thế gian thực sự có hay không. Vãn bối không thể có này hai vật, Hàn Lập liên tục lắc đầu, hắc hắc, chỉ là vật đồn nhảm, điếm chủ nghe vậy, trên mặt có vẻ châm chọc, nếu ngươi cảm thấy không làm được lựa chọn thứ nhất, thì ta sẽ nói cho ngươi lựa chọn thứ hai. Ta khẳng định ngươi có thể tìm được vật này, đó là nếu trong tay ngươi có năm 600 viên cực phẩm linh thạch, Lão Phu cũng có thể miễn cưỡng đổi cho ngươi một viên thanh la quả. Năm 600 viên cực phẩm linh thạch, tiền bối thật đúng là quá tham lam. Nhiều cực phẩm linh thạch như vậy, phỏng chừng vài vị trưởng lão cũng không có thì vãn bối làm sao mà có được. Hàn lập thần sắc có chút thay đổi bộ dạng khó coi. Nếu đối phương chỉ nói hơn trăm viên cực phẩm linh thạch, thì hắn cắn răng chịu lấy phần lớn linh dược đổi lấy một chút, nói không chừng còn có có thể. Với số lượng năm sáu trăm viên, hắn không chút nghĩ ngợi liền loại bỏ lựa chọn thứ hai này. Hừ, lão phu cảm thấy thanh la quả có giá trị lớn như thế tất nhiên là cần phải đặt ra điều kiện lớn. Điếm chủ tỏ ra không thèm quan tâm lời của Hàn Lập. Hàn Lập nghe vậy, chỉ có thể im lặng. Hai lựa chọn này, người đều không thể làm được, còn một lựa chọn cuối cùng, phỏng chừng ngươi càng không có cách nào làm được. Ngươi có muốn nghe không? Điếm chủ lạnh lùng nói. Tiền bối cứ nói đi. Hàn Lập âm trầm nói. Nghe được Hàn Lập nói thế, trên mặt điếm chủ lộ ra tia cổ quái, một lúc sau lại nói, điều kiện cuối cùng này không phải ai cũng làm được. Cho nên ta phải hỏi trước, ngươi có tinh thông lôi điện lực không? Lôi điện, hàn lập đồng tử co rụt lại, tràn ngập ngoài ý muốn. Đúng vậy, nếu là bản thân ngươi không hiểu được thuộc tính thần thông, hoặc là đại khái hiểu biết lôi điện thì điều kiện thứ ba, lão phu căn bản không cần phải nói tiếp. Lôi điện, hàn mỗ có hiểu biết tinh thông một chút, hàn lập thầm cảm thấy có chút kỳ quái, trong lòng luôn cân nhắc, nhưng vẫn là thành thật trả lời. Thật không, nói miệng không có bằng chứng. Trước mắt lão phu, ngươi hãy thể hiện một phần cho ta xem có thực sự không. Điếm chủ không tin hàn lập, hai mắt tinh quang chấp động không thôi. Không thành vấn đề, Hàn Lập liền đáp lại, hai cánh rung lên nhẹ nhàng sau lưng. ầm ầm tiếng sấm nổ, vô số tia sáng màu bạc tỏa ra ở hai cánh, tất cả hồ quang ngưng tụ lại, trong nháy mắt, xung quanh Hàn Lập hiện ra hơn 10 viên lôi cầu màu bạc. Một đám quyền lớn nhỏ, đùng rung động chướng lui không chừng. Trong lôi cầu ẩn chứa uy năng đáng sợ làm cho đồng tử của điếm chủ rụt lại, lộ ra vài phần sợ hãi lẫn vui mừng. Không sai, người quả nhiên không nói khoác, Thần thông lôi điện quả không nhỏ. Ngươi có thể nghe ta nói lựa chọn cuối cùng, kỳ thực rất đơn giản, điều kiện cuối cùng này ngươi không phải dùng bất cứ cái gì để trao đổi lấy Thanh La quả mà chỉ giúp ta thu phục một con linh thú mà thôi. Thu phục linh thú? Hàn Lập ánh mắt chợt lóe lên, tràn ngập vẻ ngoài ý muốn. Như thế nào, ngươi cảm thấy đơn giản chứ? Nói thật cho ngươi biết, linh thú này có chút đặc biệt, tuy rằng ta đem đã muốn bắt sống, nhưng cuối cùng không thể thu phục. Ta tìm không ít người nhưng không có ai có thể giúp ta hàng phục nó thật ra cũng có không ít người có thần thông mà lại bị con thú này tấn công bất quá nếu người tự tin ở lôi điện lực thật sự phải có chút trình độ không phải là không có cơ hội nhưng có thể dẫn đến những điều không may lúc ấy lão phu có thể sẽ không để ý tới điếm chủ thâm ý sâu sắc nói nguyên tính linh thú tiền bối sao không nói thẳng là linh thú nào hàn lập nghe xong cau mày đứng lên đó là loại linh thú nào tạm thời không tiện nói cho ngươi ngươi thực sự giúp lão phu chứ, ta sẽ đưa ngươi đi gặp con thú này, đến lúc đó ngươi nhìn sẽ biết thôi. Điếm chủ hai mắt hiện lên vài phần xảo quyệt, nghe được đối phương trả lời hàm hồ, hàn lập sờ cầm suy nghĩ, trong lòng tự nhiên tự trách không thôi. Nhưng trong đầu ý niệm vẫn nhanh quay trở lại cân nhắc việc này. Người này là một gã luyện hư hậu kỳ, thế mà còn không thể hàng phục một con linh thú, bên trong khẳng định có chút kỳ lạ. Nhưng đối phương đã nói rõ cần người tinh thông lôi điện lực mới có thể ra tay tương trợ thoạt nhìn cũng không có chút thành ý. Hàn Lập trầm ngâm trong chốc lát, mới mở miệng hỏi, tiền bối nói xem muốn hàng phục được thì cần loại trình độ nào mới có thể làm được. Hiển nhiên là hiệp trợ lão phu, làm cho nó ngoan ngoãn chịu trói, nhận lão phu là chủ chủ chính thức. Điếm chủ không chút do dự nói, nếu là như vậy, vãn bối nguyện ý thử một lần trợ giúp tiền bối, Hàn Lập không trần chờ. Tốt lắm. Lão Phu cần chuẩn bị một chút để tiến hành cho nghi thức nhận chủ. Bốn ngày sau, người đến đây tìm Lão Phu. Điếm chủ vẻ mặt tươi cười nói, đúng giờ này bốn ngày sau, tại hạ sẽ ở đây. Vãn bối xin cáo từ, Hàn Lập không nói gì thêm, liền xoay người bước ra khỏi cửa tiệm. Nhìn Hàn Lập biến mất trước cửa tiệm, điếm chủ nâng tay sờ sờ cầm, trong mắt lộ ra một tia hưng phấn. Hàn Lập từ cửa tiệm đi ra sau, hắn vẫn không vội và lập tức rời đi mà tiến tới chỗ cột đá, hy vọng có thể phát hiện thêm thông tin gì khác. Mãi cho đến khi trời gần tối, đại điện giao dịch sắp đóng cửa, Hàn Lập mới từ trong cánh cửa bay ra với vẻ vui mừng. Hắn lần này thu nhận được nhiều điều, ngoại trừ phát hiện tung tích thanh la quả, còn theo thiên bằng tộc giao dịch trong đại điện, phát hiện vài loại tài liệu quý hiếm mà ở nhân tộc căn bản không thể tìm thấy. Trong đó có luyện khí vật, có linh hoa linh thảo. Trong đó một gốc cây linh dược, vừa lúc cùng kim tủy tê âm trùng phối hợp, một vị chủ dược luyện chế phạm thánh chân ma. Tự nhiên làm cho Hàn Lập hết sức vui mừng, hắn chỉ cần dị tìm được hai chung linh dược khác, là có thể hồi môn tất cả tài liệu, có thể ngưng hóa pháp tướng chân thân. Hàn lập trong lòng cân nhắc, thân thể hóa thành một đoàn thanh quang, thẳng đến chỗ ở bay đi. Ngày mai, Hàn lập cùng thiên bằng tộc ước định ba ngày. Hàn lập trong độn quang, khóe miệng khẽ cười, giống như không còn nhớ đến việc này nữa. chương 1419, Côn bằng xá lợi và thiên bằng chi thể. Người đã đáp ứng gia nhập thiên bằng nhất tộc chúng ta rồi. Trong đôi mắt sáng của thiếu nữ linh quang chấp động, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Hàn Lập, chậm rãi hỏi. Nếu vãn bối nói không bằng lòng, e rằng cũng không thể dễ dàng ly khai quý tộc đâu. Hàn Lập sau khi than khẽ một tiếng, trả lời vô cùng thành thật. Lúc này hắn thân đã ở trong lầu các của Kim Duyệt, mà ở bên cạnh của nữ tử này còn có một lão già và một mỹ phụ khác chia nhau ngồi hai bên. Hai trưởng lão hợp thể sơ kỳ của thiên bằng tộc mới xuất hiện này cũng đang không ngừng quan sát Hàn Lập từ trên xuống dưới, nhưng ánh mắt lại nhìn vào trên phong lôi xí ở sau lưng hắn, trên mặt lộ ra một tia nóng bỏng. Hàn đạo hữu đã đưa ra lựa chọn này, thực sự là một hành động rất sáng suốt. Chỉ cần thánh tử của tộc ta có thể thông qua thí luyện, bản tộc nhất định sẽ không bả đãi đạo hữu đâu. Thiếu nữ trong lời nói thì lộ ra vẻ mừng rỡ, nhưng ngữ khí lại thản nhiên như sớm đã đoán ra rằng Hàn Lập sẽ đồng ý rồi. Nếu là thí luyện thật sự có trình độ giống như tù bối đã nói, vậy thì lần xuất thủ tương trợ này đối với hàn mỗ mà nói thì không phải là chuyện quá khó khăn. Nhưng đồng dạng, tại hạ cũng không muốn rơi vào kết cục chim hết thì bẻ cung đâu, cho nên vẫn còn có hai điều kiện, hy vọng quý tộc có thể hứa trước với tại hạ. Như vậy thì hàn mỗ cũng không còn nỗi lo về sau, rồi mới có thể tận tâm toàn lực giúp thánh tử của quý tộc. Hàn lập hơi dừng lại, chuyển đề tài, điều kiện, dị tộc nhân, người cứ nói ra thử xem nào. Lão già họ tự ở bên canh nhíu mày hỏi, tại hạ muốn một viên côn bằng xá lợi, cùng với một quyền lợi được lưu danh trên phó quyển của thiên bằng chi thệ. Hàn lập mỉm cười, nói, xá lợi, thiên bằng chi thệ phó quyển, vừa nghe thấy câu này của Hàn lập, không chỉ nam tử họ từ và mỹ phụ kia vẻ mặt đại biến, ngay cả khuôn mặt của nữ tử kim duyệt này cũng hơi thất kinh. Không thể, côn bằng xá lợi của bản tộc tổng cộng có hơn 10 viên mà thôi. Mỗi một viên đều là thánh vật mà sau khi các lịch đại đại trưởng lão của bản tộc tòa hóa để lại, sao có thể đưa cho ngươi? Còn thiên bằng chi thể, cho dù chỉ là phó quyền bản tộc tổng cộng cũng chỉ có ba phần mà thôi, sớm đã không còn bao nhiêu chỗ có thể để ngươi lưu danh rồi. Lão già dâu đỏ sắc mặt âm trầm, lập tức cự tuyệt. Không sai, hai thứ này đều là vật quý của tộc ta, thực sự là không tiện nhận lời. Tiểu huynh đệ không ngại đổi sang điều kiện khác chứ. Mỹ phụ ở bên cạnh thở dài, cũng khuyên nhủ. Thiếu nữ thì lại không nói gì, ánh mắt không ngừng chấp động, giống như là đang suy nghĩ gì đó. Tại hạ cần côn bằng xá lợi cũng không phải là để cho mình. Sau khi phục hạ xá lợi, vãn bối mới có thể khống chế côn bằng chi lực, có thể huyễn hóa thiên bằng chi thân. Như vậy mới có thể hóa trang thành thánh tử của quý tộc mà không bị tộc khác nhận ra. Có xá lợi lại thêm bản thân ta lại luyện hóa côn bằng chi vũ và dung hợp côn bằng chân huyết, chắc có tư cách để lưu danh trên quyển phụ của thiên bằng chi thể chứ. Mà chỉ có làm như vậy, tại hạ mới thực sự tin rằng quý tộc sẽ không có tính toán khác với tại hạ sau khi xong chuyện. Hàn Lập bình tình nói, nhưng chuyện này ngươi làm sao mà biết được, chẳng lẽ có người trong tộc đã nói với người ư? Lão già họ tư hắng giọng hỏi, cái này cũng không đúng đâu. Hàn đạo hữu đợi một ngày ở thiên tri các trong thành, chắc từ bên trong biển tịch tra ra những chuyện này. Ta cũng suýt nữa thì quên mất, nhân tộc một khi tu luyện có thành tựu, đều có thể có bản sự đọc một lần là nhớ. Kim Duyệt hờ hững mở miệng nói, cho dù là như vậy, hai điều kiện này chúng ta cũng không thể đáp ứng. Lão ra liên tục lắc đầu, vì sao không thể đáp ứng, quý tộc nếu như ở trong lần thí luyện này, thực sự không thể xuất hiện một thánh chủ, chắc sẽ bị loại trừ trong danh sách 72 phân chi của phi linh tộc, từ đó mà bị những chi mệnh khác thôn tính. So sánh với việc này, chút điều kiện không đáng nhắc đến này của Hàn Mỗ có gì là khó khăn đâu. Trừ phi ba vị bắt đầu tính toán rằng sau khi xong chuyện sẽ xử trí tại hạ với cách khác. Hàn Lập chậm rãi nói, nghe thấy lời nói của Hàn Lập, tư trưởng lão và Mỹ phụ sắc mặt có chút khó coi. Được, ta đáp ứng ngươi, sau khi trầm tư một hồi lâu, thiếu nữ bất chợt lên tiếng đồng ý. "Sao có thể như vậy được, đại trưởng lão, việc này cũng phải cân nhắc đã." Lão già và mỹ phụ đồng thời vội vàng khuyên can, "Không cần phải nhiều lời, cứ làm theo lời Hàn đạo hữu nói đi, hai điều kiện này nếu so với sự hưng vong của tộc quần, không đáng để nhắc tới." "Chuyện này ta làm chủ." Thiếu nữ xua tay, giọng nói lạnh lùng. Hai người ở bên cạnh nghe thấy vậy, sau khi quay sang nhìn nhau thì cũng đành ngậm miệng hai điều kiện mà ngươi đề ra bản trưởng lão có thể hoàn toàn đáp ứng nhưng để bảo chứng rằng ngươi sẽ tận tâm giúp đỡ hai vị thánh tử thông qua thí luyện ta sẽ ký kết một huyết thể khác với ngươi nếu bản tộc sau thí luyện không xuất hiện thánh chủ bản nhân có thể dùng thân phận đại trưởng lão phân phó ra một số thọ nguyên phá trừ thiên bằng chi thể và diệt sát ngươi ánh mắt của thiếu nữ thoáng chốc đã biến thành sắc bén như đao hàn lập trong lòng lạnh toát nhưng trên mặt vẫn mỉm cười nói tiền bối yên tâm nếu bởi vì tại hạ không tận lực dẫn đến thí luyện thất bại, Vãn Bối sẽ để mặc cho đại trưởng lão xử trí, tuyệt sẽ không oán hận một câu nào. Ngươi hiểu đạo lý như vậy thì tốt, về chuẩn bị trước đi. Ngày mai ta sẽ an bài tốt tất cả, rồi phái người đón ngươi, cửa hành nghi thức khai linh cho ngươi gia nhập bản tộc. Thiếu nữ dùng khẩu khí rất đáng tin cậy nói, Hàn Lập tất nhiên không có ý kiến gì khác, sau khi ôm quyền với ba vị trưởng lão của Thiên Quyên tộc liền cáo biệt sau khi thấy thân hình của hàn lập lóe lên rồi biến mất ở cửa lão già dâu đỏ hít sâu một hơi mặt trầm trọng nói với thiếu nữ đại trưởng lão ta không phải là không đồng ý làm vậy côn bằng xá lợi cho hắn cũng được nhưng một khi được lưu danh trên phó quyển của thiên bằng chi thệ trừ phi sau này hắn làm ra vài tội tài trời trái với thệ ước trong tộc của ta không ai có thể xuất thủ với hắn chuyện này rất dễ dàng bị người ngoài lợi dụng từ đó mà mang tới đại họa cho tộc ta chuyện này ta tất nhiên là biết nhưng tư trưởng lão hình như đã quên mất một việc, thiên bằng chi thể chỉ có thể hạn chế người của bản tộc mà thôi. Chuyện của tên phản đồ 3.000 năm trước, các ngươi lẽ nào đã quên rồi ư? Thiếu nữ đột nhiên lộ ra vẻ mặt kỳ quái, ý của đại trưởng lão là, Mỹ phụ bỗng nhiên tỉnh ngộ. Mấy ngày trước, ta tiếp kiến mấy vị phi linh tướng đi hộ tống cống phẩm vừa trở về, cũng biết một số chuyện của tên nhân tộc này. Theo bọn họ kể lại, tu sĩ nhất tộc tuy nhìn chỉ là có tu vi của phi linh tướng trung giai, nhưng trên thực tế ít nhất cũng có thần thông của Phi Linh Soái sơ giai. Dùng để giúp chúng ta thông qua thí luyện, tuyệt đối có phần nắm chắc lớn. Vì thế chịu thiệt một chút căn bản cũng không tính là gì. Hơn nữa sau khi kết thúc chuyện này, tên dị tộc này chỉ cần bằng lòng ngoan ngoãn sống ở thánh thành của chúng ta, không tiếp xúc với tộc nhất khác, chúng ta cũng bất tất phải dùng bước cuối cùng. Nhưng chúng ta phải cẩn thận hơn, những người đối đầu của bản tộc sẽ động thủ động cước trong lần thí luyện này đó thiếu nữ đưa tay lên vén lọn tóc trên vai ung dung nói đại trưởng lão minh giám lần này lão dì dâu đỏ và mỹ phụ thực sự yên tâm rồi ở phía bên kia hàn lập sau khi về nơi ở lại gặp mấy khách nhân tới thăm chính là ba huynh muội phong khiếu bạch lôi bạch ngưng vừa về thành ba người này vừa thấy hàn lập biểu hiện vô cùng nhiệt tình sau khi ngồi nói chuyện với mình cả nửa ngày mới tận hứng mà đi hàn lập sau khi ra tận cửa tiễn ba người nụ cười trên mặt mới thu lại hơi trầm ngâm quay về phòng sau đó đóng chặt cửa phòng lại sáng sớm ngày hôm sau quả nhiên có bốn nam bốn nữ của thiên bằng tộc tới trước cửa tuy tu vi đều tương đương với hạng trúc cơ kỳ nhưng được cái đều còn rất trẻ tuổi tư chất không tầm thường hàn lập sau khi đánh giá mấy người này cũng không nói gì nhiều lập tức theo tám người rời khỏi quý tân quán đi vào trong thánh thành sau khi đi hết nửa thành hàn lập tới một toàn kiến trúc kỳ quái ở một góc của thánh thành Kiến trúc này là một quảng trường giống như sân thi đấu thể thao. Cả quảng trường là hình tròn, bốn mặt đều bị tường đá to lớn, cao tầm trăm trượng vây quay, chiếm diện tích rộng vài dặm. Trên tường đó dựng hàng trăm thạch điêu ô bằng. Bên trên không biết là thi ra cấm chế gì mà bước nào bước nấy đều lấp lánh ánh sáng đủ màu, hình thành một vầng sáng bảy màu bao bọc cả quảng trường. Mà ở trung tâm quảng trường lại có một đài cao giống như thế đàn, các vật bên trên để dùng bạch ngọc trong suốt chế thành. Hàn lập hiện giờ đang đứng trên ngọc đài xung quanh đứng mấy chục thiên bằng nhân, nam nữ đều có, toàn bộ đều mặc áo trắng, đều có tu vi cấp độ luyện hư. Kim Duyệt và ba trưởng lão đang đứng trước mặt Hàn Lập, đằng sau là hai nữ tử thị tùng trẻ tuổi trang điểm xinh đẹp, trong tay phân biệt nâng một cái chậu bạc. Hàn Đạo Hiếu, đồ vật chúng tôi đã chuẩn bị tốt rồi. Hơn nữa để trước khi thí luyện bắt đầu, Đạo Hiếu có thể phát huy đầy đủ năng lực của côn bằng xá lợi và côn bằng chi huyết. Ta và ba vị trưởng lão sẽ dùng thần thông giúp ngươi trong một khoảng thời gian ngắn triệt đệ luyện hóa hai vật này, sau đó truyền cho ngươi thuật biến thân của thiên băng tộc hy vọng hàn đạo hữu ngàn vạn lần đừng làm chúng ta thất vọng trên mặt thiếu nữ tinh quang chấp động hai mắt nhìn thẳng vào hàn lập nói tiền bối yên tâm tại hạ đã đáp ứng mấy vị trưởng lão tuyệt đối sẽ tận tâm tận lực hàn lập nghiêm mặt nói rất tốt người trước tiên dùng hợp côn bằng chân huyết đi tư trưởng lão sẽ hợp lực suốt thủ kích phát linh huyết chi lực sau đó cường hành đêm chân huyết và huyết dịch của ngươi dùng hợp thành một thế không còn phân biệt gì nữa trong đó có chút đau khổ nhưng chắc đạo hiếu có thể chịu được xung cùng khi ngươi phục hạ côn bằng xá lợi sẽ do ta tự thân xuất thủ giúp ngươi luyện hóa vật này lúc đó ngươi phải cẩn thận đừng để bị côn bằng chi lực chứa trong xá lợi phản phệ từ đó tâm ma xâm nhập dù sau thì ngươi cũng không phải là thiên bằng nhân chân chính hành động này vẫn có chút hung hiểm thiếu nữ lại dặn dò mấy câu hàn lập tây nhiên là nhất nhất đáp ứng thấy bộ dạng thành thật của hàn lập thiếu nữ hài lòng gật đầu sau đó phất ngọc thủ ra sau lập tức một trong hai thị nữ kính cẩn bước lên, dâng chậu bạc trong tay ra trước người nữ tử. Kim Duyệt hờ hững nhìn chậu bạc, một ngón tay ngọc trắng nõn búng một cái lên quần sáng. Bạch quang lấp lóe điên cuồng mấy cái, rồi vô thanh vô thức tiêu tán, lộ ra một cái bình màu xanh to cỡ ngón cái, hình dáng cổ xưa, không phải vàng mà cũng chẳng phải ngọc. Chương 1420, chân huyết nhập thể. Trong miệng thiếu nữ phát ra tiếng chú ngữ rất êm tai, đơn thủ điểm một cái vào chiếc bình nhỏ, một luồng sáng xanh từ đầu ngón tay bắn ra, kích lên trên bình nhỏ. Bình nhỏ run rẩy rồi bay lên không trung, lao thẳng tới chỗ Hàn Lập. Hàn Lập không nói gì, lúc này thần hình khẽ động, ngồi lên ngọc đài. Vào lúc này, tư trưởng lão và Mỹ Phụ đột nhiên giơ tay lên, từ tay mỗi người bay ra một vật. Một vật đỏ như máu, vật kia xanh biếc ướt át, phân biệt là một đóa hoa sen to cỡ bàn tay và một phiến lá chuối màu xanh biếc. Hoa sen màu đỏ như máu xoay tròn xuống, hóa thành to cỡ một trường, tỏa ra hương thơm nhàn nhạt, nhạt, mà lá chuối cũng đồng dáng hóa thành to cỡ một thân người, phù hiện ra phù văn màu lục kỳ quái, lấp lóe phát sáng, vô cùng chói mắt. Đuôi lông mày của Hàn Lập khẽ động, khi còn chưa nhìn rõ hai thứ này có tác dụng thì thì đóa hoa sen đỏ như máu đã rơi lên đỉnh đầu. Hàn Lập đầu tiên thất kinh, cảm thấy người nhũn ra, mình không ngờ đã bị đáo hoa sen máu đó nhẹ nhàng nâng lên, rồi lập tức trong miệng mũi toàn là mùi thơm nhàn nhạt, nhạt do đó hoa sen đó phát ra, khiến hắn có một loại cảm giác mê man muốn ngủ hàn lập cũng không kinh hoàng hai mắt vi híp lại như ngủ mà không phải ngủ nhưng thủy trung vẫn bảo trì một tia tỉnh táo cuối cùng ở sâu trong lòng tư trưởng lão quát khẽ một tiếng cánh hoa sen từ từ khép lại về phía trung tâm trong nháy mắt tất cả cánh hoa đều thu lại hóa thành một nụ hoa đỏ tươi thấy cảnh này năm ngón tay của thiếu nữ đồng thời búng về phía chiếc bình nhỏ sau mấy tiếng bốp bốp, có mấy luồng sáng xanh bắn ra lóe lên rồi vụt tắt chiếc bình nhỏ nổ ra một vầng sáng xanh nắp bình không ngờ lại không thấy đâu, một quầng ánh sáng xanh từ trong bình chiếu ra, sau đó thu lại, hóa thành một con chim đại bàng màu xanh to mấy tấc, tung cánh muốn bay lên không. Thiếu nữ lại sớm đã có chuẩn bị, đôi kim xí ở sau lưng vỗ một cái lên trời. Lập tức từ hai cánh kim quang phóng ra, thoáng chốc đã trùm lấy con đại bàng nhỏ màu xanh. Sau đó con đại bàng lăn lộn ở trong vầng ánh sáng mấy cái, liền há thành một vũng nước xanh nhỏ, lờ mờ có ngân mang hiện ra. Thiếu nữ hai tay bấm quyết, lại một lần nữa điểm lên nước xanh ở trên không trung. Vầng ánh sáng vàng chấn động một chập, bọc lấy vũng nước xanh rồi rơi xuống nụ hoa. Sau một tiếng bịch, nước xanh đan sen trong ánh sáng đỏ và vàng, thoáng chốc đã nhập vào đóa hoa sen. Lúc này, tư trưởng lão ở bên cạnh nhoáng lên, xuất hiện ở bên cạnh đóa hoa sen như quỷ mị, đơn thủ giơ lên, trống ở bên cạnh hoa sen. Phật một tiếng, đôi cánh bạc ở sau lưng lão già xòe ra, linh quang màu bạc từ trong tay lũ lượt chút nhập vào trong đóa hoa sen. Mỹ phụ đồng thời cũng bay tới phía bên kia của hoa sen, tay trống ở dưới, linh quang màu trắng tỏa ra đồng thời cả đóa hoa sen phát ra tiếng ong ong, huyết mang bên trong lập lòe bất định. Mà đúng vào lúc này, phiến là chuối màu xanh đang bồng bềnh trên không trung cũng lượn lờ bay xuống. Nhưng khi vừa chạm vào đóa hoa sen thì tự nhiên nổ tung, lập tức vô số sợi tơ màu lục từ trong bắn ra, sau đó lũ lượt ùa vào trong đóa hoa sen, thoáng chốc đã không thấy đâu. Tiếp theo bên ngoài hoa sen hiện ta từng đạo từng đạo hoa văn màu lục, Hình dạng cổ quái. Sau một khắc, huyết quang chợt tắt, tiếng ong ong cũng im bặt. Tư trưởng lão và mỹ phụ như không nhìn thấy những gì đang xảy ra trước mặt, cả hai vẫn nhắm mắt, chỉ dùng tâm để chú nhập linh quang cực kỳ tinh thuần vào trong hoa sen. Thiếu nữ ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, thở dài một hơi, mỉm cười tự nói với mình, quả nhiên mình đoán không nhầm, khí thức trong cơ thể người này đủ để tiếp nhận côn bằng chân huyết. Quan trọng là, thân là gì tộc nhân thì liệu có thể thôi động ra được mấy thành uy lực của côn bằng chi huyết? sau khi nói xong câu này thiếu nữ quét mắt nhìn những người thuộc lớp cao tầng khác của thiên bằng tộc đang đứng gần đột nhiên cất tiếng chuyện lần này các ngươi đều đã tận mắt chứng kiến người này quan hệ tới sinh tử tồn vong của bản tộc cho nên tất cả những gì liên quan đến người này đều phải tuyệt đối bảo mật thân phận của người này từ giờ đi sẽ được bản tộc phái tới hải ngoại bí mật bồi dưỡng thánh tử thứ ba các ngươi hãy nhớ lấy đại trưởng lão yên tâm chúng tôi tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra ngoài những thiên bằng nhân cấp luyện ngư nói ta cũng tin rằng chư vị sẽ không làm ra chuyện làm tổn hại đến bản tộc. Sau hai tháng, ta sẽ từ trong số các ngươi chọn ra mấy người cùng ta dẫn theo thánh tử, tham gia chắc thí luyện lần này. Thiếu nữ gật đầu, chậm rãi nói, hai tháng, sao lại sớm như vậy, trước kia không phải là nói còn một năm thời gian sao? Lập tức có người nói, nghe nói xích dung tộc, độ nhà tộc hơn 10 tộc liên danh đề xuất, yêu cầu cử hành thí luyện sớm hơn. Trưởng lão của tộc ta trong liên tịch trưởng lão hội tuy cố gắng tranh cãi về chuyện này, nhưng đại bộ phận mọi người đều đã đồng ý rồi vì sao lại đồng ý chắc phải có lý do chứ một người khác bất bình nói đương nhiên là có lý do rồi bọn họ nói là địa uyên gần đây có chút không yên ổn tốt nhất là bố trí ngày thí luyện sớm hơn một chút tránh chậm trễ thì sinh biến phát sinh ra chuyện gì bất ngờ thiếu nữ vẻ mặt bình tĩnh nói yêu vật trong địa uyên và phi linh tộc chúng ta là sinh tử đại địch đã có lúc nào được thái bình đâu căn bản là muốn nhắm vào mấy chi nhỏ yếu như chúng ta thôi. Một thiên bằng nhân căm tức nói, không cần nói nhiều lời thừa nữa, liên tịch trưởng lão và nhiều người đã đồng ý thí luyện sớm, bản tộc cũng chỉ đành chấp nhận chuyện này mà thôi. Trừ chuyện thí luyện ra, gần đây trong khu vực quản hạt của thiên bằng tộc chúng ta có người của tộc nhân khác xuất hiện, còn trắng trợn bắt người cướp của. Một bộ phận người trong tộc ta lập tức dẫn đội xuất phát, kích sát toàn bộ những kẻ nhân lúc cháy nhà đi hôi của này cho ta, cho những phân chi khác một bài học, khiến chúng trước khi thí luyện kết thúc không dám có chú ý với bản tộc nữa. Thiếu nữ khi nói tới mấy câu cuối, giọng nói biến thành lãnh khốc. Tuân lệnh, những thiên bằng nhân này nhao nhao cúi đầu vâng dạ. Sau đó, thiếu nữ bắt đầu phân phó nhiệm vụ, tất cả mọi người đều lĩnh mệnh rồi rời đi. Trên ngọc đài, nháy mắt đã trở nên vắng vẻ, ngoài trừ thiếu nữ đang vận công, ba trưởng lão bọn tư trưởng lão, cùng với hai thị nữ ở phía sau thiếu nữ ra, không còn một ai đứng trên đài. Ánh của thiếu nữ lại rơi lên đóa hoa sen ở bên cạnh. Hoa sen này dưới sự hợp thể không ngừng chú nhập linh lực của hai vị trưởng lão, thể tích so với lúc đầu còn lớn hơn một nửa. Đồng thời những hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen cũng bắt đầu chớp động không ngừng, giống như là đang sống vậy. Thiếu nữ đột nhiên lăng không tóm về phía chậu bạc còn lại trong tay thị nữ ở đằng sau. Một tiếng phá không truyền ra, một viên ngọc màu nhũ trắng từ trong chậu bắn ra, bị kim duyệt nắm vào trong tay. Thiếu nữ này dùng ngọc chỉ kẹp lấy viên ngọc đưa ra trước mắt, ngưng thần nhìn chăm chú. Trên mặt nàng ta đột nhiên lộ ra một vẻ kỳ quái. Đây là xá lợi của đại trưởng lão đời nào sau khi tỏa hóa để lại? Thiếu nữ mở miệng hỏi một câu, là xá lợi của đại trưởng lão đời thứ 9, án chiếu theo phân phó của đại trưởng lão, đây là xá lợi gửi lại lâu nhất. Lực lượng bên trong chắc đã mất hơn nửa rồi, thị nữ đó cung kính trả lời, đời thứ 9, chính là Hồng Vân đại trưởng lão sáng tạo ra kinh chập thần công, sau cùng lại phát điên mà chết thiếu nữ hơi biến sắc, chính là xá lợi của Hồng Vân trưởng lão. Bởi vì Hồng Vân trưởng lão chết quá kỳ quặc, xá lợi mà ông ta lưu lại trừ côn bằng chi lực ra, còn hỗn tạp một ít thần niệm chi lực của ông ta trước khi chết, có khả năng sẽ lưu lại hậu hoạn cho người luyện hóa. Vì thế xá lợi này luôn cất trong mật thất, không ai dám tùy tiện luyện hóa. Nếu đại trưởng lão cảm thấy không thích hợp, tiểu tỳ lập tức đối cái khác. Thị nữ có chút bất an, giải thích, không cần, viên này được rồi. Thiếu nữ quét mắt nhìn đáo hoa sen đỏ, vẻ mặt khôi phục lại như bình thường. Lúc này, hoa văn màu lục bên ngoài hoa sen bắt đầu vặn vẹo to hơn, cả đóa hoa sen đều bắt đầu bành trướng. Hai ngày sau, trên bầu trời của Ngọc Đài, một con thanh điều hóa thành một đạo tàn ảnh bay lúc lên lúc xuống trên không trung, bên ngoài thân thể hiện ra một đạo ánh sáng màu vàng và màu xanh, đột nhiên thân hình của nó dừng lại ở chỗ cũ, không động đậy, song chảo tóm mạnh một cái vào hư không. Mười móng vuốt màu trắng bắn ra, vẽ một đạo bạch ngân nhàn nhạt trong không trung, hơn nữa chỉ vừa lóe lên là biến mất không thấy đâu. Hai cánh bỗng nhiên vỗ về phía trước, ánh sáng mở cuộn cuộn vòng một vòng về phía trước, hóa thành phong nhận to cỡ bàn tay, dày đặc trong phạm vi hơn trăm trượng, bao bọc toàn bộ mọi thứ vào trong. Một tiếng ầm vang lên, thanh điểu há to miệng, không ngờ lại phun ra từng quả lôi cầu màu vàng, khiến chỗ ở trước mặt hóa thành một mảng lôi quang. Sau một tiếng rít bén nhọn, hai cánh của thanh điểu vỗ một cái, đột nhiên biến mất trong một cỗ cuồng phong. Một khắc sau, trong cuồng phong ở trên không trung, thân hình của Thanh Điều lại một lần,